ở có vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó, tầm thường đan đạo truyền thừa hoặc là thủ pháp, ở hắn trong mắt cơ bản cùng rác dưới không khác, có thể như vậy dưới bối cảnh, hắn vẫn có thể nhìn đan hội người xếp thứ 8 thủ pháp luyện đan, nói ra lời nói này, đủ để gặp được hắn đối với người nọ thủ pháp luyện đan đồng ý. Mà cho dù chẳng qua là hắn Trần Phi đồng ý, thả ở bên ngoài, sợ rằng dùng thủ pháp hết sức cao minh, tuyệt đại bí kỹ để hình dung, đều là không quá phận liền đi. Hắn kết quả này là muốn luyện cái gì đan? Đáng sợ như vậy thủ pháp, cái này, điều này sao có thể à? Cùng lúc đó, Giang Vạn Lý vậy rốt cục thì thần sắc tái nhợt, mồ hôi đem hắn quần áo trên người làm ướt. Hắn dầu gì cũng là cái vương cấp luyện đan sư, lại làm sao có thể không nhìn ra đan hội người xếp thứ 8 thủ pháp luyện đan huyền diệu, theo đáng sợ. Cái này các loại thủ pháp, hơn nữa truyền thuyết kia ở giữa tuyết yêu cốt hỏa, cùng với hắn trước nơi thấy, đối phương nơi tự tay lấy ra trùng trùng cao các loại dược liệu. Giờ khắc này, hắn coi như là lại ngu xuẩn, vậy nhất định là đoán được. Người này lại là muốn luyện vương đan. Nhưng đối phương cái này ảo ảnh chính giữa nhân vật, xem bên ngoài hình dáng, sợ rằng liền hắn Giang Vạn Lý vậy tuổi tác cũng không có, nhưng đối phương bây giờ, lại là muốn luyện vương đan. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Điên, điên rồi sao, hắn thực tế chính giữa mới bay lớn. Sao có thể luyện ra vương đan? Giang Vạn Lý sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn thất thố đứng lên. Vương đan. Đừng xem bên ngoài người đều là gọi hắn là vương cấp luyện đan sư, có thể trên thực tế, hắn chân thật trình độ nhưng là liền cực kỳ thông thường nhất vậy tầng thứ vương đan, có thể hay không luyện chế thành công, đều là xem vận khí. Vận khí tốt, có lẽ là được, mà nếu là vận khí kém, liên tục thất bại mấy mươi lần cũng quá bình thường. Cho nên đối với mét khối nếu là thật có thể luyện ra vương đan, không nghi ngờ chút nào, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hay là đem thất bại thảm hại. Lúc này, đan hội người xếp thứ 8 luyện đan tiến triển đã là bước vào nào đó huyền diệu thiên địa. Mà đang cảm thụ đến vậy trạng thái huyền diệu, Trần Phi híp đôi mắt một cái, lẩm bẩm nói. Thiên nhân hợp nhất sao? Ngươi lại còn biết thiên nhân hợp nhất? Không tệ, hắn lúc này bây giờ loại trạng thái này, chính là thiên nhân hợp nhất cảnh. Dạ hoa đan vương hơi thanh âm kinh dị từ Trần Phi bên tai truyền tới. Tiếp theo, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt là đổi được cổ quái không thiếu. Thiên nhân hợp nhất, loại này hoàn mỹ luyện đan sư trạng thái duy có cơ duyên xảo hợp mới có thể gặp được. Hắn ban đầu sở dĩ khuất phục thứ 9. Có phần nhỏ nguyên nhân chính là bởi vì cái này thiên nhân hợp nhất cảnh, bất quá, bực này trạng thái biết người quá mức thiếu, Trần Phi bực này tuổi vãn bối, từ chỗ nào biết được. Cái vấn đề này, dĩ nhiên không người trả lời hắn. Trần Phi quyền làm không có nghe gặp dạ hoa đan vương kinh nghi tiếng, quay đầu tiếp tục xem đan hội người xếp thứ 8 luyện đan. Nếu là hắn không phán đoán lỗi, từ đối phương trước nơi lấy ra những dược liệu kia thành tựu căn cứ, người này lúc này muốn luyện. Hẳn là một loại tên là cự thần đan, vương đan. Viên thuốc này một khi ăn vào liền có thể ở trong vòng nửa ngày lực lớn vô cùng, thân xác lột xác, có liệt sơn đoạn hà khả năng, đến lúc đó, tầm thường tiểu thiên vị nhân vật cũng được ngoan ngoãn, rất miễn cưỡng bị xé, mà không còn sức đánh trả chút nào. Bực này kinh người dược liệu, dĩ nhiên là quyết định này, cự thần đan, phẩm cấp bất phàm. Vương đan phân là cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng, hoàn mỹ bốn cái phẩm cấp. Cự thần đan thuộc về là cấp thấp cao cấp vương đan. À, đây là, đan hội người xếp thứ 8 phát ra thấp ách tiếng hò hét, nhất thời, vậy hừng hực thiêu đốt tuyết yêu cốt hỏa liền đem một đoàn đoàn dược liệu tinh hoa đưa vào dược đỉnh chính giữa, đều đều phân tán. Như vậy trình tự, vậy người xếp thứ 8 làm đâu vào đấy, thậm chí cho người một loại hoàn mỹ không tì vết lưu loát cảm, hồi lâu, một cổ mùi thuốc chi vị, tại không gian tràn ngập, lò chung quanh ngọn lửa, càng ngày càng thịnh vượng. A, à, hồi lâu, đan hội người xếp thứ 8 lại lần nữa lên tiếng, quát khẽ một tiếng, một đoàn màu đỏ thẫm đỏ tươi huyết khí, theo dược đỉnh lên miệng, chậm rãi tiến vào dược đỉnh kia chính giữa. Đây là vô cùng là hiếm thấy màu máu thiên diệp liên, vậy là có thể luyện chế thành công cái này cự thần đan mấu chốt. Giang Vạn Lý cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, gương mặt đã sớm tái nhợt, môi cũng là run rẩy, phát ra nhỏ thanh âm không thể nghe, thất bại. Mau thất bại. Nhất định phải thất bại à? Hắn tuy không biết cái này một lò kết quả là luyện cái gì đan, nhưng là, chỉ cần đối phương một khi thành đan, chỉ cần đối phương lò đan này luyện là vương đan,
như vậy, hắn liền đem thất bại thảm hại, tất cả hết thảy, phó cho dòng nước cuốn trôi. Cho nên hắn bây giờ trong lòng chỉ có thể suy nghĩ đối phương thất bại thất bại thất bại. Như vậy ác độc nguyền rủa, xấu hổ mất mặt. Nhưng mà, hắn nhưng quên, hết thảy các thứ này cũng là ảo cảnh, tất cả hết thảy người chủ đạo đều là Dạ Hoa Đan Vương. Cái này thì tương đương với thật ra thì bây giờ là Dạ Hoa Đan Vương tự mình ở luyện vậy lò cự thần đan, nơi lấy thất bại. Đây căn bản liền là chuyện không thể nào được chứ. Bọn họ bây giờ nhìn thấy, bất quá là Dạ Hoa Đan Vương mô phỏng ngày đó đan hội lên phát sinh hết thảy mà thôi. Cho nên trước Trần Phi mới có thể nói Dạ Hoa Đan Vương nhưng thật ra là không cam lòng, bởi vì năm đó Dạ Hoa Đan Vương ở nơi này đan hội thành tích, bất quá là chính là thứ 9 mà thôi. Kiềm Nam cổ quốc từ trước tới nay đan đạo người thứ nhất, nhưng chỉ là vậy đan hội thứ 9. Hắn không cam lòng, là thật không cam lòng. Hồi lâu sau đó, ông một tiếng, dị tượng mọc tùm, hư không tách thả ra hoa sen màu máu, một mảnh cánh hoa múi bắt đầu đánh mất, yêu dị cực kỳ, làm người ta hoàn toàn không rời ra tròng mắt. Oanh! Sát theo, hơi có vẻ nóng bỏng trên quảng trường, một đạo trầm thấp sấm rền tiếng, đột nhiên ở chân trời vang khắp. Chợt vô luận là Trần Phi hay hoặc là Giang Vạn Lý ánh mắt đều là hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhanh chóng quét tới. Cùng lúc đó, Giang Vạn Lý sắc mặt cũng là hoàn toàn cứng, vô cùng làm khó xem. Chỉ gặp vậy trên bầu trời, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đoàn mây đen, ùn ùn kéo đến, tiếng sấm ầm ầm, bộ dáng kia, rất hiển nhiên tuyệt đối là luyện đan sư đều biết, phương cấp đan dược thành đan, đan lôi thành hình chi dấu hiệu. Đan lôi, vậy vật này lúc xuất hiện. Liền phần lớn là tuyên cáo một lò vương đan, thành. Phịch, rất nhanh, một đạo màu máu ánh sáng rực rỡ phóng lên cao, tựa hồ là muốn chạy trốn, nhưng lúc này hậu, một cái bàn tay giò tới, nhưng là đan hội người xếp thứ 8 chặt chặt đem vậy lao ra dược đỉnh viên thuốc bắt được. Sau đó, hắn vậy cái bàn tay thu nhỏ lại hồi người bình thường bàn tay lớn nhỏ, bàn tay chậm rãi mở ra, một quả màu máu tròn trịa viên thuốc, bất ngờ xuất hiện ở trong tay hắn. Màu huyết sắc kia viên thuốc lên, lúc này đang có thay nhau bất hủ màu máu ánh sáng rực rỡ vần quanh, rất là thần kỳ. Đây là cấp thấp cao cấp phương đan, cự thần đan, tiếp theo đến ngươi. Dạ Hoa Đan Vương thanh âm bình tĩnh vang lên, chỉ gặp bàn tay hắn lộn một cái, huyết sắc kia viên thuốc cự thần đan thuận tiện lấy xuất hiện ở trong tay hắn, lấp lánh rực rỡ. Thấp, cấp thấp cao cấp phương đan. Giang Vạn Lý sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cả người cương tại chỗ, giống như mất đi hồn phách con rối. Vương đan, hơn nữa còn là cấp thấp cao cấp vương đan, hắn đời này cũng còn không thành công luyện ra qua, cái này làm cho hắn như thế nào so, như thế nào thắng. Làm sao, ngươi muốn buông tha, Dạ Hoa Đan Vương cau mày nhìn Giang Vạn Lý, nói. Không phải, ta. Giang Vạn Lý đầu đầy mồ hôi, miệng không chừa nói, cuối cùng hung hăng cắn răng, nói tiền bối. Không phải ta muốn buông tha, mà là cái này có phải hay không hơi quá đáng. Cấp thấp cao cấp vương đan liền hai sao vương cấp luyện đan sư cũng rất khó luyện ra, như vậy đối thủ, ta như thế nào thắng hắn? Như vậy nói cách khác người bây giờ đã buông tha chứ? Đã như vậy, người vẫn là đi ra ngoài đi, ta Dạ Hoa không cần người bực này hèn yếu, nhát gan hạng người tới đón bị ta truyền thừa, không gặp. Dạ Hoa Đan Vương thần sắc lãnh đạm xuống, giương tay một cái. Vậy con người hốt hoảng co giúp lại Giang Vạn Lý liền trực tiếp là từ đài cao này lên biến mất. Không ra ngoài dữ liệu, hắn hẳn là bị Dạ Hoa Đan Vương đuổi ra ngoài. Đuổi ra khỏi truyền thừa cung điện bên ngoài. Giang Vạn Lý, chật vật như chó, bị Dạ Hoa Đan Vương đuổi ra khỏi cửa. Ngươi đâu, ngươi nếu như muốn buông tha, ta cũng có thể bây giờ sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Đây là, Dạ Hoa Đan Vương lạnh lùng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mặt. Lạnh lùng nói, ta thật ra thì có thể nói cho ngươi, bây giờ cái này tất cả, nhưng thật ra là ta mô phỏng ngày đó thành đan thánh đan hội quyết chiến, mà làm được trận pháp ảo cảnh. Thành đan thánh đan hội, người dự thi tuổi tác yêu cầu là 100 tuổi trở xuống, nói cách khác, lúc này đứng ở trên đài 8 người kia, đều là lấy không tới 100 tuổi liền thành tựu lần này thiên phú bộc lộ trình độ. Yêu nghiệt cực kỳ. Ngươi bây giờ là không phải sẽ cho rằng bọn họ rất đáng sợ. Cái này rất bình thường. Ngươi nếu như cảm thấy bọn họ rất đáng sợ, ta đề ra khảo nghiệm rất hà khắc, không sanh được ngọc chất tỷ thí đấu đan quyết tâm, rời đi chính là, ta không mạnh. Dạ Hoa Đan Vương lần này nói chưa nói xong, Trần Phi liền đem hắn cắt đứt,
nhàn nhạt nói, tiền bối, ngươi chẳng lẽ là đem ta làm là, trước vậy dối trá, hèn yếu hạng người đồng lứa người chứ? Chẳng lẽ không phải là sao? Dạ Hoa Đan Vương hơi híp mắt nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Ta mục tiêu là Thiên Ất Long Trúc, không người có thể ngăn cản ta, Trần Phi cười lên, nói. Dạ Hoa Đan Vương con mắt nhanh tránh, chợt thật sâu nhìn Trần Phi, nói, yêu cầu ta đã nói, trên đài cái này 8 người ngươi tùy ý chọn một, thắng, Thiên Ất Long Trúc ta đưa ngươi, quyết không nuốt lời. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, sau đó hắn vậy không nói thêm nữa, trực tiếp là ánh mắt ở trên đài cao kia 8 đạo thân ảnh lần trước đảo qua qua, ngón tay nhẹ nhàng bóp nặn, phát ra âm thanh, rồi sau đó, hắn bóng người, chính là ở Dạ Hoa Đan Vương hơi chăm chú ngay trong ánh mắt, từ từ vang lên. Dám hỏi tiền bối, năm đó bắt được vô địch người nọ, là ai? Dám hỏi tiền bối, năm đó bắt được vô địch người nọ, là ai? Làm vậy Trần Phi tràn đầy tự tin thanh âm từ từ vang lên, Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt mãnh ngưng ngưng, chợt giận quát một tiếng, lạnh nhạt nói, cuồng ngông. Ngươi có biết ban đầu vậy đan hội hạng nhất tên là thiên tư bực nào bộc lộ yêu nghiệt nhân vật? Ngươi muốn khiêu chiến hắn, bằng ngươi, có bản lãnh kia sao? Cũng khó trách hắn giờ phút này sẽ như vậy thất thố, điều này thật sự là bởi vì ban đầu bọn họ một lần kia đan hội thứ nhất, người kia thật quá yêu nghiệt cùng kinh khủng một ít. Người kia là bọn họ thời đại đó người thứ nhất, từ trình độ nào đó mà nói, coi như là bọn họ trong lòng một cán gương mẫu, tín ngưỡng. Người như vậy, nếu không có khoa trương thực lực, vô địch luyện đan kỹ thuật, lại làm sao có thể làm bọn họ những thứ này thâu tóm bát phương các nơi luyện đan sư anh kiệt, thiên tài cúi đầu nhận thua, làm khuất phục. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại như vậy không biết trời cao đất rộng, muốn ở hắn Dạ Hoa trước mặt nói muốn khiêu chiến người kia. Như vậy khinh suất, lại không tự lượng sức cử động, thì như thế nào có thể làm hắn Dạ Hoa trong lòng không đúng lúc này Trần Phi, nhóm hạ, ngu xuẩn, lỗ mãng, xung động. Nhãn hiệu. Hiển nhiên, loại này hành vi ở hắn xem ra thật sự là quá ngu xuẩn. Bởi vì liền liền hắn Dạ Hoa nhất ham hở ban đầu, vậy vẫn không sanh được muốn khiêu chiến người kia ý niệm. Liền hắn Dạ Hoa cũng không dám, Trần Phi lại dựa vào cái gì? Cái này lựa chọn ngu xuẩn cùng hành vi, đơn giản là làm hắn không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối, cuồng ngông hay không, đây là ta chuyện cá nhân tình, ta trong lòng mình rõ ràng là được. Vẫn là câu nói kia, ta mục tiêu là Thiên Ất Long Trúc, không người có thể ngăn cản ta. Trần Phi nhàn nhạt nói. Hừ. Dạ Hoa Đan Vương xanh mặt hừ lạnh một tiếng, chợt lại sâu sắc nhìn một cái Trần Phi, nói, nếu ngươi nếu không phải là tự tìm không vui, tốt lắm, ta tác thành ngươi. Kiến thức người kia đan kỹ, ngươi sẽ rõ, cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là chênh lệch. Ta đang mong đợi, Trần Phi cười một tiếng, chênh lệch sao? Vậy ta ngược lại là thật muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là chênh lệch, kết quả sẽ trả lại cho kém ta nhiều ít đâu. 90% 8, 99%. Vậy thì như ngươi mong muốn, theo Dạ Hoa Đan Vương cái này xanh mặt hừ lạnh một tiếng nhanh chóng rơi xuống, Trần Phi bên tay trái tòa thứ tư trên đài cao bóng người kia chớp mắt, đạp không đi xuống, đi tới vậy hai ngồi dược đỉnh trong đó một tòa trước. Cùng lúc đó, nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ. Bóng người kia đầu tiên là dẫn hỏa dược đỉnh, rồi sau đó cong ngón tay bắn ra, một đoàn tinh khiết như băng nước úy ngọn lửa màu xanh ra trời, chính là chậm rãi ở bóng người kia bàn tay chính giữa từ từ bốc lên. Chỉ gặp ngọn lửa kia phơi bày nhu hòa băng lam vẻ, thậm chí so tinh khiết huyền băng cũng còn muốn xanh thẳm mấy phần, ở ngọn lửa kia từ từ bay lên bây giờ, trong đó mơ hồ có thể gặp một đạo thật nhỏ bóng xanh, giống như tinh linh vậy, ở bên trong bộ khuấy động bay lượt. Mà ngọn lửa này xuất hiện, vậy làm Dạ Hoa Đan Vương trong mắt lại là lại lần nữa có nhớ lại vẻ, cùng với hâm mộ. Không tệ, là thật hâm mộ. Hắn cặp mắt nhìn chằm chằm vậy xanh thẳm ngọn lửa, giống như là đang nhìn cái gì tuyệt thế chân bảo. Không chỉ có như vậy, liền liền Trần Phi ở thấy vậy đoàn ngọn lửa sau đó, đầu tiên là thần sắc hơi ngẩn ra, lộ ra thâm tư vẻ, rồi sau đó sắc mặt chợt đổi một cái, chợt kinh ngạc tiếng bật thốt lên. Vạn thần tiên quốc thiên địa dị hỏa bảng thứ 31 vị, yêu thanh huyền băng diễm. Vạn thần tiên quốc thiên địa dị hỏa bảng, là vạn tái trước, vạn thần tiên quốc luyện đan sư giới bên trong người, đem đã biết nhất uy lực vô cùng 33 loại thiên địa dị hỏa sắp xếp trong đó, biên chế mà thành thiên địa dị hỏa bảng danh sách. Mà đây trên bảng danh sách ngọn lửa chân quý trình độ, có thể như thế nói, bất kỳ chỉ cần là có thể đứng hàng cái này,
Vạn Thần Tiên Quốc Thiên Địa Dị Hỏa Bảng, trên ngọn lửa, cũng tuyệt đối là khoáng thế kỳ chân. Bất kỳ luyện đan sư cùng với lửa xây người vậy sợ rằng là liều mạng, cũng đều sẽ nghĩa vô phản cố muốn lấy được. Và bực này ngọn lửa so với, Trần Phi ngươi xả tâm địa linh diễm cũng có chút giống như đứa bé đồ chơi. Căn bản không phải một cái tầng bên trên, chênh lệch hồng nguyên. Ngươi lại biết Vạn Thần Tiên Quốc, biết Thiên Địa Dị Hỏa Bảng cùng với Yêu Thanh Huyền Băng Diễm. Mà Dạ Hoa Đan Vương nghe gặp Trần Phi bật thốt lên tiếng, thần sắc một chút có chút ngây ngẩn, kinh ngạc nói. Cái này Thiên Địa Dị Hỏa Bảng ở Vạn Thần Tiên Quốc tuy không phải bí mật gì, có thể ở nơi này Tam Hoàng vực hạt hạ, Kiềm Nam cổ quốc chính giữa, đừng nói là Thiên Địa Dị Hỏa Bảng, cái này bảng danh sách, cho dù là Vạn Thần Tiên Quốc tồn tại hay không, cũng tuyệt đối là mờ ảo bao la truyền thuyết. Không mấy người có thể biết. Ban đầu, nếu không phải hắn cả người tu vi sắp du ngoạn thánh cảnh, những tin tức này sợ rằng liền hắn cũng biết quá mức ít, nhưng bây giờ, Trần Phi hắn. Hắn kết quả là từ đâu biết điều này? Dạ Hoa Đan Vương cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt lóe lên kinh nghi bất định vẻ. Hết sức kinh ngạc. Bất quá lúc này, mọi người tại đây lại không ai ở chú ý hắn kinh nghi bất định. Trần Phi mắt tách thả ra tinh mang nhìn chằm chằm bóng người kia trong tay Yêu Thanh Huyền Băng Diễm, người sau giơ tay lên một cái, ném ra đếm không hết dược liệu chân quý, ông ngọn lửa chui vào dược đỉnh hừng hực bốc cháy. Hắn luyện đan, bắt đầu rồi. Ông, dược đỉnh kia chính giữa Yêu Thanh Huyền Băng Diễm hừng hực bốc cháy, khoảnh khắc gian làm cái này cả tòa quảng trường thậm chí hắn nơi liên tiếp trên đài cao đều tràn đầy hơi nóng, nhiệt độ của ngọn lửa cực kỳ khủng bố, mà ngọn lửa kia chập chờn, lại là làm hôm nay Trần Phi đều có loại tim đập rộn lên cảm giác hít thở không thông. Không hổ là Thiên Địa Dị Hỏa trên bảng danh sách ngọn lửa, quá mạnh mẽ. Bực này ngọn lửa nếu là có thể trưởng thành đến mức tận cùng, ngang dọc tinh không, cái thế vô địch, đều không phải là một câu lời giống. Xưa nay Thiên Địa Dị Hỏa trên bảng danh sách lửa, đại thành người, đều là ngày này dưới kinh khủng nhất tồn tại, không một ngoại lệ. Cùng lúc đó, vậy từng bụi dược liệu chân quý bị vùi đầu vào dược đỉnh chính giữa, hoa cả mắt. Huyền dương cỏ, quỷ diện chi, lượn vòng lá cây, thiên thanh ngọc ngân. Đây đều là biết bao quý giá dược liệu. Ngày thường có thể được một bụi cũng phải bỏ ra đáng sợ giá phải trả, trong đó bất kỳ thứ nào đều là bảo vật, mà bây giờ, bọn họ lại bị giống như là thông thường cỏ cây nhảy vào dược đỉnh kia trong, bị hừng hực ngọn lửa ngao luyện, hòa tan. Mà vậy Yêu Thanh Huyền Băng Diễm người có thủ pháp luyện đan, vậy gọi là hoàn mỹ. Gọi là nghệ thuật. Như vậy, đếm ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đột nhiên, bầu trời xanh thẳm lên gió lớn gào thét, vậy trầm thấp tiếng sấm, hạ xuống lần nữa, ở mảnh thiên địa này vọng về. Đan lôi tới, Trần Phi nhìn vậy đầy trời ngân xà loạn vũ cảnh tượng, tự lẩm bẩm. Đan lôi nếu đã tới, vậy không sai biệt lắm thì đồng nghĩa với này lò đan, đã là luyện thành công. Mà vậy lúc này vậy Yêu Thanh Huyền Băng Diễm người có, hắn ánh mắt cơ hồ là đọng lại ở trong dược đỉnh, trong tay ấn quyết, thủ pháp luyện đan, ngọn lửa năng lượng, không ngừng biến hóa, bàng bạc mênh mông lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào dược đỉnh, mơ hồ gian, dược đỉnh kia lại là truyền đến cắn nuốt nước xoáy. Thấy tình cảnh này, bóng người kia mộng được cả người run lên, chợt phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ bắn vào dược đỉnh kia bên trong. Cuối cùng cùng dược đỉnh kia bên trong trong ngọn lửa lăn lộn không nghỉ tròn trịa viên thuốc dung với nhau. Oanh, vậy tròn trịa viên thuốc dính đến máu tươi lực lượng, một cổ sáng chói mạnh mang, tựa như là mặt trời vậy trích liệt, rồi sau đó dược đỉnh kia chính giữa chính là xuất hiện càng làm cho người ta kinh hãi bàng bạc thuốc nguyên lực, trong không khí tràn ra động lòng người mùi thơm. Cùng lúc đó, một đạo có chừng 10 trượng khổng lồ chùm tia sáng, từ dược đỉnh kia chính giữa nặn ra, phóng lên cao, bắn thẳng đến chân trời. Mà ở cột sáng kia vọt lên lúc đó, tất cả đan lôi, ngân xà loạn vũ cảnh tượng, toàn cũng giống như là đụng phải cái gì khủng bố vật mà nhanh chóng tan đi biến mất. Sau đó không lâu, cột sáng kia dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó mọi người cũng là rốt cuộc cũng gặp được. Chỉ gặp cột sáng kia nguyên bản ở vào vị trí trung ương, ở đó Yêu Thanh Huyền Băng Diễm chính giữa, một quả tròn trịa đan dược, đang như có sinh mệnh chập chờn xoay tròn. Đan dược có màu đỏ nhạt, trên đó ẩn có hai cái dụ cho người nhìn chăm chú đường vân. Nếu như luyện đan sư, cho dù không phải, vậy khẳng định tuyệt đối với vậy đường vân không xa lạ gì. Đôi văn lôi, người này lại luyện ra một quả đôi văn vương đan. Đây là, một cái bàn tay đem vậy màu đỏ nhạt tròn trịa đan dược nhận lấy, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, là Dạ Hoa Đan Vương.
hắn nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, đội văn cô huyết ma chú đan, người có thể thấy rõ. Phổ thông cô huyết ma chú đan liền là trung đẳng vương đan tầng thứ, mà đây, còn là một quả đôi văn chi đan. Đôi văn đan dược, đang luyện đan sư cùng với đạn dược trên thế giới, đã coi như là vì sao vị rõ ràng phân giới tuyến. Một văn cùng hai văn, tuy nhìn như không việc gì chênh lệch, có thể làm luyện chế ra viên thuốc này luyện đan sư, tuổi tác của nó còn chưa tới 100 tuổi, cái này giữa khoảng cách, nhưng là chân chính thiên địa kém. Hôm nay Dạ Hoa Đan Vương, muốn luyện ra cái này đôi văn trung đẳng vương đan, trên căn bản là giống như ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Nhưng nếu là để cho hắn đổi thành ban đầu người kia tuổi tác, đừng nói là đôi văn trung đẳng vương đan, coi như là đôi văn cấp thấp cao cấp vương đan, hắn vậy tuyệt không thể nào luyện ra. Mà đây, đã là chênh lệch, chân chính thiên địa kém. Hôm nay, đến ngươi. Dạ Hoa Đan Vương có chút lạnh nhạt nhìn Trần Phi, thậm chí đều có chút hứng thú khoan thai đứng lên. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, ở chính mắt thấy đây có thể sợ chênh lệch sau đó, Trần Phi sợ rằng đã sớm là hù được không có lá gan, không có lòng tin chứ. Như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, người này cũng hẳn sẽ cùng trước kia người nọ như nhau, biết khó mà lui chứ. Có thể rồi sau đó, phát sinh hết thảy, nhưng có chút trừ hắn trở ra. Ừ, Trần Phi thần sắc bình tĩnh gật đầu một cái, đạp xuống đài cao, hướng vậy khác một làm thuốc đỉnh đi tới. Cùng lúc đó, hắn bình tĩnh lời của còn từ từ vang lên. Tiền bối, cũng cho ta một phần vậy cô huyết ma chú đan đi. Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt đông lại một cái, nói, người muốn làm gì? Trần Phi dừng chân một cái, xoay người lại, nhìn Dạ Hoa Đan Vương nhún vai một cái, nói, không phải giờ đến phiên ta sao? Không có luyện đan vật liệu, ta như thế nào luyện đan? Dạ Hoa Đan Vương sắc mặt cứng đờ, thật sâu nhìn Trần Phi, không nghĩ tới cũng đến bước này, Trần Phi lại còn chưa từ bỏ ý định. Đây chính là trung đẳng vương đan, hơn nữa còn là đôi văn, trong một vạn không có một, hắn phải như thế nào so? Bất quá rồi sau đó, hắn vẫn là giơ lên tay, đem vậy một phần cô huyết ma chú đan luyện đan vật liệu tất cả đưa đến Trần Phi trước mặt. Vô số dược liệu chân quý xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, trôi lơ lửng tại ngày đó không, làm người ta hoa mắt lượn quanh. Tràn ngập mùi thơm lạ lùng. Hy vọng ngươi không phải đang gạt ta, nếu không, ta bảo đảm ngươi kết quả sẽ rất thảm. Đây là, Dạ Hoa Đan Vương đột nhiên lạnh lùng nói, giọng không tốt. Hiển nhiên, hắn lúc này vẫn là không cách nào tin tưởng Trần Phi, không biết hắn cái này cuồng vọng sức, kết quả là từ vì sao tới. Ha ha, mỏi mắt mong chờ đi. Trần Phi khẽ cười giơ lên tay, xì một tiếng, một kiêu trông rất sống động xà hình lửa cháy bừng bừng, liền là xuất hiện ở hắn lòng bàn tay gian, yên lặng bốc cháy. Luyện đan, từ trước đến giờ đều là hắn trong lòng kiêu ngạo. Đôi văn trung đẳng vương đan, rất lợi hại sao? Vậy thì lại xem hôm nay ta, là có thể luyện ra loại nào đẳng cấp đan dược đi. Thật đúng là mong đợi à. Nhìn Trần Phi lòng bàn tay gian xuất hiện xà tâm địa linh diễm. Dạ Hoa Đan Vương khẽ cau mày, chợt hơi có chút nghi ngờ tự mình lẩm bẩm, ngọn lửa kia ta nếu như không nhìn lầm, hẳn cũng chỉ là rất thông thường xà tâm địa linh diễm chứ. Bất quá, cái này xà tâm địa linh diễm lại thật giống như có chút bất đồng. Tựa hồ giống như là ngoài ra dung hợp chút gì. Nhưng dù vậy thì như thế nào, này lửa cùng vậy yêu thanh huyền băng diễm so với thật là kém 108.000 dặm. Hắn nếu như muốn dùng cái này lửa khiêu chiến yêu thanh huyền băng diễm, đơn giản là si người nằm mơ, mộng tưởng hảo huyền. Bất quá rồi sau đó Dạ Hoa Đan Vương liền không nhịn được lạnh lùng lạnh hừ lên, yêu thanh huyền băng diễm bực nào kỳ chân. Trần Phi muốn dùng cái này cùng ngọn lửa thông thường đi khiêu chiến, thật là mộng tưởng hảo huyền, là đang nằm mơ. Bất quá hắn ý tưởng như vậy nhưng không có nói ra, mà là muốn đến khi Trần Phi thất bại thảm hại, tái hảo hảo châm chọc một phen, đem như vậy cuồng ngông, không biết trời cao đất rộng hạng người đuổi ra ngoài. Trước, hắn vốn cho là Trần Phi người này còn có chút đặc biệt, thoáng đưa tới một ít hắn chú ý, nhưng bây giờ, thật giống như cũng không quá như vậy, cùng trước kia bị đuổi hắn ra ngoài vậy dối trá, người hèn yếu là một đường mặt hàng. Nhiều lắm là Trần Phi không phải hèn yếu, mà là cuồng ngông. Mà lúc này, Trần Phi cũng đã bắt đầu luyện đan đứng lên. Oanh, một đạo trầm thấp buồn bực, liền gặp Trần Phi lòng bàn tay gian vậy xà tâm địa linh diễm chui vào dược đỉnh kia chính giữa. Ngọn lửa lượn lờ, cuồn cuộn mà động, nhiệt độ, cũng là vào lúc này không ngừng bắt đầu lên cao. Đến khi dược đỉnh kia bên trong nhiệt độ đạt tới nào đó trình độ,
Trần Phi cặp mắt tinh mang chớp mắt, giơ tay lên một cái, dược đỉnh kia chính giữa xà tâm địa linh diễm liền giống như sống vậy, hóa thành một cái mênh mông diễm rắn, diễm quang bắn ra bốn phía, phóng lên cao, đem vậy cô huyết ma chú đan tất cả luyện đan vật liệu vây kín mít đứng lên. Đồng thời luyện hóa, còn muốn phải đồng thời luyện hóa tất cả luyện đan vật liệu. Tốt tiểu tử cuồng vọng, mà ở thấy một màn này, may là Dạ Hoa Đan Vương trực giác nóng nảy đã là đầy đủ, lúc này vậy vẫn là không nhịn được hừ lạnh một tiếng, phát giận lên. Không có biện pháp, phải biết lúc này Trần Phi luyện chế đan dược đây chính là trung đẳng vương đan cô huyết ma chú đan. Như vậy đan dược cao cấp, cho dù là hắn Dạ Hoa, năm đó ở Trần Phi tuổi như vậy, đều không cách nào luyện chế, chớ nói chi là giống như Trần Phi như bây giờ vậy, cuồng ngông đến phân tâm vô số dùng, còn muốn phải đồng thời luyện hóa vậy tất cả đan dược luyện đan vật liệu. Bực này hành vi nói xong nghe chút kêu tự tin, có thể nói khó nghe chút, đó hoàn toàn là chính là ngu xuẩn, không biết cái gọi là. Bởi vì phàm là luyện đan sư, người nào không biết thành đan phẩm chất mấu chốt, chính là ở chỗ cái này luyện đan tài liệu tinh luyện độ dày, cho nên, cho dù là người nọ, ban đầu ở đan hội lớn quyết chiến lên luyện chế viên thuốc này, đều là tính hạ tâm lai, một kiện kiện tinh luyện vậy luyện đan tài liệu. Mà mới vừa rồi bóng người kia sở dĩ không phải như vậy làm, thì hoàn toàn là bởi vì, trên thực tế bóng người kia luyện đan cử động là hắn Dạ Hoa âm thầm đang làm. Nói cách khác, mới vừa rồi vậy đôi văn cô huyết ma chú đan, trên thực tế là hắn Dạ Hoa luyện được. Mà hắn ỷ vào thân mình luyện đan cảnh giới, thực lực, tóm tắt bộ phận ban đầu đan hội lên trình tự. Mà hắn Dạ Hoa có thể làm như vậy, là bởi vì là hắn từng tôn là Kiềm Nam cổ quốc từ trước tới nay luyện đan sư người thứ nhất. Có như vậy vốn, mà Trần Phi coi là cái gì? Hắn như vậy khinh suất, cuồng vọng luyện đan, sợ rằng liền cái này tinh luyện dược liệu luyện đan bước đầu tiên, cũng không qua đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Dạ Hoa Đan Vương đột nhiên con người co giúp một cái, chết nhìn chằm chằm trên quảng trường khiếp sợ tiếng bật thốt lên, nói. Cái gì, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp được ở Dạ Hoa Đan Vương càng phát ra co giúp lại rung động con người chính giữa. Vậy đầy trời tịch quyển chứ rất nhiều dược liệu chân quý xà tâm địa linh diễm, trong đó lại là dần dần nhiều hơn một ít lóe lên kim quang chất lỏng, hoặc là vụ đoàn, giải rác kỳ dị mùi thơm lạ lùng, làm người ta tâm thần sảng khoái. Mà trước mắt cảnh tượng như vậy, vậy xà tâm địa linh diễm chính giữa kim quang chất lỏng, vụ đoàn, người khác có lẽ không biết đây là cái gì, có thể cái này Dạ Hoa Đan Vương lại làm sao có thể không biết. Hoàn, đẹp, đề ra, thuần. Dạ Hoa Đan Vương nhất thời sửng sờ tại chỗ, trợn to hai mắt nhìn Trần Phi, bộ dáng kia, thật là giống như là thấy quỷ như nhau. Một chữ một cái, nói. Mọi người đều biết, các loại thiên tài địa bảo chính giữa tuy hàm chứa đông đảo kỳ lạ, cường hãn năng lượng, có thể chính giữa tạp chất, nhưng cũng là không thiếu. Những thứ này tạp chất đối với bất kỳ đan dược, cùng với quá trình luyện đan mà nói, đều là mặt trái đổ, hết sức có hại. Cho nên bất kỳ luyện đan sư mỗi một lần luyện đan trước nhất phải làm trình tự, chính là tinh luyện đan dược, đem vậy vật liệu chính giữa tạp chất hết sức cố gắng bỏ đi. Bất quá, lời tuy như vậy, có thể tưởng tượng muốn bỏ đi thiên tài địa bảo chính giữa tạp chất, nhưng vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất kỳ luyện đan sư đang đối mặt như vậy tình huống, cũng chỉ có thể hết sức cố gắng hoàn thành cái này trình tự. Mà hoàn mỹ tinh luyện, tuy cũng không phải nói không người có thể làm được. Có thể cái này thật quá khó khăn. Thật quá khó khăn. Nhất là ở chỗ này đẳng cấp cao vương đan quá trình luyện chế chính giữa, cái này hoàn mỹ tinh luyện trình độ khó khăn, lại là lấy ngàn lần gấp vạn lần 100.000 lần vô hạn hướng lên tăng lên trước. Vô cùng vô tận. Dạ Hoa rất rõ ràng, cho dù là chính hắn, nghĩ xong đẹp tinh luyện cái này cô huyết ma chú đan tầng thứ luyện đan vật liệu, sợ rằng cũng chỉ có thể là xem vận khí, lại thất bại tỷ lệ sẽ xa cao hơn thành công. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi không chỉ có ở hắn trước mắt làm được, vẫn là như vậy ung dung thoải mái dáng vẻ, tựa như cùng rất đơn giản vậy, cái này như thế nào làm Dạ Hoa trong lòng không dao động lan nổi lên bốn phía. Thằng nhóc này kết quả là người nào? Hắn, Dạ Hoa không nhịn được gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tức giận, khinh thị, sớm đã hoàn toàn tản đi, thay vào đó là thật sâu kinh như vậy. Tràn đầy vẻ giật mình. Bởi vì nếu là trước, hắn căn bản cũng không tin Trần Phi có thắng nổi, thậm chí còn khiêu chiến người kia tư cách, nhưng bây giờ, hắn trước mắt cái này hoàn mỹ tinh luyện vừa ra, tất cả hết thảy nghi ngờ, cũng sụp đổ tan rã. Hắn nghi ngờ căn bản không đứng vững,
không có chút nào nói phát lực. Người trước mắt này luyện đan thực lực, rất lợi hại. Cùng lúc đó, Trần Phi luyện đan cũng càng là nước chảy mây trôi triển khai. Tinh luyện, dung luyện, dược tính hợp thành, dược lực chui luyện. Những thứ này nhiều nhất luyện đan cần trình tự, thậm chí liền Dạ Hoa đều có chút xem không hiểu cao thâm thủ đoạn, lục tục từ vậy Trần Phi trong tay thủ pháp hết sức cao minh mở ra. Dạ Hoa đan vương, từ lúc mới bắt đầu khinh thị, đến nửa đường khiếp sợ, lại đến lúc này cuối cùng này á khẩu không trả lời được, phụng là thần hành động, trong lòng của hắn đối với Trần Phi cái nhìn cũng là nhanh chóng rút ra lên tới một loại kinh khủng cao độ. Không thể nào hắn năng lực luyện đan so ta còn lợi hại hơn chứ. Muốn thật là như vậy, hắn bây giờ mới bây lớn à? Chẳng lẽ là một cái nuốt bên ngoài Trường Xuân Bất Hủ, hoặc là người già trẻ lại thánh dược lão gia? Lúc này Dạ Hoa đan vương, cặp mắt chết lặng, ánh mắt khẽ run chặt nhìn chăm chú Trần Phi, nội tâm, đã là hoàn toàn bị Trần Phi luyện đan thực lực nơi hành hạ. Có câu nói, ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo. Hắn Dạ Hoa cho dù là giàu gì cũng là từng được gọi là kiềm nam cổ quốc từ trước tới nay luyện đan sư người thứ nhất nhân vật, tầm mắt sao có thể kém. Một cái luyện đan sư thực lực mạnh yếu, ở hắn luyện đan lúc hoàn toàn có thể hiện ra không thể nghi ngờ. Mà rất hiển nhiên, Trần Phi lúc này triển hiện ra luyện đan thực lực, liền hắn cái này, kiềm nam cổ quốc luyện đan sư người thứ nhất, đều là á khẩu không trả lời được, phục. Như vậy, mấy ngày sau, ùng ùng một tiếng vang thật lớn, bầu trời lại là tràn ngập lên liền làm người ra đầu tê dại đan lôi mây đen. Oanh ầm 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 long, màu bạc loạn vũ, sấm sét bão táp, kinh khủng hơn là... Dạ Hoa đan vương lại vậy đan lôi mây đen chính giữa gặp được ba loại màu sắc bất đồng thuộc tính sấm sét. Ba màu đan lôi, Dạ Hoa đan vương tim chợt co quắp một cái, sắc mặt cứng ngắc, tê liệt, vương đan trên, sẽ có đan lôi, mà đây ba màu đan lôi ít nhất là bạc văn phẩm chất trở lên thành đan, mới có thể xuất hiện loại này đan lôi. Nói cách khác, Trần Phi lúc này không chỉ có sắp đem vậy cô huyết ma chú đan cho luyện thành, hơn nữa vậy được đan phẩm chất. Còn rất có thể là hắn Dạ Hoa hiện giờ cũng khó khăn một chút luyện được, bạc văn trung đẳng vương đan. Ta đây là điên rồi sao? Cái này ngày hôm nay kết quả là gặp được cái quái vật gì? Đối mặt như vậy rung động lòng người cảnh tượng, may là Dạ Hoa đan vương đều có chút thần trí hỗn loạn lên, một mặt mộng du, diễn cảm theo gặp quỷ tựa như được. Có thể đối mặt cảnh tượng như vậy, nhìn dược đỉnh kia trong sắp ra lò bạc văn trung đẳng vương đan cô huyết ma chú đan, Trần Phi chân mày nhưng hơi nhíu. Lẩm bẩm nói, chẳng qua là bạc văn sao? Luyện đan, từ trước đến giờ là niềm kiêu ngạo của hắn, có thể như, chẳng qua là, trước mắt cái này bạc văn đan dược, vậy kiêu ngạo hai chữ, liền không biết nên từ đâu nói tới. Phịch, một khắc sau, Trần Phi mặt không cảm giác, nhưng giơ tay lên chính là một cái tát. Sát theo, vậy xà tâm địa linh diễm chính giữa tròn trịa viên thuốc liền lên tiếng đáp lại mà bể. Dạ Hoa đan vương mí mắt chợt run một cái, sắc mặt biến. Ngươi điên rồi, hắn khó tin nhìn Trần Phi, tên này, đem sắp thành đan bạc văn trung đẳng vương đan, đánh nát. Bất quá, Trần Phi lúc này cũng không, lòng dỗi rãnh, lại lý hắn cái gì. Chỉ gặp hắn lúc này ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vậy tan vỡ màu đỏ nhạt viên thuốc, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, một hơi thở, hai tức, ba tức. Không sai biệt lắm. Suy, tay hắn chỉ bỗng mãnh bắn ra. Xà tâm địa linh diễm lại là phân hóa thành từng viên một giống như chừng hạt gạo ngọn lửa, đem vậy tan vỡ bạc văn cô huyết ma chú đan mạt vụn vây kín mít, rồi sau đó vậy trên quảng trường chính là tràn ngập lên như vậy hỏa thiêu vân vậy sương mù hà, bị vậy xà tâm địa linh diễm huyễn hóa ra tới diễm đầu rắn lô há mồm một nuốt, toàn bộ nuốt mất. Rồi sau đó, vậy xà tâm địa linh diễm hóa thành diễm rắn mang tất cả hết thảy lại lần nữa quay trở về dược đỉnh kia chính giữa. Cùng lúc đó, một viên hơi thở lại là mênh mông tròn trịa viên thuốc hình ảnh, là ở dược đỉnh kia chính giữa lăn lộn không nghỉ ngọn lửa chính giữa dần dần thành hình đứng lên, thần diệu dị thường. Oanh, đây là, một tiếng nổ vang, bầu trời giống như là bị một tiếng sấm chảm phá, ban ngày biến thành đen, chỉ gặp vậy trên bầu trời nguyên bản tồn tại ba màu lôi vân, lúc này giống như là bị nào đó dẫn dắt vậy, kịch liệt lăn lộn cũng động lực. Lại tiếp theo, xanh lơ, bạc, tím, đỏ, bạch. Vàng sáu loại màu sắc lôi quang, từ vậy lôi vân chính giữa gầm thét vậy kịch liệt xông ra, nhất thời, cành cạch một tiếng. Vậy Dạ Hoa trực tiếp là đánh đổ trước mặt hắn, vậy cao nhất chỗ ngồi bàn. Đi tới trước bưng, chết nhìn chằm chằm vậy mảnh lôi vân, khó tin lẩm bẩm tiếng,
như kiến con muỗi vậy bật thốt lên. Sáu màu đan lôi, cái này, điều này sao có thể? Trên bầu trời, vậy sáu màu lôi vân giống dẫn trước lăn lộn bất hủ, trên quảng trường, vậy cao nhất chỗ ngồi chính giữa Dạ Hoa Nhưng Lâm vào rung động thật sâu, cùng đờ đẫn chính giữa. Hắn cả người giống như là tượng gỗ vậy lập tại chỗ, giống như ngu như nhau, một hơi một tí. Người khác có lẽ sẽ không biết, có thể hắn Dạ Hoa lại như thế nào không biết. Ba màu đan lôi, đối ứng bạc văn đan dược tầng thứ. Sáu màu đan lôi, thì, chính là đối ứng kim văn đan dược tầng thứ. Nói cách khác, Trần Phi mới vừa không biết dùng cái quỷ gì phương pháp, ở đánh nát vậy gần như thành phẩm bạc văn cô huyết ma chú đan sau đó, lại đem nó lần nữa chui luyện, thành một quả mới, kim văn đan dược. Có thể, ca cao đây chính là kim văn đan dược à. Kim văn trung đẳng vương đan, Dạ Hoa hung hăng nhéo một cái hắn bắp đùi mình, mặc dù không đau, có thể cổ họng hắn vẫn là rất, nhân tính hóa, lăn lóc, xuất hiện từng trận tiếng nuốt nước miếng. Ta cái này sợ là điên rồi sao? Đang nằm mơ sao? Thật giống như không phải. Tên này tuyệt đối là một người già trẻ lại lão quái vật, nếu không khả năng này sẽ như vậy lợi hại. Đây chính là kim văn trung đẳng vương đan à. Dạ Hoa đan vương giống như là điên rồi vậy ở đó tự mình lẩm bẩm. Bên kia Trần Phi vậy, hắn chân mày nhưng là chẳng biết lúc nào lại nhíu lại. Trung đẳng vương đan sáu màu đan lôi, cũng không biết ta bây giờ tu vi rốt cuộc ngăn cản không chống đỡ được à. Nhìn bầu trời trong lúc này vậy đang kịch liệt lăn lộn, phun trào ra sáu màu lôi vân, Trần Phi khóe miệng một hồi co quắp, nở nụ cười khổ. Trước, chiếu cố hắn thành tựu luyện đan sư lòng tự ái, không hài lòng vậy bạc văn tầng thứ cô huyết ma chú đan, nhưng quên, trung đẳng vương đan tầng thứ đan lôi uy lực, đối với hắn bây giờ cái này tu vi thực lực mà nói, thật giống như có chút quá mạnh một ít. Oanh! Ầm ầm ầm! Sáng lạng sáu màu lôi vân đâm một tiếng, sấm sét chói tai hoa phá trường không, đem mảnh thiên địa này, do ban ngày trực tiếp là đánh vào bóng tối. Trần Phi khóe miệng nhất thời lại co quắp một cái này trung đẳng vương đan sáu màu lôi vân uy lực. Hắn sẽ không bị đồ chơi này cho đánh chết chứ? Được rồi, ai sợ ai à? Bất quá một khắc sau, Trần Phi vẫn là ở ngực mình hung hăng vỗ một cái, phát ra nổ vang thanh âm, chợt ngẩng đầu nhìn trời, Trần Phi nhìn bầu trời trung tránh gầm thét sáu màu lôi vân. Hơi híp mắt cười nói, mọi người, tới đi. Oanh! Giống như là nghe được Trần Phi cái này, khiêu khích tiếng, vậy vân không trong sáng lạng sáu màu lôi vân chợt lột, một tiếng giống giật, chợt liền gặp được một đạo sáu màu sấm sét, giống như chăn lớn vậy, bổ ngang xuống, kẹp kinh khủng hủy diệt, sấm sét hơi thở. Nhất thời, Trần Phi cũng cảm giác được hắn dược đỉnh kia chính giữa kim văn viên thuốc, là bị nào đó đáng sợ khí cơ cho phong tỏa. Như là chẳng ngó ngàng gì tới, cái này sắp thành đan kim văn đan dược, tất sẽ bị vậy sấm sét chém thành mảnh vỡ. Vèo, đây là, một đạo phá không rên xuất hiện, chỉ gặp phải là vậy Trần Phi bàn chân mãnh liệt trên mặt đất giẫm một cái, mạnh mẽ kinh đạo, để cho hắn phóng lên cao, cùng vậy cường hãn mãng long lôi đình đụng vào nhau. Phịch, ầm 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 ầm, kinh khủng lực lượng ngay lập tức nở rộ ra, thân ảnh kia. Bị cái này vô cùng cường hãn sáu màu sấm sét chính diện đánh chúng, rồi sau đó trực tiếp là giống như diều đứt dây, phơi bày ra một cái đường thẳng, rơi vào trên quảng trường. Nhất thời, đất rung núi chuyển, đất đai nứt nẻ, ngân xà loạn vũ, sấm sét sét đánh. Một tòa lan tràn tới mấy chục ngàn gạo hố sâu xuất hiện, tràn đầy cuồng liệt kinh người hơi thở. Mà ở đó to lớn hố sâu chính giữa, Trần Phi cả người là máu, vết thương nám đen, nằm ở đó sền sệt trong vũng máu. Hắn thân thể, bởi vì sấm sét tê liệt hiệu quả, vẫn là kéo dài không ngừng co quắp. Oanh, đây là, vậy trên bầu trời sáu màu đan lôi lại lần nữa phát huy, một cái càng khoa trương hơn hổ khổng lồ hình thái sấm sét hướng mặt đất đánh tới. Sấm sét sét đánh, đất rung núi chuyển, vô cùng khủng bố. Xong rồi, cái này sáu màu đan lôi lại có thể mạnh như vậy, thất sách. Trong vũng máu Trần Phi thấy tình cảnh này trực tiếp là không nói nở nụ cười khổ. Trong lòng buồn bực nói, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này trung đẳng vương đan sáu màu sấm sét lại có thể mạnh như vậy, hơn nữa một đạo sau còn tiếp theo lại đạo thứ hai, như vậy xem ra, vậy kim văn cô huyết ma chú đan, chỉ sợ là xong rồi, không đùa. Nhưng vào lúc này, vậy đạo thứ hai hổ khổng lồ hình thái sáu màu sấm sét sắp phách bể dược đỉnh chính giữa kim văn cô huyết ma chú đan, một cái màu bạc trắng bàn tay từ trên trời hạ xuống,
hoành cướp bầu trời, đem vậy sấm sét ung dung nặn được nghiền. Ừ, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt ánh mắt hướng vậy cao nhất chỗ ngồi Dạ Hoa Đan Vương nhìn lại. Hiển nhiên, lúc này chính là đối phương ra tay, mới đưa vậy sấm sét cho cản lại. Oanh, oanh, oanh. Ngay sau đó, vậy sáng lạng sáu màu lôi vân lần nữa phát ra gầm thét. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm sấm sét theo thứ tự rơi xuống, hơn nữa vậy sấm sét uy lực cũng là một lần so một lần khủng bố, một lần so một lần lợi hại. Bất quá, đây đối với Dạ Hoa Đan Vương mà nói nhưng thật giống như cũng không coi vào đâu. Vô luận là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, hoặc giả là vậy cuối cùng, lợi hại nhất thứ sáu đạo sáu màu trung cực đan lôi, ở trong tay hắn tất cả đều là nhất kích tức bể. Hết thảy nghiền ép. Cuối cùng, vậy trên bầu trời sáu màu lôi vân bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cùng lúc đó, dược đỉnh kia chính giữa một đạo chiều rộng du hơn 10 tờ màu máu trùng tia sáng trực tiếp là phóng lên cao, đem dược đỉnh kia cũng cho bể. Vèo, sau đó, lao một cái mang màu vàng kim huyết quang như có linh tính xông lên bay ra ngoài, muốn chạy trốn, nhưng tiếp theo bị một cái không có gì lạ bàn tay vững vàng nắm ở trong tay, không cách nào chạy khỏi. Vậy bình thản không có gì lạ bàn tay chủ nhân tự nhiên không phải người khác, chính là Dạ Hoa Đan Vương. Chỉ gặp mắt thần thật thà nhìn trong bàn tay hắn, vậy có chừng 8 cái kim văn quấn vòng quanh đỏ nhạt cô huyết ma chú đan, hắn nội tâm, thật sự là không có biện pháp lại chấn định lại. Hoàn toàn sóng lớn mãnh liệt. 8 văn kim văn trung đẳng vương đan. Ta sợ là điên rồi, ta sợ rằng là thật vui vẻ. Hắn lúc này giống như là một chính mắt thấy ngày tận thế người đến, cái loại đó kinh ngạc cảm, cái loại đó hoang đường, cái loại đó khó tin. Lần lượt thay nhau chung một chỗ, đơn giản là phức tạp đến làm người ta khó mà để hình dung. 8 văn kim văn trung đẳng vương đan. Đây là khái niệm gì? Nói thẳng thừng chút. Đó chính là hắn khi còn sống cả đời này, cũng còn không có thấy ai có thể luyện ra bực này có thể nói là thần thoại, đan dược. 8 văn kim văn trung đẳng vương đan sao, đây là thật có chút quá phóng đại, không phải sao? Trong tay nắm vậy 8 văn kim văn cô huyết ma chú đan, Dạ Hoa Đan Vương con người phức tạp nhanh tránh, chậm rãi đi tới Trần Phi nơi nằm ở máu kia bạc trước, giương tay một cái, một quả hàm chứa dị hương màu tím đan dược liền xuất hiện ở Trần Phi trước miệng mét khối. Đem điều này ăn vào đi, Dạ Hoa Đan Vương nói. Trần Phi do dự một chút, mũi ngửi một cái đan dược kia hơi thở, chợt ngửa đầu đem đan dược kia cho nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau, sức sống bừng bừng dược lực ở trong cơ thể hắn mở ra, hắn nám đen, tràn đầy vết thương thân thể, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục. Trần Phi từ từ hoạt động thân thể một chút, rồi sau đó đứng dậy. Hướng vậy sắc mặt phức tạp Dạ Hoa Đan Vương hơi chắp tay nói, đa tạ tiền bối đan dược. Không việc gì, Dạ Hoa Đan Vương lắc đầu một cái, ánh mắt phức tạp rơi xuống trong tay vậy 8 văn kim văn cô huyết ma chú đan lên, trầm mặc một chút, hay là đem hắn đưa cho Trần Phi, nói chúc mừng ngươi, cái này là một quả thần thoại cấp trung đẳng vương đan. Kim văn đan dược đang luyện đan sư giới có cái biệt danh, đó chính là thần thoại cấp đan dược. Ý là chỉ có ở thần thoại chính giữa. Cái này đẳng cấp đan dược mới có thể bị người luyện ra, mà bây giờ, Trần Phi nhưng làm được. Thần thoại cấp trung đẳng vương đan sao? Trần Phi ánh mắt cũng là rơi xuống vậy 8 văn kim văn cô huyết ma chú đan lên, chợt ánh mắt hiện ra nhàn nhạt vui mừng. Đan này nếu để cho hắn một mình tới luyện, căn bản không thành công, một là bởi vì là vật liệu hắn không có, thứ hai là bởi vì là vậy 6 màu đan lôi, hắn vác không xuống. Bất quá bây giờ có đối phương trợ giúp. Chịu đựng liền vậy 6 màu đan lôi, cuối cùng hay là đem cái này kim văn cô huyết ma chú đan cho lấy ra, như vậy đem nắm trong tay, lại sẽ là một bản mạnh mẽ lá bài tẩy. Cô huyết ma chú đan, danh như ý nghĩa, này một hiệu quả hết sức kỳ lạ, như có thể được một người huyết dịch, hoặc là lông, hoặc giả là những thứ khác tóm lại hết thảy cùng chi tương quan vật, vậy thì có thể sống sờ sờ đem nguyền rủa giết chết. Tầm thường phổ thông cái này cô huyết ma chú đan. Đại khái có thể nguyền rủa giết chết mới vào đại thiên vị trên dưới tầng thứ nhân vật. Mà đây 8 văn kim văn cô huyết ma chú đan, không ra ngoài dự liệu, mới vào tới thiên vị vương giả, hơn phân nửa cũng có thể nguyền rủa giết. Nghĩ đến đây, Trần Phi lập tức hứng thú bừng bừng đem vậy 8 văn kim văn cô huyết ma chú đan thu vào. Gặp Trần Phi đem đan dược kia thu cất, Dạ Hoa Đan Vương con ngươi nhanh tránh, đột nhiên nhàn nhạt nói thật, nếu là ta còn chưa có chết. Bây giờ nhất định sẽ đem ngươi bắt lại, sau đó đem ngươi ẩn núp bí mật tất cả đều không còn một mông ép hỏi ra tới, lại đem ngươi giết chết.
Trần Phi con người co rúm một cái, cả người bắp thịt nhất thời căng thẳng, ngẩng đầu nhìn vậy sắc mặt hờ hững Dạ Hoa Đan Vương, cười mỉa nói tiền bối ngươi nói đùa. Ngươi hẳn biết ta không nói gì cười. Dạ Hoa Đan Vương đem Trần Phi cười mỉa tiếng cắt đứt, lại lắc đầu, nói, bất quá ngươi yên tâm, ta bây giờ cũng đã chết, chỉ còn lại cái này một món tàn hồn, sống lại vô vọng, ngược lại cũng lười biết ngươi giấu bí mật, là cái gì. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, ngưng nhiên nói, nhớ, sau này đối với những người khác vẫn là ở lâu mấy tay. Ngươi điều này có thể luyện chế ra Kim Văn Vương Đan thực lực thật sự là quá phóng đại, mà ngươi bây giờ thực lực, lại quá nhỏ yếu, vậy bị người để mắt tới, sẽ là hậu quả gì, ngươi biết chưa? Trần Phi con ngươi ngưng ngưng, mở miệng nói, đa tạ tiền bối ngài nhắc nhở. Hắn rõ ràng đối phương nói không sai, hắn trước kia cũng vẫn là làm như vậy, có thể hôm nay cái này tám văn kim văn cô huyết ma chú đan. Không thể không nói, hắn lần này đúng là có chút lỗ mãng, xung động. Bất quá thật may, cái này Dạ Hoa Đan Vương hôm nay chính là một người chết. Chỉ còn lại một chút tàn hồn, cho nên mới không nổi lên tâm tư, đánh hắn cái gì chủ ý. Và ta tới, lúc này, Dạ Hoa Đan Vương lại mở miệng nữa. Tiếng nói rơi xuống sau đó, hắn giơ tay lên một cái, nhất thời bốn phía ồn ào náo động, xôi trào đan hội hình ảnh cũng tựa như là nứt nẻ mặt băng vậy, rắc rắc một tiếng, toàn bể ra. Trần Phi chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột biến, biến thành một tòa mờ tối không ánh sáng, mệt mỏi không chịu nổi cung khuyết nội cảnh. Hắn hơi ngớ ngẩn, chợt lập tức là theo liền lên Dạ Hoa Đan Vương bước chân. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi ra vậy cung điện bên ngoài là một ngọn núi ven núi, bao phủ tầng mây chính giữa, một tòa cao du mấy trăm thước khổng lồ cây trúc nguy nga sừng sững, già dặn như rồng có sừng, lấp lánh rực rỡ, làm Trần Phi tròng mắt trực tiếp là kích động. Người muốn Thiên Ất Long Trúc, ở nơi này, Dạ Hoa Đan Vương nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên Ất Long Trúc à, nghe được Dạ Hoa Đan Vương mà nói, Trần Phi thân thể nhưng là không khỏi khẽ run một chút. Vào giờ phút này, ở rốt cuộc thấy, mau phải lấy được cái này Thiên Ất Long Trúc sau đó, hắn trong lòng tâm trạng, hiển nhiên là đã đạt tới nào đó không cách nào áp chế đến nước. Vô cùng kích động. Rốt cuộc những năm gần đây, hắn nơi cố gắng mục tiêu, là đến xúc tu có thể đụng đến nước. Chỉ cần có được cái này Thiên Ất Long Trúc, đem hắn tu luyện cái thế công pháp Tử Tiêu Tài Quyết chân công tiến hóa thành trạng thái hoàn mỹ, như vậy, hắn thực lực mới có thể chân chính đi về phía cường đại con đường. Trần Phi chậm rãi bước về phía trước, đi tới vậy Thiên Ất Long Trúc trước, bàn tay hơi run rẩy trước đưa ra, cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn cũng có một món nhàn nhạt Tử Tiêu căn nguyên khí lưu giật liền đi ra, từ từ, chặt dính vào cây kia trúc trên thân cây. Oanh! Nhất thời, vậy một món Tử Tiêu căn nguyên khí lại là nổ tung, sau đó hóa thành nào đó ngọn lửa mênh mông, nhưng cũng không phải ngọn lửa, cũng chỉ là một loại thuần túy lực lượng. Đem khổng lồ kia Thiên Ất Long Trúc hoàn toàn bọc. Từng luồng thuần túy lực lượng bắt đầu dung luyện cây kia trúc. Cùng lúc đó, từng đạo nhức mắt màu tím sáng mở cũng là từ vậy chính giữa phóng thích ra ngoài, sau đó ở đó rực rỡ màu tím sáng mở chính giữa, vậy Thiên Ất Long Trúc bắt đầu thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng, khổng lồ kia Thiên Ất Long Trúc ở Trần Phi trong tay thành một đoàn tinh túy khí lưu, tràn ngập sáng chói quang hà, vậy khí lưu mỗi một món, cũng giống là còn sống bạch long vậy. Trông rất sống động, rất là huyền bí. Đa tạ tiền bối, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi lúc này mới vừa đem vậy Thiên Ất Long Trúc tinh túy khí lưu thu hồi, một bên xoay người hướng Dạ Hoa Đan Vương cảm kích nói. Đây là ngươi mình thắng được, chuyện đương nhiên, bất quá, ngươi có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề. Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, nói. Tự nhiên, tiền bối xin hỏi, Trần Phi không chút do dự gật đầu. Ngươi ngày hôm nay bao lớn? Dạ Hoa Đan Vương hỏi. Bao lớn? Trần Phi ngây ngẩn, trần chờ một phen, cái này mới chậm rãi mở miệng, nói. Lớn, đại khái 30, 31 đi. Cái gì? Nghe vậy Dạ Hoa Đan Vương bầu trời chợt co rúm một cái, rồi sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, 30, 31. Thật lâu sau đó, Dạ Hoa Đan Vương một mặt giống như là gặp quỷ vậy nhìn Trần Phi, nói, ngươi không lừa gạt ta. Loại chuyện này ta coi như lừa gạt ngươi, vậy không ý nghĩa không phải sao? Trần Phi cười khổ lắc đầu một cái, nói. Hắn cũng biết đối phương sẽ là quỷ này phản ứng, bất quá không có biện pháp, mới vừa từ trong tay đối phương lấy được Thiên Ất Long Trúc, hắn chân thực ngại quá gạt người. Nghe vậy,
Dạ Hoa Đan Vương cả người cứng đờ, chợt ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi rơi vào thật sâu yên lặng chính giữa. Mà hắn ánh mắt, là để cho Trần Phi rất không thoải mái. Tiền bối. Xin lỗi. Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt phức tạp rời trong mắt. Hắn xoay người nhìn đỉnh núi xuống Thiên Nguyên Tông phế tích, lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, ban đầu ta nếu có thể có ngươi như thế yêu nghiệt, nói không chừng cái này Thiên Nguyên Tông, là có thể đảm bảo xuống à. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt nhỏ giọng hỏi, tiền bối, cái này Thiên Nguyên Tông và ngươi. Ta là cái này Thiên Nguyên Tông đời thứ tư tông chủ, đồng thời, Thiên Nguyên Tông cũng là ở ta trong tay đi về phía hủy diệt. Dạ Hoa Đan Vương bình tĩnh nói. Phải không? Trần Phi hơi kinh hãi, không nghĩ tới cái này Dạ Hoa Đan Vương lại là Thiên Nguyên Tông đời thứ tư tông chủ. Vậy sắp sống lại người đâu? Tiền bối ngươi hẳn biết chứ? Trần Phi lại hỏi. Dứt lời, Dạ Hoa Đan Vương cả người cứng đờ, xoay người lại lần nữa ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi, kinh nghi nói, ngươi cũng biết. Nhìn Dạ Hoa Đan Vương như vậy diễn cảm, Trần Phi trong lòng ngầm nói một tiếng quả nhiên, vậy sắp sống lại người cái này Dạ Hoa Đan Vương là biết. Có lẽ, cũng cùng cái này Thiên Nguyên Tông có quan hệ thế nào? Vị kia sắp sống lại người, là ta Thiên Nguyên Tông khai phái tổ sư. Chợt, Dạ Hoa Đan Vương liền ném ra một quả đất bằng phẳng sấm mùa xuân. Nước sâu bom. Cái gì? Trần Phi hơi sững sờ, Thiên Nguyên Tông khai phái tổ sư. Lại là như vậy. Không sai, Dạ Hoa Đan Vương gật đầu một cái, trong mắt hiện ra nhớ lại, nói, năm đó. Ta Thiên Nguyên Tông khai phái tổ sư Thiên Nguyên chân nhân ngang trời xuất thế, danh chấn Kiềm Nam, sau tự biết đại hạn buông xuống, lại đem mình sống sờ sờ chôn, nói là có thể chết mà sống lại. Chuyện này chỉ có triều đại Thiên Nguyên Tông cao tầng mới biết, mà chúng ta, vậy một mực lấy là đây là một cười nhạo, cho tới hôm nay. Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt thật sâu hướng vậy phế tích chỗ sâu nhìn lại, khó tin lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cái này lại là thật. Người sắp chết. Lại thật có thể chết mà sống lại. Trần Phi quét mắt Dạ Hoa Đan Vương trên mặt phức tạp, chậm rãi nói, tuy nói cái này đích xác là thật, bất quá, tỷ lệ nhưng là trong 1%. Cho nên ngày đó nguyên tiền bối có thể thành công, nói thật, vận khí thành phần chiếm đa số. Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt ngưng, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, hồi lâu, mới lắc đầu thở dài nói, xem ra ngươi thật đúng là cái gì cũng biết à. Muốn ta có thể sớm đi gặp phải ngươi. Nói không chừng, vậy sẽ không chết, phải không? Trần Phi nghe vậy lập tức là lúng túng cười một tiếng, nói, sao có thể? Sống chết ở trên trời, ta cũng chính là một người bình thường, không lớn như vậy bản lãnh. Dạ Hoa Đan Vương nghe vậy ha ha cười một tiếng, cũng không đâm phá Trần Phi cái gì. Chợt lại diễn cảm hơi đông lại một cái, nói, ngươi tên gọi là gì? Trần Phi nói, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm sư phụ? Dạ Hoa Đan Vương hỏi. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu nói, xin lỗi, tiền bối, ta đã có sư phụ. Ta biết, có thể Dạ Hoa Đan Vương nhưng đem hắn nói cắt đứt, nói ta không phải nói phương diện luyện đan. Nói khó nghe, người cái này luyện đan thực lực so ta lợi hại không biết nhiều ít, ta có tự mình hiểu lấy, còn không có tư cách làm sư phụ ngươi. Tiền bối kia ý ngươi là, Trần Phi nghi ngờ nói, ta trừ là một vị luyện đan sư tới vùng khác. Còn là một vị trận pháp sư, tạm thời coi như là một trận pháp tông sư, thiên cấp trận pháp sư một liệt. Cho nên, ngươi nếu là nguyện bái ta làm sư phụ, ta liền có thể đem trọn đời trận pháp sở học giao cho ngươi. Ngươi tổng sẽ không liền trận pháp cũng biết chứ. Nói xong lời cuối cùng, Dạ Hoa Đan Vương có chút đùa giỡn nói. Biết một chút, nào biết, Trần Phi nhưng lại thật cho hắn như thế cái câu trả lời, làm Dạ Hoa Đan Vương ánh mắt không nhịn được co giúp một cái. Biết một chút, cái gì gọi là biết một chút, và ngươi vậy luyện đan thực lực như nhau. Dạ Hoa Đan Vương nuốt nước miếng một cái, khó tin nhìn Trần Phi. Hắn trước câu nói kia thuần túy là làm trò đùa, hắn vậy căn bản cũng chưa từng nghĩ tới Trần Phi còn biết trận pháp. Dẫu sao, một người chi tinh lực từ đầu đến cuối là có hạn. Mà Trần Phi coi như là yêu nghiệt đi nữa, thiên tài đi nữa, ở hắn luyện đan thành tựu đạt tới cái loại đó khủng bố cao độ sau đó, còn sót lại những vật khác. Thì hẳn là toàn sẽ không, hoặc là nông cạn đơn bạc mới đúng. Nhưng bây giờ, không, Trần Phi lắc đầu một cái, nói ta trận pháp phương diện năng lực kém hơn luyện đan. Nghe vậy, Dạ Hoa Đan Vương lúc này mới diễn cảm bình thường một ít, nói, người bây giờ trận pháp sư cảnh giới lúc tầng thứ gì? Nhân trận tầng 9,
Trần Phi đáp. Người, nhân trận tầng 9. Dạ Hoa Đan Vương ngay tức thì lại há to miệng, vẻ mặt cổ quái nhìn Trần Phi, hồi lâu, hắn mới trùng trùng khạc ra một hơi, giống như là gặp quỷ vậy nhìn Trần Phi, nói, ngươi thật chỉ có 30 tuổi. Như giả bao đổi, Trần Phi cười nói. Vậy ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm sư phụ? Dạ Hoa Đan Vương diễn cảm hơi chăm chú, híp đôi mắt một cái, nói. Trần Phi do dự chốc lát, hướng Dạ Hoa Đan Vương hơi khom người, nói, học trò Trần Phi, gặp qua Trần Phi. Được, được a, rất tốt, Dạ Hoa Đan Vương lập tức vẻ mặt cũng có chút kích động, cười to nói, không nghĩ tới ta Dạ Hoa chết, còn có thể nhận được cái yêu nghiệt như vậy thiên tài đồ nhi, ha ha, ha ha ha. Thật là cuộc đời này không tiếc. Đáng tiếc ta không thể sớm đi thấy sư phụ ngươi, nếu không, có lẽ ta còn có thể nghĩ biện pháp thử một chút, xem có thể hay không cứu ngươi. Trần Phi một mặt tiếc nuối nói, hắn bái đối phương vi sư, một là vì ngày đó cấp trận pháp sư truyền thừa, hai cũng coi là đối phương nhưng một cái tâm nguyện. Người sắp chết người vậy thiệt, đối phương cho hắn giác quan ấn tượng không hề kém, có thể thỏa mãn đối phương cái này một cái tâm nguyện, vậy không có gì lớn không được. Ha ha, giống như là như ngươi nói vậy, sống chết do trời, ta cũng đã sớm đã thấy ra. Hôm nay đây là đời, đã sớm không phải ta Dạ Hoa thời đại. Dạ Hoa lắc đầu một cái, vẻ mặt phức tạp nhẹ giọng cười nói. Dứt lời, liền gặp cả người bóng người lại là có chút đổi được hư ảo. Sư phụ, Trần Phi ánh mắt hơi đông lại một cái, biến sắc nói. Không có sao, sớm nên như vậy. Dạ Hoa cười khoát tay một cái, chợt đưa tay ở hắn mi để tâm một chút, nhất thời, hai đạo ánh sáng hoa ngưng tụ thành hai đạo vụ đoàn xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Dạ Hoa Đan Vương nói, bên trái đây cũng là ta chọn đời trận pháp sư, luyện đan sở học, người nếu có lòng, sau này cho ta tìm một nhị đồ đệ đem cái này truyền thừa truyền xuống cũng tốt. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt gật đầu, nói, ta biết. Sư phụ ngươi yên tâm, ta biết. Tốt, được, Dạ Hoa cười một tiếng, ngón tay lại rơi xuống bên kia vậy vụ đoàn lên, diễn cảm phức tạp chậm rãi nói, sau đó ngươi nếu như gặp ta Thiên Nguyên Tông khai phái tổ sư, liền đem vật này giao cho hắn. Dạ Hoa Đan Vương ngón tay ở đó vụ đoàn lần trước điểm, nhất thời, ánh sáng lóe lên, sương mù tản đi, một quả bình thường gang lệnh phù xuất hiện ở Trần Phi trong tầm mắt. Vậy lệnh phù trước đoạn có hai cái rồng bay phượng múa chữ to, bất ngờ là Thiên Nguyên. Ta biết, Trần Phi con người ngưng ngưng, chợt yên lặng đem vậy truyền thừa cùng với gang lệnh phù cũng thu khá hơn. Đây là, Dạ Hoa Đan Vương thân thể vậy đã gần như trong suốt, giống như là mau hoàn toàn tiêu tán. Trần Phi há hốc mồm muốn nói cái gì, có thể nói cũng mép, hắn nhưng lại không biết nên nói những gì. Chợt chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói, sư phụ, đi tốt. Ta là thời đại trẻ mồ côi, sớm đáng chết, đi chuyển thế sống lại. Cũng may mắn là có thể gặp ngươi, là ta Dạ Hoa vận khí. Ngoài ra ta còn muốn lại nhờ ngươi một chuyện, Dạ Hoa Đan Vương cuối cùng nói. Sư phụ mời nói, Trần Phi nói. Tam Hoàng vực thành đan thánh đan hội, trăm năm một lần, chính là ta luyện đan sư giới bên trong thịnh hội. Ban đầu, ta Dạ Hoa chỉ lấy được rồi thứ 9, đến nay có lòng không cam lòng, cho nên ngươi sau này nếu là có cơ hội có hứng thú, có thể hay không đi giúp ta đền bù một chút, ta Dạ Hoa ban đầu, chưa từng làm được tiếc nuối. Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt nhẹ giọng tự tin cười lên, nói. Sư phụ ngươi yên tâm đi, thành đan thánh đan hội. Ta sẽ đi giúp ngươi cầm một cái hạng nhất trở về. Ta đang mong đợi, kiếp sau tạm biệt. Dứt lời, Dạ Hoa Đan Vương bóng người mặt mỉm cười, hóa là một chút xíu sạch bóng, rắc rắc một tiếng, hoàn toàn tiêu tán ở giữa đất trời này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói thật, Dạ Hoa Đan Vương tại Trần Phi giống như là đời người chính giữa khách qua đường. Có vài người rất phổ thông, nhưng cũng có chút người rất trọng yếu. Xuyên gặp một lần, mấy lời nói, Trần Phi thành Dạ Hoa đồ đệ của Đan Vương. Mặc dù cái này bên trong chỉnh trọng trình độ, hàm kim lượng, cũng không phải là có nhiều ít, nhưng có đôi lời nói hay, một ngày vi sư cả đời là cha. Trần Phi nếu là lựa chọn đáp ứng tầng quan hệ này, như vậy, Dạ Hoa Đan Vương liền không thể tránh khỏi, thành người khác sinh chính giữa rất trọng yếu một người trong. Như vậy, hắn ước nguyện, vậy dĩ nhiên là muốn làm đạt thành. Thành đan thánh đan hội, xem ra lúc nào được đi xem một chút, Trần Phi tự lẩm bẩm sau đó,
lại đem vậy thiên ất long chúc phụ đoàn lấy ra. Nhất thời, trong cơ thể hắn truyền tới phập phồng chập chờn. Là vậy tử tiêu khí căn nguyên tung tăng, sao động lên. Cùng lúc đó, hắn trên da thịt cũng là xuất hiện từng cái màu tím hình vẽ, trông rất sống động, đến cuối cùng tựa như đều không phải là Trần Phi trên thân thể đồ án, mà giống như là thân thể của hắn một số, là hắn cùng bẩm sinh tới lực lượng, cũng cùng lúc này. Vậy lòng bàn tay hắn chính giữa thiên ất long chúc phụ đoàn cũng giống là bị cái gì dẫn dắt, tự động tràn vào hắn cổ họng, hóa là tinh túy lực lượng, ra đời một cổ lực lượng, ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Ca, rắc rắc. Rõ ràng tiếng rên truyền ra, Trần Phi sắc mặt, nhất thời trở nên có chút sát vô huyết sắc đứng lên. Hắn răng cắn phát vang, cắn chặt môi, tựa như đang thừa nhận cuối cùng thống khổ vậy. Bất quá lúc này hắn nhưng liền một chút oán trách nói cũng không có. Bởi vì không có tại sao, người tu luyện đường xá chính giữa, rất lâu cũng không có tại sao, chỉ có thống khổ, chỉ có hành hạ, chỉ có không để ý hết thảy. Gắng sức về phía trước. Hơn nữa cái này thiên ất long chúc nhưng mà hắn hoàn mỹ tử tiêu tài quyết chân công trọng yếu nhất, tuyệt đối mấu chốt. Cho nên, lúc này cái này, một chút xíu, thống khổ coi là cái gì? Vác đã qua. Chỉ có vác đã qua. Người bất kỳ ở hắn lúc này vị trí ở vị trí. Cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Cho nên, không có tại sao, chỉ có vác đã qua. Phịch, Trần Phi trong cơ thể, vậy thiên ất long chúc lực lượng nơi lưu động, đi qua quỹ tích càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng lớn. Lại xem hắn thân thể, da thịt trên, lại là dần dần có từng tầng một đóng vảy dấu vết. Vậy kết vảy màu sắc đậm tím, giống như chúng độc vậy, làm người ta phát thấm, nhưng Trần Phi lại có thể rõ ràng từ vậy kết vảy chính giữa cảm giác được. Từng luồng hào hùng lực lượng, từng luồng thuần túy căn nguyên, đi qua vậy kết phải phá hoại, hủy diệt, thuần túy, đi sâu vào, bắt đầu chảy vào hắn bên trong thân thể. À, một tiếng hét thảm, Trần Phi sắc mặt lại là dữ tợn, vậy tràn đầy tử tiêu khí trên khuôn mặt hiện đầy vô tận thống khổ. Đây là hành hạ, cũng là lột xác. Cho nên, phải chống nổi đi, không có tại sao. À, Trần Phi gào thảm thanh âm thậm chí cũng đổi được khàn khàn. Cả người vậy kết phải màu tím sáng mở vậy lưu động càng ngày càng nhanh chóng, cả người hiện lên mãnh liệt hào quang, thân thể co quắp. Phịch, hồi lâu, làm vậy Trần Phi cũng sắp không nhịn được thời điểm, một cổ vô hình bàng bạc lực lượng phóng lên cao, đem vậy ngưng tụ ở Trần Phi trên người kết phải, tất cả đều tách ra. Cùng lúc đó, từng luồng màu sữa tinh mang nếu như là tiên suối bảo lộ vậy, tưới, ở Trần Phi trên mình, làm hắn thân thể bắt đầu hiện ra chưa bao giờ có cường hãn nguồn năng lượng. Tràn ra tới, khiến cho được vậy hư không đều là làm chấn động một cái. Cực độ kinh người. Hô! Trần Phi đi theo khóe miệng co giật phun ra một ngụm chọc khí, cả người lại nửa chút khí lực, giống như là yếu ớt vậy, thân thể mềm nhũn nằm xuống, bất quá lúc này hắn thân thể lại giống như là lột vỏ ra tân sinh mãnh thú vậy, cốt, màng, gân, kiện, máu thịt, da thịt, tất cả đều tản ra kinh khủng cường hãn. Hưu! Một đạo đáng sợ duệ khiếu chi thanh truyền tới. Trần Phi giương tay một cái, lại là khiến cho được vậy xà tâm địa linh diễm hóa thành nhọn lợi kiếm, hướng chính hắn bắn tới. Mà hắn tự mình bởi vì khí lực hoàn toàn không có, nằm ở đó động đều không cách nào động. Nhưng mà, ở Trần Phi trên mặt, nhưng thật giống như hoàn toàn không quan tâm vậy lợi kiếm vậy, lộ ra bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Vang vang, một đạo chói tai vang vang tiếng vang lên, vậy xà tâm địa linh diễm nơi ngưng tụ thành lợi kiếm công kích ở Trần Phi trên mình. Lại là chỉ để cho Trần Phi hơi cảm nhận được một tia cảm giác đau, vậy đụng chỗ, nhàn nhạt để lại chút vết máu, trừ cái này ra, liền lại không khác. Thấy cảnh tượng này, Trần Phi nhất thời cặp mắt hơi híp một chút, trên mặt lộ ra đậm đà mừng rỡ nụ cười. Ta cái này xà tâm địa linh diễm nơi ngưng tụ thành lợi kiếm, trên căn bản hẳn không so tầm thường bạc trắng pháp bảo yếu đi, có thể lại vẫn là không cách nào dung chuyển ta thân thể này. Hôm nay, ta thân thể này... Cuối cùng là cho thấy tử tiêu tài quyết chân công chân chính lợi hại. Mạnh như có thể sánh bằng bạc trắng pháp bảo cấp lợi kiếm, hôm nay đều không cách nào dung chuyển hắn thân xác, đây cũng là tử tiêu tài quyết chân công chân chính chỗ kinh khủng. Luyện cao nhất tử tiêu thân phận thật sự, đao thương bất nhập, thân xác không địch. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là cái này tử tiêu tài quyết chân công hoàn mỹ sau toàn bộ. Tử tiêu tài quyết chân công, chia thượng hạ sách, luyện thể, nhúng thần hai bộ. Hắn hôm nay, cũng coi là rốt cuộc phải chạm đến vậy nhúng thần danh giới. Một giây kế tiếp, Trần Phi tâm niệm vừa động,
một cổ vô hình ý niệm chính là ở hắn trong ý nghĩ ngưng tụ thành. Vậy ý niệm im hơi lặng tiếng, trong suốt không màu, chỉ có chỗ sâu nhất mới lộ ra nhàn nhạt ánh sáng tím, tựa như phi đao, nhận đỉnh phát ra cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Không nghĩ tới lần này ta có thể ngưng tụ ra, cân nhắc quyết định thật nhận, hình thức ban đầu. Ta nhớ từ Tiêu Tài Quyết Chân Công hạ sách khai thiên có một câu nói như vậy, cân nhắc quyết định thật nhận vừa ra, chân quân cảnh như con kiến hôi, có thể chém có thể diệt. Cũng không biết là không phải thật. Trần Phi một bên như vậy lầm bầm, lại một lần đem thần thức bước vào bên trong thân thể, muốn hoàn toàn biết, hắn hôm nay thân thể biến hóa, có thể một giây kế tiếp, hắn thần sắc ngẩn ra, chợt diễn cảm lại là lại ngạc nhiên mừng rỡ. Chân nhân cảnh tầng 5, lại đột phá sao? Dưới sự kích động Trần Phi vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh khí, phát hiện hiện nay hắn, lại là thật đạt tới chân nhân cảnh tầng 5. Xem ra là vậy Thiên Ất Long chúc công lao. Không chỉ có giúp hắn hoàn toàn viên mãn Tử Tiêu Tài Quyết Chân Công, còn giúp hắn đánh vỡ những ràng buộc, đạt tới chân nhân cảnh tầng 5. Đây thật là kinh khủng thu hoạch à. Hôm nay ta, hoàn toàn lớn không giống nhau. Kinh khủng như vậy thu hoạch cho dù là Trần Phi cũng không nhịn được kích động. Hắn hôm nay, chân nhân cảnh tầng 5, Tử Tiêu Tài Quyết Chân Công viên mãn, còn có vậy tiên môn thánh pháp tọa vong kinh thành tựu lá bài tẩy cuối cùng, bất kỳ tiểu thiên vị nhân vật sẽ ở trước mặt hắn. Sợ rằng đều là con kiến. Tử Tiêu Tài Quyết Chân Công, cân nhắc quyết định không địch, có thể nói là cái này tu chân giới cao cấp nhất, kinh khủng nhất chân nhân cảnh, chân quân cảnh cấp công pháp một trong. Hơn nữa hôm nay viên mãn sau đó, Tử Tiêu căn nguyên có thể không lúc nào ở nàng quanh thân lưu chuyển, không ngừng tuần vòng qua lại, tạo thành chu thiên tuần vòng thế, vĩnh sinh không dứt, không ngừng tăng cường lực lượng của thân thể. Đây cũng là Tử Tiêu Tài Quyết Chân Công thượng sách chân chính kinh khủng địa phương. Huống chi, hôm nay trong đầu hắn còn có vậy, cân nhắc quyết định thật nhận, hình thức ban đầu. Cân nhắc quyết định thật nhận vừa ra, cho dù là hình thức ban đầu, cũng có thể ung dung đánh giết hết tầm thường đại thiên vị người. Hơn nữa vậy tiên môn thánh pháp tọa vong kinh đối với Trần Phi bản chất linh khí tăng phúc, thông tục chút giải thích, chính là bị động. Bị động căn nguyên cường hóa. Như vậy tăng phúc im hơi lặng tiếng, nhưng lại sẽ làm, cân nhắc quyết định thật nhận, uy năng càng đạt tới một cái đáng sợ cao độ. Mà vậy cao độ rốt cuộc có bao nhiêu cao, Trần Phi mình cũng không biết, chỉ có thể có cơ hội đến lúc đó tìm một quỷ xui xẻo thử một chút nói sau. Nghĩ đến đây, Trần Phi cặp mắt tràn vào là tràn ra lau một cái bén lệ khí. Hôm nay, hắn như vậy thực lực, vậy rốt cuộc thì có tư cách đến vậy bên trong vực nhìn một chút, Uyển Tình, người có tốt không? Xì, tiếng vang quỷ dị, Trần Phi con người hóa thành đen nhánh vẻ, nhìn vậy Thiên Nguyên Tông phế tích đỉnh không? Đó là một tòa bao la địa mạch, có bảo vệ đại trận, mấy lần hôm nay không lành lặn, đổ nát, vậy rất khủng bố. Cân nhắc quyết định thật nhận, chém. Một khắc sau, liền nghe gặp Trần Phi thấp giọng quát một tiếng, vô hình thần niệm, hóa thành khủng bố lưỡi dao sắc bén, im hơi lặng tiếng, vô ảnh vô tung, nhưng thế như sấm hướng kinh khủng kia đại trận chém tới. Xì, vô hình kia cân nhắc quyết định thật nhận không có vào trong đại trận, người sau không xuất hiện đảm nhiệm phản ứng gì. Nhưng Trần Phi nhưng sau đó nhỏ nhỏ cười lên, không nghĩ tới cái này cân nhắc quyết định thật nhận lợi hại, lại vẫn còn ở hắn trước dự đoán trên, không hổ là ở trạng thái hoàn mỹ Tử Tiêu Tài Quyết Chân Công. Lần này thật là hoàn toàn lột xác. Cùng lúc đó, truyền thừa cung điện, xanh biếc đỉnh núi bên ngoài có hai người. Một là vậy mặt đầy ác độc, gương mặt vặn vẹo giang vạn lý, thứ hai là hắc bào nhân kia, Đồ Thiên Sơn. Người này từng khẩu khí lớn như chân trời. Nói còn lấy là Giang Vạn Lý là tìm hắn tới giết Tề Hư Trùng, ý nói, chính là hắn có thể giết Tề Hư Trùng. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ cảm nhận được cái gì, chợt ngẩng đầu, ánh mắt cứng đờ, cả người hàn mao dựng đứng, mới vừa rồi vậy chợt lóe lên khí tức kinh khủng là cái gì? Thật là đáng sợ Đồ. Đồ lão, ngươi thế nào? Giống như là cảm nhận được Đồ Thiên Sơn khác thường, Giang Vạn Lý không nhịn được hỏi. Không, không có sao. Đồ Thiên Sơn thật sâu ngắm nhìn cân nhắc quyết định thật nhận chợt lóe lên đường tắt, trong lòng nhẫn nại không ngừng dao động đứng lên, mới vừa vậy chợt lóe lên Đồ, hắn tuy không biết là cái gì, nhưng lại biết, vật kia thật rất đáng sợ rất đáng sợ. Gặp Đồ Thiên Sơn nói không có sao, Giang Vạn Lý cũng là không nghi ngờ hắn. Rồi sau đó, lại gặp đem hắn vậy âm ngoan, giữ tợn ánh mắt rời đến vậy xanh biếc trên ngọn núi truyền thừa cung điện bóng dáng lên, từng luồng ác độc leo lên mặt hắn bàng. Nói, Đồ lão, chuyện này toàn dựa vào ngươi. Cùng tiểu xúc sinh kia đi ra,
nhất định phải thời gian đầu tiên đem bắt giữ hắn, tra hỏi ra Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, nếu không, để cho hắn chạy, hết thảy liền xong rồi. Hiển nhiên, tuy nói tuyệt đối không nghĩ tới, có thể hắn nhất không muốn nhìn thấy chuyện vẫn là thành thực tế. Hắn vì cái này Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa ước chừng lập mấy chục năm, nhưng hôm nay, hết thảy gà bay trứng đánh, là người khác làm đồ cưới, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp nhận. Vào giờ phút này hắn, hận không được đem Trần Phi sinh xé thành mảnh vỡ. Uống máu hắn, ăn hắn thịt. Trần Phi nếu thật lấy được rồi Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, vậy hắn Giang Vạn Lý là được cái gì? Cười nhạo, con chốt thí. An tâm một chút chớ nóng. Đồ Thiên Sơn quét mắt Giang Vạn Lý trên mặt dữ tợn, trong lòng miệt thị, cười nhạt, thật là một phế vật. Tới tay bảo bối cũng có thể bay. Thật là mù mắt cái này cả người vương cấp luyện đan sư bản lãnh. Bất quá cũng tốt, phế vật, cũng có phế vật chỗ tốt. Đồ Thiên Sơn đi theo cười nhạt, nói yên tâm đi. Chúng ta đã quyết định khế ước, ngươi là ta làm việc 30 năm, ta giúp ngươi giết người nọ, đoạt lại đan vương truyền thừa. Cho nên, người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy Giang Vạn Lý sắc mặt cứng đờ, hồi lâu, mới cười mất tự nhiên, khóe miệng hiện lên vặn vẹo, nói tóm lại, hết thảy toàn dựa vào Đồ lão ngài. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngọn núi kia bên ngoài, từ từ đi ra. Trần Phi. Là Trần Phi đi ra. Thấy bóng người kia từ trên ngọn núi bước ra đi xuống, Đồ Thiên Sơn, cùng với Giang Vạn Lý ánh mắt đều là ngưng ngưng. Tiểu súc sinh, ngươi có thể rốt cuộc đi ra à? Chỉ gặp Giang Vạn Lý dữ tợn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Phi bóng người, chán gian, là có đáng sợ sát khí nổi lên. Uy nghiêm vô cùng, lạnh như băng ngút trời. Vì đoạt lại Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, muốn Trần Phi chết. Hắn bán, thân cho Đồ Thiên Sơn 30 năm, đây là bực nào to lớn cửu hận. Đáng tiếc, đối với hắn lúc này mắng, làm nhục, Trần Phi nhưng là liền phản ứng hắn tâm tư cũng phai nhạt. Chỉ gặp mắt thần rơi xuống Giang Vạn Lý sau lưng, Đồ Thiên Sơn trên mình dừng một chút, chợt mới hơi mỉm cười nói. Thật là lớn phô trương à, tuy nói ta may mắn lấy được đan vương truyền thừa, nhưng phải bị các người như vậy nghênh đón lễ đãi. Chặc chặc, một cái đại thiên vị cường giả sao, ngược lại có chút xấu hổ à, Trần Phi cặp mắt hơi híp cười nói. Đây không phải là nhắc Tào Tháo liền đến. Ừ, nghe vậy, Đồ Thiên Sơn nhướng mày một cái. Chợt sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Trần Phi, thằng nhóc này phách khí còn thật không nhỏ à. Biết rõ hắn là lớn thiên vị nhân vật, còn dám như thế giải thích, không sợ sao. Tiểu tạp chủng, chỉ sợ ngươi có thể bắt được truyền thừa, nhưng không cách nào tiêu khiển. Đây là, Đồ Thiên Sơn không nói chuyện, một bên Giang Vạn Lý nhưng không nhìn được mặt đầy vặn vẹo lên tiếng, giống như là muốn đem Trần Phi nuốt sống vậy. Cái này Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa rõ ràng là hắn lập mấy chục năm vật. Bây giờ nhưng gà bay trứng đánh, đang cùng Trần Phi trong đấu tranh thất bại, đánh mất thiên đại cơ hội, hắn làm sao không dậy. Huống chi, Trần Phi lấy được Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, bây giờ lại còn dám ở trước mặt hắn như vậy càn rỡ, tư thái tiêu vẩy, cái này tự nhiên càng làm hắn lửa giận trong lòng, ghen tị, vặn vẹo khó mà áp chế. Đồ lão, xin ra tay, đem tiểu súc sinh này bắt giữ. Hắn chịu đựng tức giận, hướng Đồ Thiên Sơn kích động nói. Đồ Thiên Sơn hơi dừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình đưa mắt nhìn hồi lâu, nói các hạ là kêu Trần Phi chứ. Có thể được Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, coi là thật thiên tư phi phàm, làm cho bọn ta khiếp sợ. Trần Phi cười hướng Đồ Thiên Sơn nhìn, mỉm cười nói quá khen. Thật ra thì đều là vận khí ta tốt, lấy được rồi cái này truyền thừa, mà bên người ngươi tên kia vận khí không tốt, dĩ nhiên là thất bại. Ha ha ha. Nghe gặp Trần Phi cái này hơi có vẻ châm chọc tiếng cười, Giang Vạn Lý mí mắt cuồng loạn, trên trán gân xanh hiện lên, hận không được đem Trần Phi chém chết. Đồ Thiên Sơn cũng là ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng nói, bất quá bỏ mặc nói thế nào, cái này Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa cũng là bọn ta lập mấy chục năm vật. Bỏ ra vô số tâm huyết cùng tinh lực, mà bây giờ ngươi cứ như vậy lấy đi, không khỏi không quá thỏa đáng chứ. Không ổn làm, Trần Phi cười, nói chính hắn không được. Ngươi có thể hay không nói cho ta có gì là không thỏa đáng. Tiểu súc sinh ngươi tự tìm cái chết. Giang Vạn Lý trực tiếp là sắc mặt dữ tợn nói. Hừ. Đồ Thiên Sơn cũng là cặp mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt nụ cười lạnh lùng dần dần thu liếm, cuối cùng, hóa thành lạnh nhạt uy nghiêm vẻ,
nói, ta cũng không cùng ngươi nói nhiều, bây giờ, đem vậy đan vương truyền thừa gọi ra, ta thả ngươi đi, nếu không, chờ ta đem ngươi bắt giữ, lại nghiêm hình tra hỏi ngươi, cũng sẽ không là như vậy buông lỏng. Đồ Thiên Sơn lời ấy tiếng nói rơi xuống, Trần Phi vậy hơi híp cười cặp mắt trực tiếp là ngưng ngưng, chợt, lau một cái nhàn nhạt châm chọc đi theo chính là bộc lộ ra ngoài. Ngươi như có bản lãnh, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm, như thế nào? Nhất thời, Giang Vạn Lý ánh mắt ngưng ngưng, rồi sau đó hiện ra uy nghiêm cười như điên vẻ. Quá tốt, thằng nhóc này lại dám như vậy khiêu khích Đồ lão, coi là thật tự tìm đường chết, tự diệt vong. Cùng lúc đó, Đồ Thiên Sơn diễn cảm cũng là đổi được hơi âm ngoan, hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị cho ta Đồ Thiên Sơn mặt mũi. Oanh, làm hắn tiếng rơi, một cổ không cách nào hình dung đại thiên vị khí thế hùng uy chính là giống như gió bão vậy tách thả ra, đáng sợ uy áp ùn ùn kéo đến, trực tiếp là hướng Trần Phi bao phủ đi. Làm vậy uy áp nơi lan tràn qua khu vực, hư không trực tiếp động lại, bất luận là trong đó không khí vẫn là linh khí, cũng giống như hổ phách ở giữa mũi vậy, bị đông cứng. Hết sức đáng sợ. Có thể cái này uy áp đáng sợ nghiền ép qua hư không, rơi vào Trần Phi trên mình. Giang Vạn Lý, Đồ Thiên Sơn không tưởng được chật vật, thậm chí bêu xấu, cũng không có xuất hiện. Ngược lại, lúc này Trần Phi trong cơ thể, cũng có một cổ kinh khủng khí thế, chậm rãi toát ra. Oanh! Giống như đất bằng phẳng sấm mùa xuân. Trần Phi sau lưng Tử Tiêu Hà thải quang diệu, sau lưng linh khí ngưng tụ, khí thế cuồng liệt, hiện ra một chuôi màu đen nhánh trường đao, là hắc quang kia quá đao, tràn ngập đáng sợ kiếm ý, đem Đồ Thiên Sơn khí thế ngay tức thì mất đi. Ngươi, Đồ Thiên Sơn con ngươi có giúp một cái, sắc mặt biến. Ta không cho mặt mũi thì như thế nào? Trần Phi ánh mắt lạnh như băng, vậy lười được nói nhảm, vừa vặn muốn thử một chút hắn bây giờ thực lực thì có, Tào Tháo tới cửa. Hắn há có thể thả qua. Phốc, huyết quang tung tóe, ai vậy không nghĩ tới, Trần Phi một lời không hợp lại trực tiếp là liền ra tay. Bạo khởi làm khó dễ. Hắn ném động hắc quang quá đao, kiếm ý ngang dọc. Kinh khủng nhất là vậy Tử Tiêu bổn nguyên lực lượng, quá mạnh mẽ, mau như tia chớp, Đồ Thiên Sơn cũng còn không kịp phản ứng liền bị chém đến trên vai máu tươi bay vẩy, phun trào khắp nơi đều là, liền hắn đất đai dưới chân cũng sau đó nứt ra. Ngươi, Đồ Thiên Sơn sắc mặt lúc xanh lúc trắng, che vết thương, điên cuồng chợt lui. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Vạn Lý trong miệng liền chân quân cảnh đều không phải là, hắn sức chiến đấu nhiều nhất tối đa chỉ có tiểu thiên vị đỉnh cấp người. Lại như này lợi hại, một kiếm liền để cho hắn bị thương. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là người này làm việc không khỏi quá trực tiếp, quá điên. Dầu gì hắn cũng là một vị đại thiên vị nhân vật, liền trực tiếp động thủ muốn giết hắn, không sợ ngọc đá cùng vỡ. Cái này không thể nào, điều này sao có thể. Mà Giang Vạn Lý lúc này chính là hoàn toàn ra đầu nổ tung đứng lên, ánh mắt kinh hoàng, khó tin. Tại sao Trần Phi lực lượng của hôm nay sẽ như vậy khủng bố? Phải biết đây chính là Đồ lão à, từ bên trong vực tới nhân vật lớn, nhưng còn bây giờ thì sao? Keng, một tiếng vang nhỏ phá vỡ yên tĩnh, truyền phá lệ xa xưa. Chỉ gặp Đồ Thiên Sơn trên mình xuất hiện một tầng cổ quái chiến ý, chớp động khó hiểu hào quang, rất thần bí. Một khắc sau, liền gặp vậy cả người nhuốm máu Đồ Thiên Sơn lạnh lùng nhìn Trần Phi. Cặp mắt đục ngầu tràn ngập nhàn nhạt âm ngoan vẻ, nói, ngươi quá cản rỡ. Một lời không hợp liền động thủ, thật lấy là ta sợ ngươi. Hắn không phải lớn bình thường thiên vị, nếu không thì như thế nào sẽ nói có thể giết Tề Hư Trùng thứ lời đó. Vậy chính vì vậy, lúc này Trần Phi bá đạo, quả quyết, hoành hành vô kỵ, làm hắn khó chịu, làm hắn tức giận. Bởi vì sao thời điểm hắn Đồ Thiên Sơn cũng sẽ có như thế một ngày. Bị người chèn ép. Đây cũng không phải là bên trong vực. Ngươi không phải thả ta cho ngươi mặt mũi. Liền chút thực lực này, ngươi muốn phải bao lớn mặt mũi. Trần Phi cầm trong tay hắc quang quá đao, lưỡi đao không máu, lạnh lùng nhìn đối phương. Thật sự là lột xác à. Hôm nay hắn thực lực, rất mạnh. Một hồi trầm mặc, thương, một tiếng, Đồ Thiên Sơn trong tay xuất hiện kỳ quái binh khí, bình thản mở miệng, nói, lại có thể như vậy, để cho ta xem ngươi thật lợi hại. Được. Vang vang. Trần Phi vi âm không rơi, giống như đã từng tương tự một màn. Đồ Thiên Sơn đột nhiên bạo khởi, thế như tia chớp, trong tay kỳ quái binh khí tràn ngập đáng sợ sát khí,
hàn mang uy nghiêm, phát ra một tiếng trầm thấp thú gầm, rồi sau đó vọt lên liền một cái đôi mặt hai đuôi ma khỉ, hướng Trần Phi đạp chết tới. Vậy ma khỉ rất đáng sợ, nếu như giống như Giang Vạn Lý bực này tiểu thiên vị đỉnh cấp ngăn cản trước mặt hắn sợ rằng không chống nổi ba chiêu. Nhưng mà, phịch một tiếng vang thật lớn, một cái bàn tay phá vỡ bầu trời, rơi xuống xuống, dắt màu tím thần thái, lại trực tiếp là đem vậy ma khỉ cho đánh tan nát. Đồ Thiên Sơn con người ngay tức thì co giúp một cái, cổ họng cút ra khỏi, máu tươi phun ra. Phốc suy, đầy mặt hắn không tưởng tượng nổi, mất màu máu, khó tin gầm nhẹ nói, điều này sao có thể. Rắc rắc, cùng lúc đó, trên bầu trời, một tiếng thanh thúy kim loại tiếng nứt nẻ vang lên, vậy kỳ quái binh khí lần nữa hóa thành nguyên hình, nhưng mà, cũng đã nhảy bể ra. Bề ngoài ảm đạm không ánh sáng, tất cả đều là vết nứt, như băng mặt như nhau. Binh khí này ở trong tay hắn liền tầm thường đại thiên vị nhân vật cũng có thể áp chế, nhưng hôm nay, đến Trần Phi trước mặt, lại bị nhất kích liền bể. Người này thực lực có như vậy khủng bố. May là Đồ Thiên Sơn chính là bên trong vực người, lai lịch không nhỏ, lúc này cũng có chút tâm thần rung chuyển. Sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, điều này sao có thể. Giang Vạn Lý sắc mặt, diễn cảm cũng là hoàn toàn cứng ở vậy, hắn chân thực không cách nào hiểu. Tại sao Trần Phi sẽ như vậy lợi hại, như này thực lực cường hãn? Đây là vì cái gì? Không thể nào, ngươi không phải muốn nhìn một chút thực lực của ta. Bây giờ ngươi gặp được, như thế nào? Trần Phi cười lạnh một tiếng, bước chân đi về trước bước ra, nhất thời sau lưng Tử Tiêu Hà thải tách thả ra, lực lượng cường hãn lần nữa đánh úp về phía Đồ Thiên Sơn, phịch. Máu bắn tung tách ra, Đồ Thiên Sơn cánh tay trái trực tiếp mất, bị kiếm khí cắn nát. Không, không. Đồ Thiên Sơn sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, lại nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng là sợ hãi, giống như gặp được một tôn sát thần. Là hắn người không chọc nổi. Ta không chiến. Đồ Thiên Sơn gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía Lâm Phong khoát tay, để cho Trần Phi bước chân hơi chậm lại, đừng đánh. Các hạ thực lực dũng mãnh, ta Đồ Thiên Sơn tự thẹn không bằng. Đừng đánh, Giang Vạn Lý một chuyện ta không nhúng tay nữa, xin các hạ tha ta một mạng. Đồ Thiên Sơn sắc mặt trắng bệch, tỏ ý ngừng đánh. Đồ lão, Giang Vạn Lý cả người nhất thời cũng luống cuống, kinh hoàng nói. Phải không, Trần Phi trên mặt là lộ ra lau một cái hí ngược thần sắc, nói, lại có thể như vậy, ngươi trực tiếp giết hắn, như thế nào? Trần Phi ngón tay rơi xuống Giang Vạn Lý trên đầu, tỏ ý Đồ Thiên Sơn giết Giang Vạn Lý, chuyện này liền xóa bỏ. Không, không muốn, Giang Vạn Lý sắc mặt tái nhợt. Tràn đầy sợ hãi, về phía sau thụt lùi. Được, Đồ Thiên Sơn chỉ có một chữ câu trả lời, đó chính là tốt. Ngay sau đó, hắn ánh mắt hướng Giang Vạn Lý nhìn lại, cả người kinh khủng lực lượng tất cả đều điều động, đem Giang Vạn Lý phong tỏa. Đi theo, mênh mông lực lượng đánh vào Giang Vạn Lý trên mình. Phịch, nhất thời Giang Vạn Lý thân thể trực tiếp là nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ đất đai, chết oan uổng. Như vậy, các hạ có thể hay không hài lòng? Đồ Thiên Sơn làm xong hết thảy các thứ này sau đó, kiêng kỵ nhìn Trần Phi, nói. Trần Phi hơi híp mắt quét hắn một mắt, chợt lãnh đạm xoay người sang chỗ khác, nói, hữu nghị nhắc nhở, muốn sống thừa dịp còn sớm rời đi cái này, đây không phải là một địa phương tốt, dĩ nhiên, tin không tin ở ngươi. Tạm biệt. Lời vừa dứt, thân hình chớp mắt, Trần Phi trực tiếp là rời đi. Đồ Thiên Sơn che vết thương, ánh mắt tàn bạo, chết nhìn chằm chằm Trần Phi biến mất vị trí. Thật lâu yên lặng. Hồi lâu, hắn xoay người rời đi, mà hắn rời đi phương hướng, bất ngờ là phần mộ bên ngoài. Đồ Thiên Sơn sau khi rời đi, Trần Phi bóng người lần nữa xuất hiện ở vậy xanh biếc đỉnh núi bên ngoài. Chỉ gặp hắn đầu tiên là hướng vậy xanh biếc trên ngọn núi sâu đậm cúi người, rồi sau đó bước chân một bước, liền đạt tới trước vậy 10 tòa thạch thú pho tượng vị trí ở vị trí. Lúc này vậy 10 pho tượng tuy vẫn như cũ là pho tượng, nhưng lại đánh mất sức sống, một hơi một tí, hoàn toàn trở thành ngoan thạch vật. Trần Phi hướng về phía vậy 10 pho tượng bình tĩnh nhìn một hồi, sau đó đi tới trong đó một pho tượng trước, đưa tay vào vậy đan thú mắt lỗ thủng vị trí, ngón tay nhẹ nhàng một nặn, một quả màu xám trắng viên thuốc liền bị hắn từ vậy đan thú trong cơ thể lấy ra. Vậy viên thuốc ảm đạm không ánh sáng, hết sức yếu ớt, Trần Phi cũng chỉ là như thế nhẹ nhàng ngón tay nắm. Lại cũng có gần nửa bộ phận dần dần hóa là cho tàn bay tản ra tới. Thấy tình cảnh này Trần Phi khẽ nhíu chân mày, chợt lắc đầu thở dài nói, quả nhiên, thời gian qua được quá lâu,
những thứ này vương đan đều đã dược liệu biến mất. Rồi sau đó Trần Phi xoay người lần nữa chuẩn bị rời đi, bất quá đây là, hắn lại đột nhiên quỷ thần xui khiến dừng một chút, rồi sau đó ánh mắt nghiêng hướng vậy 10 tòa đan thú chính giữa dễ thấy nhất, cũng là trước lợi hại nhất, cho người ấn tượng nhất sâu sắc đầu kia một sừng giao long đan thú nhìn lại. Ở nó trong mắt, một đạo không bắt mắt, yếu ớt lôi quang đang lẳng lặng nổi lơ lửng, giống như là vực sâu chính giữa sông ngầm, im hơi lặng tiếng, yên lặng cực kỳ. Trần Phi con người rụt một cái, miệng mở lớn, chợt, hắn lập tức hướng vậy một sừng giao long đan thú đi lên. Trần Phi đưa tay đi vào vậy một sừng giao long đan thú mắt vị trí vậy một đôi lỗ thủng chính giữa, rất nhanh, một quả bị từng luồng ngón tay út lớn nhỏ sấm sét bao quanh đen nhánh đan dược, chính là bị hắn lấy ra. Phá kiếp sấm luyện đan, đây chính là Trần Phi biết cao cấp nhất phương đan một trong, mới có thể có 20% tỷ lệ giúp tới thiên vị nhân vật chống được đánh vào thánh anh cảnh giới thiên lôi, nếu như truyền đi, sợ rằng vậy toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc bên trong vực cũng biết nổ tung. Dẫu sao phải biết, thánh anh lão tổ cảnh giới, đây chính là hoàn toàn áp đảo chân quân cảnh không thượng tầng. Hôm nay Kiềm Nam cổ quốc, trên mặt nổi không một người là tầng kia lần. Đáng tiếc đan này vậy trải qua quá lâu thời gian, dược liệu tán mất hơn nửa. Cũng không biết giữ lại sau này có thể hay không lắc lư đến người. Trần Phi lẩm bẩm nói, đem vậy phá kiếp sấm luyện đan bỏ vào một bảo ngọc bình chính giữa thu cất, cái này mới thật sự biến mất rời đi. Thành trì trong phế tích hương, một tòa khổng lồ chọc trời màu xám cho cây lớn che khuất bầu trời, màu xám đen huyết khí bừng bừng, cuồn cuộn chuyển động, giống như là vật còn sống vậy. Làm người ta kinh dị, cũng có chút cảm giác không lạnh mà run. Cùng lúc đó, vậy trên cây to nửa bộ phận lại là dần dần không nhìn thấy ở một tầng to lớn thần bí sóng gợn chính giữa, vậy sóng gợn khổng lồ vô biên, rủ xuống liền vô số màu máu cầu vòng, đem cây lớn chóp đỉnh 1/3 vị trí bao phủ, giống như là đi thông một cái thế giới khác. Đây là, thần bí này màu xám cho cổ thụ chọc trời trước trên bầu trời đang nổi lơ lửng rất nhiều đạo thân ảnh, sơ lược phỏng đoán là có mấy trăm, gần ngàn đạo nhiều. Hơn nữa lúc này mọi người giữa không khí có chút động lại, từng gương mặt một bàng, đều là căng thẳng mà lại mang tham lam, dư quang khóe mắt chết nhìn chằm chằm vậy cổ thụ chọc trời, giống như là đang mong đợi cái gì. Vèo, đây là, bầu trời xa xa truyền đến tiếng xé gió, Trần Phi từ xa tới. Ừ, là hắn, từng đạo ánh mắt sắc bén hướng Trần Phi quét tới, mang không tốt, biết thấy rõ ràng hắn mặt mũi, vậy từng đạo bất thiện ánh mắt, mới tạm thời rời. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cảm nhận được cái này không khí, Trần Phi khẽ cau mày, chợt bên tai truyền tới một đạo truyền âm, Trần Huynh, bên này. Là Long Nghị thanh âm, Trần Phi nghe được sau đó, ánh mắt hướng vậy truyền âm mà đến phương hướng nhìn lại, chợt hơi ngẩn ra, bởi vì hắn lại phát hiện Tề gia bảo các người lúc này thương vong có chút thảm trọng, người so với trước đó ít đi hơn nửa, liền Lý Bàng Bác, Đoạn Thế Sơn hai đứa nhỏ thiên vị đỉnh cấp lúc này trên mình cũng tra tổn thương, chật vật chỗ cách cây lớn xa hơn một chút vị trí. Cùng lúc đó, trên bầu trời, cách vậy cây lớn gần đây vị trí, một nhóm người bóng người chính là đặc biệt là làm chất dẫn người nhìn chăm chú. Một vị người khoác trường bào ông già, tóc phiếm tử, cả người trên dưới nhìn bẩn thỉu, có thể hắn ánh mắt lại hết sức làm người ta không lạnh mà run, giống như là vậy hắc đêm chính giữa u quỷ vậy, cắn người khác, lạnh người. Lạnh như băng. Người này đứng ở đó nhóm người phía trước nhất, gần gũi nhất thần bí kia màu xám cho cây lớn vị trí, ngước đầu, yên tĩnh nhìn bầu trời, vậy sóng gợn, giống như là đang đợi cái gì. Ừ, đột nhiên, hắn giống như là cảm nhận được cái gì, ánh mắt lạnh nhạt di chuyển rời qua, cùng Trần Phi đang đánh giá hắn ánh mắt đụng nhau tới một chỗ, giống như hư không sấm sét, lạnh như băng nở rộ ra. Lại là một đại thiên vị sao? Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, ánh mắt lấy ra, hướng Long Nghị bọn họ chỗ ở vị trí bay đi. Nhìn chằm chằm Trần Phi rời đi hình bóng, vậy tóc tím ông già chân mày thật sâu cau một cái, hồi lâu, đột nhiên hỏi, thằng nhóc kia là ai? Hắn kêu Trần Phi, thường ma lão tổ ngài hẳn nghe nói qua hắn chứ? Ở hắn bên người một đạo hơi thanh âm quen thuộc vang lên, lại là vậy Vạn Thế Điện một trong những cự đầu, Vương Chiến Tâm. Là hắn. Tóc tím ông già chân mày nếp nhăn được sâu hơn, hắn đích xác là biết Trần Phi danh tự này, nhưng bất quá là bởi vì băng ma hầu duyên cớ, nếu không, coi như là Lan gia bị người nào tiêu diệt, vậy đối với hắn mà nói vậy không coi vào đâu, càng không sanh được cái gì hứng thú đi cẩn thận rõ ràng, nhưng bây giờ.
hắn ánh mắt lại để cho ta cảm nhận được nguy hiểm, là cảm giác sao? Tóc tím ông già lại ánh mắt quét một vòng Trần Phi, yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, trừ phi là thật so hắn người lợi hại, nếu không hắn không thể nào sinh ra loại cảm giác này. Xem ra đích xác là cảm giác. Trần Huynh, Trần Đạo Hữu. Gặp Trần Phi hướng bọn họ bay tới, vậy Long Nghị cùng với Lý Bằng Bác, Đoạn Thế Sơn các người mở miệng gọi. Bất quá nhìn ra được, hắn lúc này cửa, là tâm trạng thật có chút thấp. Chuyện gì xảy ra, Trần Phi hỏi. Cây này lên trước có hai cây trái cây rơi xuống, trong đó một viên sau khi mở ra lại là trong truyền thuyết mở tuệ quả. Vậy Long Nghị cười khổ nói. Bất quá hắn nói cũng còn chưa nói hoàn, Trần Phi liền thần sắc kinh dị đem hắn cắt đứt, mở tuệ quả. Đó là có thể làm người ta tu luyện ra thứ hai thần thức vậy mở tuệ quả. Không tệ, vậy Đoạn Thế Sơn gật đầu một cái, chợt hạ thấp giọng, âm ngoan nhìn vậy trên bầu trời lạnh nhạt nói, vốn là cái này mở tuệ quả là chúng ta lấy được, lại bị Thường Ma Lão Tổ đoạt đi, còn giết chúng ta không ít người. Thường Ma Lão Tổ, Trần Phi nghiêng đầu hướng vậy trên bầu trời tóc tím ông già nhìn lại. Nói chính là hắn sao? Lai lịch gì? Nhỏ tiếng một chút, vậy Đoạn Thế Sơn nhắc nhở Trần Phi, lại nói, đó là bốn phương ma môn đại thiên vị lão tổ, tên chữ liền kêu Thường Ma, người ta gọi là Thường Ma Lão Tổ, là cùng chúng ta Tề gia bảo Tề hư trùng lão tổ cùng nổi danh nhân vật. Nguyên lai là như vậy, Trần Phi sáng tỏ gật đầu một cái, lại hỏi, vậy viên thứ hai trái cây chi? Bên trong là cái gì? Không biết, một bên. Vậy Lý Bàng Bác buồn bực lắc đầu một cái, nói, viên thứ hai trái cây cũng bị hắn đoạt đi, cho nên không người biết ở bên trong là cái gì. Là như vậy, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, ánh mắt hướng vậy màu xám cho đại thụ che trời nhìn lại. Một lát sau, hắn chân mày nhưng dần dần nhíu lại. Ngươi phát hiện cái gì? Gặp Trần Phi chân mày càng nhíu càng sâu, vậy một bên, Đoạn Thế Sơn hỏi. Bây giờ còn chưa phải là quá chắc chắn. Bất quá, các người thật chắc chắn đó là thật mở tuệ quả. Trần Phi hỏi. Mọi người nghe vậy ngẩn người. Vậy Đoạn Thế Sơn cau mày nói, người ý của lời này là. Thiên hạ không ăn chùa bữa trưa. Hơn nữa, vậy mở tuệ quả nhưng mà vật trong truyền thuyết, liền huyền thiên vị, tới thiên vị, thậm chí là thánh anh lão tổ cấp cao nhất nhân vật cũng biết động tâm. Cho nên, ta không quá tin tưởng lúc này là thật. Trần Phi yên tĩnh đứng ở nơi đó, đánh giá vậy cây lớn. Chân mày càng nhíu càng sâu. Đây là, trên bầu trời đột nhiên một đạo máu đỏ dáng ngũ sắc thỏng xuống. Rồi sau đó một quả hào quang thẳng ngay Trần Phi chỗ ở vị trí chính là rơi xuống. Ừ, Trần Phi đưa tay chụp một cái, một quả to lớn trái cây huyết sắc liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, mọi người cũng là xôi trào. Là trái cây, viên thứ ba, cũng không biết viên này bên trong sẽ cất giấu kinh người gì bảo vật. Tất cả mọi người ánh mắt đều tràn đầy kích động, vậy có nguy hiểm tham lam. Đi theo, từng đạo thân hình hướng Trần Phi cướp tới. Không nghĩ tới người vận khí thật đúng là được a. Vừa đến cái này, thì có trái cây xuất hiện ở ngươi đỉnh đầu ngay phía trên, đáng tiếc, loại bảo vật này ngươi vô phúc tiêu thụ. Gọi ra, Vương Chiến Tâm khinh miệt nhìn Trần Phi, để cho Trần Phi đem trái cây giao ra. Trần Phi lạnh lùng ngẩng đầu quét mắt hắn, trực tiếp đem Vương Chiến Tâm không thấy. Thừa dịp ta không tức giận trước nhanh lên cút. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Sau đó, bọn họ lại nhìn về phía Trần Phi ánh mắt giống như là gặp được một người ngu. Lúc này, Vạn Thế Điện sớm cùng vậy bốn phương ma môn hợp lưu. Cho nên trước Vương Chiến Tâm lời mặc dù miệt thị người, mặc dù phách lối, có thể hắn lời này nhưng là thay thế bốn phương ma môn lão tổ Thường Ma Lão Tổ nói. Một vị đại thiên vị tồn tại để cho ngươi đem đồ vật lấy ra. Ngươi dám cự tuyệt, đầu óc có cái hố sao? Vương Chiến Tâm cũng là giận dữ ngược lại cười, rồi sau đó lui về phía sau một bước, hướng vậy bốn phương ma môn lão tổ Thường Ma Lão Tổ mang khích bác cười lạnh nói, Thường Ma Lão Tổ ngài nghe được đi, có người, tựa hồ cũng không muốn cho ngươi mặt mũi. Ngươi im miệng, Lý Bàng Bác không nhịn được, khẽ quát một tiếng, trợn mắt nhìn Vương Chiến Tâm một mắt, để cho Vương Chiến Tâm ánh mắt cứng đờ. Ngay sau đó Lý Bàng Bác cắn răng. Hướng Thường Ma Lão Tổ nói, Thường Ma Lão Tổ, các người đều đã cầm hai cây trái cây. Các người ăn thịt, dầu gì cũng để cho chúng ta những người khác này canh chứ. Uống canh, Vương Chiến Tâm châm chọc cười lên, nói, Lý Bàng Bác, như các người Tề gia bảo Tề hư trùng Lão Tổ ở nơi này,
còn có tư cách hướng Thường Ma lão tổ nói những lời này, nhưng bây giờ liền mấy tên phế vật các ngươi ở đây, có tư cách nói những lời này. Ngươi, Tề Gia Bảo các người ánh mắt cứng ngắc, tức giận không thôi, có thể lại không thể làm gì, bởi vì đúng là, Thường Ma lão tổ là đại thiên vị nhân vật, lực áp toàn trường. Bọn họ bên trong không một người có thể cùng đối phương ngồi ngang hàng. Chớ nói chi là nói chuyện gì, uống canh. Thực lực không đủ, đó đích xác là cái gì tư cách cũng không có. Ngươi miệng thật thúi, đây là, một đạo nhàn nhạt châm chọc tiếng vang lên, làm Vương Chiến Tâm sắc mặt lập tức liền khó xem. Một khắc sau, Vương Chiến Tâm mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phi, hung ác nói, ngươi nói gì sao? Một món sát khí, hướng Trần Phi nhào tới. Ta nói ngươi miệng thật thúi, hơn nữa còn cùng một thằng hề tựa như được, làm sao đến kia đều có thể thấy ngươi ở nơi này nhảy đát. Trần Phi bình tĩnh nhìn vậy mặt đầy xanh mét Vương Chiến Tâm, hoàn toàn không thấy sát ý kia, nói ta cuối cùng nói lại lần nữa, cũng có thể làm là ta đang nhắc nhở các người, bây giờ, lập tức cút. Nếu không đợi một hồi sẽ là hậu quả gì, vậy ta liền không bảo đảm. Cập nhật mau. Rào rào. Nghe vậy, mọi người một hồi xôn xao. Thằng nhóc này điên rồi sao? Hắn cho là hắn là ai, nói như vậy. Vương Chiến Tâm chính là vạn thế điện một trong những cự đầu, tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Coi như hắn từng diệt Lan ra, nhưng cũng là mượn cường giả thần bí kia lực lượng, nếu không, hắn là thứ gì? Ha ha, thật là thứ không biết chết sống. Hôm nay vạn thế điện, bốn phương ma môn tạm thời kết minh, hơn nữa Thường Ma lão tổ cũng ở đây, hắn còn dám lớn lối như vậy, thật là tự diệt vong. Từng đạo xì xào bàn tán, từng đạo châm chọc, cơ hồ không người coi trọng Trần Phi lúc này phách lối, vì vậy, Vương Chiến Tâm cười, mặt đầy châm chọc cười, nói. Ha ha, ta thừa nhận ngươi cái miệng này đích xác là lợi hại, bất quá, ngươi chẳng lẽ quên ban đầu trận chiến ấy, ngươi là như thế nào chật vật giống như một chó chết chủ sao? Để cho ta Vương Chiến Tâm cút, ngươi sợ rằng còn không có vậy tư cách. Ở sau lưng hắn, vô luận là vạn thế điện cường giả. Vẫn là bốn phương ma môn cao thủ đều là sắc mặt càng ngày càng lạnh, không tốt nhìn Trần Phi, động sát tâm. Như vậy chính là bọn họ hai thế lực lớn hợp lưu cường thịnh thời điểm, há lại cho người khác ở bọn họ trước mặt như vậy đùa bỡn uy phong. Bất quá, vậy tóc tím ông già Thường Ma lão tổ nhìn Trần Phi ánh mắt nhưng có chút kỳ quái. Hắn nhíu chặt mày, nhìn Trần Phi, từ đầu chí cuối, cũng không nói chuyện. Xem ra ngươi là muốn tìm cái chết hả? Trần Phi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Vương Chiến Tâm, con mắt nhỏ tránh nói. Có bản lãnh ngươi thử một chút, Vương Chiến Tâm căn bản không tin, khinh miệt nói, tràn đầy khiêu khích. Được, nhưng mà Trần Phi lần trả lời này nhưng rất đơn giản rõ ràng. Một cái chữ tốt, Trần hắn bước ra, ánh mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Vương Chiến Tâm, người sau đột nhiên cảm thấy cả người cũng không thoải mái, giống như là bị cái gì kinh khủng đồ theo dõi như nhau. Đáng chết! Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Chiến Tâm lúc này mới biết sắc mặt thay đổi, kinh nghi. Cùng lúc đó, Thường Ma lão tổ trong mắt cũng là toát ra đáng sợ tinh mang, nhìn chằm chằm Trần Phi trên người chập chờn. Thật là mạnh. Nói đừng tới phiền ta. Bất quá nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy được, vậy ta tác thành ngươi chính là. Trần Phi chậm rãi nói, trực tiếp một bước vượt qua ra, kiếm ý tràn ra tới, mang theo uy thế kinh khủng. Làm vậy chung quanh hơi đứng hơi gần người cũng lập tức đạp đạp lui về sau hơn mấy chục gạo. Cái gì, mọi người sắc mặt đại biến, con người hơi chăm chú, sao, làm sao biết. Uy thế này, thật là mạnh. Cùng lúc đó Vương Chiến Tâm cũng là sắc mặt thay đổi, thất kinh, từ Trần Phi trên mình cảm nhận được rất nguy hiểm chập chờn, đem hắn cả người quần áo thổi được cuồng loạn loạn bay lên, hết sức chật vật. Nhất thời, hắn chân mày chặt chặt nhíu một cái, theo bản năng muốn né tránh. Tạm lui, có thể chỉ ngay tức thì hắn lại bỏ đi lui ý niệm, bởi vì hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, hắn nhưng mà vạn thế điện cự đầu một trong những nhân vật, làm sao có thể lui. Hơn nữa, hắn từng chính mắt gặp qua Trần Phi thực lực, bất quá như vậy, cho nên hắn thật không tin Trần Phi có thể là hắn đối thủ. Chớ đừng nói có thể làm gì hắn. Nghĩ đến đây, hắn trên mặt lần nữa có tự tin, lạnh lùng vẻ. Tự tìm đường chết đồ, cút đi. Vương Chiến Tâm giận quát một tiếng, cả người huyết khí điên cuồng phun trào, một giây kế tiếp, hắn cuồng phách quả đấm trực tiếp là oanh đánh ra, hóa thành một đạo hư ảo quyền ảnh, đánh phía Trần Phi đầu. Nhưng mà, phịch một tiếng, hắn cái này cuồng phách quả đấm rơi vào Trần Phi trên mình sau đó,
tất cả mọi người sắc mặt cũng vào giờ khắc này hoàn toàn thay đổi. Cái gì, điều này sao có thể? Có người khó tin nhìn vậy đánh vào Trần Phi trên thân thể quả đấm, người sau thân thể không chỉ có không chút tổn hao nào, thậm chí liền lay động một chút, cũng không có. Ngươi là ở cho ta cù lét ngứa. Trần Phi ánh mắt tiến lên đón Vương Chiến Tâm run rẩy con ngươi, lạnh lùng nói, chợt, một cổ kinh khủng kiếm ý chính là từ trong cơ thể hắn biến dạng đi ra, hướng Vương Chiến Tâm lan tràn bao phủ ra, xì xì xì. Máu tươi bão táp, vô tận kiếm ý phá hủy, biến dạng hạ, Vương Chiến Tâm trực tiếp là bị chém bị thương, máu tươi đầm đìa. Ngươi, ngươi, Vương Chiến Tâm con ngươi tràn đầy rung động, bị máu nhiễm đỏ, muốn lui về phía sau. Nhưng sau đó một cổ đáng sợ khí cơ nhưng đem hắn hoàn toàn phong tỏa, làm hắn trốn không thể trốn. Chạy cái gì, Trần Phi đi bộ, bình tĩnh hướng vậy muốn xoay người chạy trốn Vương Chiến Tâm đi tới. Ta, Thường Ma lão tổ cứu ta. Vương Chiến Tâm cổ giống như là bị người bóp, phát ra khó mà phân biệt kinh hãi thanh âm, chợt, làm hắn thấy Trần Phi càng ngày càng gần sau đó, hắn không nhịn được hướng một bên Thường Ma lão tổ cầu cứu. Cái này... Thấy tình cảnh này, nghe vậy, mọi người sắc mặt cũng thay đổi nữa, tái nhợt, Vương Chiến Tâm nhưng mà vạn thế điện một trong những cự đầu, tiểu thiên vị cường giả đỉnh phong, bây giờ nhưng lại có thể sẽ cầu xin tha thứ. Cái này, vậy làm sao sẽ? Mà Thường Ma lão tổ nghe được Vương Chiến Tâm cầu cứu do dự một chút, chợt bước chân đạp đi ra, ngăn ở Trần Phi trước mặt, mặt không chút thay đổi nói, đủ chứ? Cái gì đủ rồi? Trần Phi lạnh lùng nhìn Thường Ma lão tổ, nói. Hắn ở nhiều người như vậy trước mắt mất thể diện, còn bị ngươi bị thương, trừng phạt coi như là quá nhiều, cho nên, đủ chứ? Thường Ma lão tổ lạnh lùng nói. Ngươi là đang cùng ta giảng đạo sao? Trần Phi cười một tiếng, chợt châm chọc nhìn đối phương, nói tránh ra. Ngươi có ý gì? Thường Ma lão tổ ánh mắt cứng đờ, lạnh lùng nhìn Trần Phi, người này, lại không định cho hắn Thường Ma mặt mũi. Lời giống vậy ta chỉ nói hai lần, sẽ không còn lần thứ ba. Tránh ra, Trần Phi bình tĩnh nhìn đối phương, có thể Thường Ma lão tổ chẳng biết tại sao cả người lại dùng mình một cái, cảm nhận được nguy hiểm hơi đất tức. Ngươi, Thường Ma lão tổ khiếp sợ nhìn Trần Phi, lần thứ hai, nguyên trước khi tới lần đó, cũng không phải là ảo giác gì. Trần Phi nhìn đối phương, trong con ngươi lóe lên lãnh mang. Làm sao đến chỗ nào đều có ngươi loại này nghe không hiểu tiếng người người. Trần Phi lạnh lùng nói chuyện. Làm Thường Ma lão tổ con người âm ngoan ngưng ngưng, có thể tiếp theo, Trần Phi bàn tay chậm rãi nâng lên, một luồng ánh sáng đen lóe lên, hắc quang quá đao xuất hiện ở trong tay hắn. Xì, kinh khủng kiếm ý liễu đi vòng ra, tràn ngập ở hắc quang kia quá lưỡi đao trên đỉnh núi, cực kỳ đáng sợ. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Thường Ma lão tổ chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng nổi lên chút gợn sóng, thậm chí có chút hối hận là một cái Vương Chiến Tâm, mà cùng Trần Phi đối mặt. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác thằng nhóc này có chút yêu quái. Nhưng mà ngay tại lúc này, một giây kế tiếp, hắn đột nhiên con ngươi co rúm một cái, một đạo người da đen sắc bén mũi nhọn, thẳng tắp từ hắn trước mắt mau như tia chớp chém tới. Cùng lúc đó Trần Phi lãnh đạm thanh âm vọng về ở hắn bên tai, cút đi. Lão già kia, phịch, một kiếm này đem Thường Ma lão tổ trực tiếp là phách bay ra ngoài, như rơi xuống đất sao rơi ở trên vùng đất kia chợt đi mấy chục ngàn gạo. Lưu hành thật sâu rãnh, để cho người ánh mắt run rẩy, nhìn mà sợ. Ưng ực Trần Phi ngươi, gặp một màn này, vậy Long Nghị cổ họng phun trào, hung hăng nuốt nước miếng một cái, rồi sau đó trên mặt trực tiếp là hiện ra hoang đường vẻ, vô luận như thế nào cũng khó mà tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này là thật. Đây chính là Thường Ma lão tổ, đại thiên vị nhân vật, nhưng bây giờ lại bị Trần Phi một kiếm cho chém, phách bay ra ngoài chục nghìn mét, đây quả thực quá không chân thật. Cho người cảm giác giống như là đang nằm mơ. Bây giờ không người có thể lại tới cứu ngươi chứ? Trần Phi ánh mắt rơi vào vậy con ngươi run rẩy, trắng bệch Vương Chiến Tâm trên mặt, bàn tay nâng lên, khoảnh khắc gian, một cổ tan biến hết thảy kiếm đạo lực lượng ở trong tay hắn hắc quang quá trên đao toát ra, chỉ có bị lực lượng này tập trung vào Vương Chiến Tâm mới có thể thiết thân cảm nhận được, vậy tuyệt vọng, vậy sợ hãi. Không, thả ta, van cầu ngươi, thả qua ta. Vương Chiến Tâm hoàn toàn sợ hãi đứng lên, cầu xin tha thứ. Đừng lấy là ta không biết, chuyện lần trước cùng ngươi có liên quan hệ chứ. Ngươi bây giờ phạm đến ta trong tay, còn muốn chạy sao? Trần Phi cầm hắc quang quá đao rơi vào Vương Chiến Tâm trên cổ, nhàn nhạt nói.
Vậy, đó không phải là ta, là Giang Vạn Lý, là hắn muốn giết ngươi, ta chẳng qua là thay thế truyền lời. Vương Chiến Tâm mặt cũng liếc, lắp bắp nói. Vậy ngươi bây giờ còn có gặp qua hắn, biết hắn ở đó sao? Trần Phi sắc mặt châm chọc, nhàn nhạt nói. Vương Chiến Tâm sắc mặt cứng đờ, hôm nay chàng diện này gây ra động tĩnh lớn như vậy, Giang Vạn Lý không có thể không biết, nhưng là, hắn nhưng vẫn không gặp đối phương hiện thân, vậy chỉ có một giải thích. Đó chính là Giang Vạn Lý đã chết, bị đối phương giết. Giọt, giọt, lưỡi đao đâm vào hắn cổ chính giữa, tí tách, máu tươi nhỏ giọt xuống đất, khoảnh khắc gian liền đem trên vùng đất kia dính vào màu đỏ nhàn nhạt, lộ vẻ được phá lệ rõ ràng. Không, không muốn, Vương Chiến Tâm cầu xin tha thứ thanh âm cũng trở nên yếu đi, bởi vì có một cổ đáng sợ kiếm ý ở trong cơ thể hắn vặn cổ, diệt tuyệt hắn sức sống. Tạm biệt, Trần Phi cầm kiếm vung lên. Một cái đầu người rơi xuống đất, nhiều người trái tim người không khỏi hung hăng run rẩy. Vương Chiến Tâm, chết. Cùng lúc đó, vậy phế tích chính giữa Thường Ma lão tổ cả người chật vật mở lên đá lớn, đứng lên. Bất quá làm hắn thấy Vương Chiến Tâm đã chết thời điểm, sắc mặt lập tức là cứng đờ, chợt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh nhạt nói, thật là ác độc thủ đoạn. Làm sao, ngươi không phục? Trần Phi chuyển nhìn lại hắn, trong miệng khạc ra một giọng nói. Để cho ánh mắt của đối phương lại là cứng đờ, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, giống như bị bỏ rơi một cái bạt tai nặng nề. Cùng lúc đó, những người khác lại lần nữa nhìn về Thường Ma lão tổ, ánh mắt cũng là trở nên có chút cổ quái. Thường Ma lão tổ chính là bọn họ võ thành năm lớn một trong bá chủ, bốn phương ma môn đại thiên vị nhân vật, từ trước đến giờ là người trên người chi tư, hoành hành bá đạo thói quen, bây giờ lại bị người chỉ lỗ mũi hỏi, không phục. Đây coi là cái gì? Cùng lúc đó, mọi người lại đi hướng Trần Phi, ánh mắt cũng là đổi được thật sâu chấn động, cùng với kính sợ. Chỉ có thực lực, mới có thể có được tôn trọng, tại tu chân giới, đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Hừ, sát theo, Thường Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, lại rồi sau đó phất tay áo rời đi, mọi người chấn động, khó tin. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, nhưng thật giống như chuyện đương nhiên. Hôm nay xem ra, Trần Phi thực lực sâu không lường được. Hơn nữa còn là một lòng dạ ác độc người, một lời không hợp, Vương Chiến Tâm sẽ không có. Duy nhất có thể trái cây cùng người như vậy đối với, thật sự là không quá sáng suốt, vậy không cần phải. Hừ, gặp Thường Ma lão tổ rút đi, Trần Phi vậy không lựa chọn tiếp tục là địch. Tới một cái đối phương không phải người yếu, thứ hai bọn họ vậy không việc gì sống chết mâu thuẫn, hắn tâm tư không ở trên người đối phương, cho nên vậy không cần phải tiếp tục giằng co. Dù sao vậy chướng mắt Vương Chiến Tâm vậy đã chết, nhìn cái này trước đây không lâu từng hơn xa tại hắn tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật hôm nay nhưng ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, tùy tiện bị giết chết, Trần Phi cảm giác một hồi sảng khoái. Đây mới là lột xác à, thật là thống khoái. Cùng lúc đó, gặp Thường Ma lão tổ lại lựa chọn rút đi, đám người một hồi trầm mặc, chợt cũng không dám lại hướng Trần Phi bên này trông lại, chớ đừng nói dòm ngó vậy chờ mang theo xúc phạm tính chất cử động. Bọn họ không dám, liền Thường Ma lão tổ bực này đại thiên vị nhân vật đều lựa chọn cúi đầu, bọn họ những người này coi như cái gì? Bất quá là con tép thôi. Trần huynh, người thực lực bây giờ thật là càng ngày càng kinh khủng, nếu như ta gặp được, sợ rằng một chiêu cũng sẽ bị ngươi giết chết. Thấy tình cảnh này, vậy Tề Gia Bảo Long Nghị thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi cười khổ nói. Tên này đơn giản là một quái vật, quá ngoại hạng. Ừ. Vương Chiến Tâm thực lực không kém cùng bọn ta, thậm chí còn muốn so với ta hai người thoáng lợi hại hơn. Có thể hắn ở Trần huynh ngươi trước mặt, nhưng không chịu nổi một kích. Thật là quá mạnh mẽ. Trần huynh ngươi bây giờ thực lực hẳn không thua gì với Tề Hư Trùng lão tổ chứ. Vậy Đoạn Thế Sơn sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, kính sợ nhìn Trần Phi. Mới vừa rồi Trần Phi động lúc giết người, vô luận là kiếm kia ý, hoặc giả là màu tím hà thải. Cũng làm bọn họ cảm nhận được không gì sánh kịp run sợ sợ hãi. Quá đáng sợ, lực lượng kia ở bọn họ xem ra thật là không cách nào ngăn cản, giống như là đối mặt đại thiên vị cường giả như vậy không có sức. Hi hi, các người sợ cái gì? Trần huynh thực lực càng mạnh, chúng ta mới vượt hẳn cao hứng hơn. Trần huynh mau đưa trái cây mở ra, xem bên trong kết quả là cái gì sao? Có thể cùng vậy mở tuệ quả như nhau sao? Ngược lại là vậy Lý Bàng Bác chưa thấy được có cái gì, hì hì hưng phấn cười, chỉ muốn biết trái cây làm kết quả giấu là bảo bối gì. Đừng có gấp, gấp làm gì. Tới đi, ta cũng muốn biết trong này kết quả là giấu thứ gì.
Trần Phi khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt dừng lại ở hắn vậy to lớn trái cây huyết sắc lên, xì một tiếng, một đạo kiếm khí chém qua, trái cây vỏ ngoài trực tiếp là bị tràn ra, một món thấm vào lòng người mùi thơm khí sau đó chảy ra. Đây là mùi gì? Rất thơm, Long Nghị ánh mắt chăm chú nhìn vậy nứt ra trái cây, đánh hơi được mùi thơm kia, lẩm bẩm nói. Xem ra là có thứ gì tốt à? Mở ra, trái cây mở ra. Vậy Lý Bàng Bác hưng phấn nói. Cùng lúc đó, vậy bể thành liền hai nửa trái cây huyết sắc vỏ ngoài rối rít rơi xuống đất, một món trắng phao sáng mở đi theo giống như là sương mù vậy lan tràn ra, giống như tơ lụa, lại thích tựa như băng lụa màu, đem trái cây làm vật thể bọc, nâng lên, làm sau đó liền hiện ra một đạo quang ảnh, tựa như hình cầu, cỡ quả đấm, kiều diễm ướt át, thấu triệt lửa đỏ. Là một quả đỏ tươi trái cây. Thấy trái cây, Trần Phi mí mắt ngay tức thì là co quắp một cái, lẩm bẩm nói, lửa trời thần quả. Cái gì? Vậy Long Nghị các người không có nghe rõ Trần Phi nói, nghi ngờ nói. Ta là, đây là lửa trời thần quả. Trần Phi thả chậm ngữ tốc, gần từng chữ một, nhưng giọng nói kia tựa hồ liền hắn cũng không tin đây là thật. Cái gì, lửa trời thần quả? Nghe được lời này, vậy Long Nghị không biết là cái gì, thậm chí liền Lý Bàng Bác đều giống như không biết. Nhưng mà, vậy Đoạn Thế Sơn nhưng ngay tức thì hoảng sợ thất sắc, giống như là gặp quỷ vậy, làm lộ vẻ xúc động. Ngươi biết đây là cái gì? Lửa trời thần quả, đây là cái đồ gì? Vậy Lý Bàng Bác gặp Đoạn Thế Sơn giống như là biết, liền vội vàng hỏi. Vậy Đoạn Thế Sơn thở một hơi thật dài, khó tin nhìn Trần Phi trái cây, lẩm bẩm nói, ta từng ở cổ tịch làm gặp qua nói hai tiếng nói như vậy miêu tả. Lửa trời thần quả, là đời này thánh dược, chỉ một quả, có thể tạo ra được một vị thánh nhân. Cái gì? Vậy Lý Bàng Bác, Long Nghị, đạt tới phía sau bọn họ Tề ra bảo mọi người trực tiếp là ngu. Thánh nhân là cái gì? Đây chính là chân quân cảnh trở lên, thánh anh tầng thứ cao nhất nhân vật, được gọi là thánh nhân. Dù là bọn họ đã từng cũng đã gặp qua rất nhiều cao tầng thứ cường giả, có thể vậy không thượng tầng thánh nhân, bọn họ vẫn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là, một quả này trái cây, liền có thể tạo ra được vậy chờ vô địch tồn tại. Điều này sao có thể? Vậy Long Nghị đánh giật mình một cái, không nhịn được nói ta, chúng ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Cái loại đó vật tuyệt thế, sao có thể xuất hiện ở đây loại địa phương? Cho dù là ban đầu Thiên Nguyên Tông, vậy không có nghe nói có thánh nhân tầng thứ nhân vật tồn tại à? Vậy Lý Bàng Bác, Đoạn Thế Sơn hai trên mặt người cũng là có giống vậy hoang đường vẻ, lòng suy tính đều có chút dừng lại. Mở tuệ quả vậy chờ kỳ quả mặc dù chân quý, khá vậy còn có thể làm bọn họ tiếp nhận, nhưng cái này lửa trời thần quả. Liền thật sự là có chút quá phóng đại, đừng nói là bọn họ ngoại vực, cho dù là toàn bộ cổ quốc cũng không quá có thể tồn tại loại này thánh quả. Kiềm Nam cổ quốc không như vậy nội tình. Trần Phi không có trả lời, mà là ánh mắt chặt chặt rơi vào trái cây lên quan sát, thật lâu sau đó, hắn chân mày đột nhiên nhíu một cái, lẩm bẩm nói, ngày này hỏa thần quả có vấn đề. Có vấn đề gì, vậy Long Nghị các người lúc này mới thật giống như thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Trần Phi không lên tiếng, mà là thân ở trái cây chóp đỉnh điểm hai cái, nhất thời, huyết quang một chuyển, trái cây rào rào một tiếng lại biến thành một cái màu máu rắn độc, như lợi kiếm vậy vọt hướng Trần Phi cổ, dương ra răng nanh, muốn cắn. Phịch, đây là, một đạo màu tím hà thải nhưng lại là so huyết sắc kia rắn độc động tác nhanh hơn. Hóa thành cây kéo đem độc xà kia cắt thành hai đoạn, lại bộc phát ra tinh mang, đem hoàn toàn nghiền nát ở hư không. Một màn này chỉ phát sinh ở ngay lập tức bây giờ, rất nhanh, bất quá lúc này Trần Phi mắt nhưng nổi lên lau một cái hiểu ra vẻ. Huyễn ma huyết cây, Trần Phi ngửa đầu nhìn bụi cây kia chọc trời màu xám cho cây lớn, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới lại bị lừa gạt, lại là huyễn ma huyết cây. Xem ra chỗ này chắc là vậy sống lại người bế quan chỗ. Cái gì, Trần huynh ngươi nhìn ra cái gì sao? Vậy Đoạn Thế Sơn lại không nhịn được hỏi. Mới vừa rồi vậy trái cây là giả. Sợ rằng trước các người nhìn thấy vậy mở tuệ quả cũng giống vậy. Vô luận là mở tuệ quả, hoặc giả là lửa trời thần quả, vậy cũng không nên là Kiềm Nam cổ quốc có thể xuất hiện đồ. Không có người thành thánh đất nước, căn bản không cái loại đó nội tình. Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Dứt lời, lại gặp Trần Phi hơi dừng lại một chút, nói. Ngoài ra, các người nếu là tin lời của ta, bây giờ liền từ nơi này rời đi. Hẳn muốn không được bao lâu, chỗ này,
thì phải không yên ổn. Rời đi, Long Nghị, Lý Bàng Bác, Đoạn Thế Sơn các người trố mắt nhìn nhau. Hồi lâu, vậy Đoạn Thế Sơn hung hăng cắn răng, nói, đã như vậy, chúng ta đi ngay bây giờ. Trần huynh người chú ý an toàn. Dứt lời, Tề Gia Bảo người xoay người nhanh chóng rời đi khu vực này. Bất quá Trần Phi vẫn là lưu lại, hắn một người. Mà bọn họ lúc này động tĩnh, vậy đưa tới không ít người chú ý. Ồ, Tề Gia Bảo những người đó làm sao rời đi, bọn họ không tranh vậy còn dư lại thần thụ trái cây sao? Hẳn là biết kiếm không tới đi, bốn phương ma môn thường ma lão tổ ở nơi này, vậy họ Trần người cũng ở đây, không ra ngoài dự liệu, sau đó thần thụ kia lên rớt xuống trái cây cũng biết bị bọn họ lấy đi. Chúng ta, đồng dạng là không tư cách tranh. Ai, cũng vậy, thường ma lão tổ nhưng mà đại thiên vị nhân vật, ai dám chọc. Trừ vậy họ Trần người, hắn thực lực không kém tại thường ma lão tổ, hơn phân nửa cũng là vậy tầng thứ nhân vật. Nếu không chúng ta vậy đi thôi. Thần thụ kia trái cây tuy tốt, không lấy được cũng không dùng à. Cũng vậy, vậy thì đi đi. Một hồi như vậy rối rít tiếng nghị luận, lại có chút ít người rời đi. Bất quá, lựa chọn lưu lại người vẫn là chiếm đa số. Người, chỉ cần là bị tham lam che mắt tâm trí, như vậy thì coi như là trong 1%, 0,1%, một phần vạn hy vọng, bọn họ vậy sẽ chọn đụng một cái. Đây cũng là nhân tính nhược điểm, may mắn tâm lý. Thời gian như nước chảy vậy nhanh chóng chết. Mấy ngày sau đó, vậy huyễn ma huyết cây lại là rơi xuống mấy quả to lớn trái cây, đản lạ thường bảo, che đậy mọi người. Đối với lần này, Trần Phi không có đi tranh, chẳng qua là lẳng lặng nhìn, làm người ta kinh ngạc, bất quá bảo vật ngay đầu, vậy không ai có tâm tư đi quản hắn rốt cuộc tại sao không tranh. Chỉ có thường ma lão tổ, hắn ở thấy Trần Phi đoạt một lần cái này bảo thụ trái cây sau đó, lại liền không giải thích được không cãi. Lòng hồ nghi, cũng là có chút bất an, kỳ quái. Vậy vì vậy, đến phía sau, hắn lại cũng buông tha đi tranh đoạt trái cây, mà là mặc cho những người khác đi giành mua, rối loạn chém giết, chính hắn thì lựa chọn làm trên vách xem. Thấy tình cảnh này Trần Phi tối tăm đánh giá thường ma lão tổ, lắc đầu cười lạnh nói, bây giờ biết không đúng lắm. Đáng tiếc, người vẫn là lòng quá tham. Lại qua một ngày, thần thụ kia truyền xuống dị động. Thần bí kia sóng gợn làm. Một cổ dâng trào, cường hãn hơi thở, ùn ùn kéo đến vẩy xuống. Làm tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái. Được, thật là mạnh, khí thế kia là cái gì? Liền thường ma lão tổ sắc mặt đều có chút thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm thần bí kia sóng gợn làm, cái này thật ra thì liền hắn đều cảm giác sợ hãi, chèn ép tính quá mạnh mẽ. Cho nên, kết quả này là cái gì? Khí thế kia, hẳn là không sai, ngàn năm trước nhân vật. Thiên Nguyên Tông khai phái tổ sư, rốt cuộc phải sống lại liền sao? Trần Phi chết nhìn chằm chằm vậy bầu trời nước xoáy chập chờn, ánh mắt hơi đổi một cái, chợt lớn tiếng nói, không muốn chết người nhanh lên rời đi. Đây là một cái thành thật khuyên. Nhất thời bầu trời một hồi yên tĩnh, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Không muốn chết người nhanh lên rời đi. Lời này, có ý gì, hiểu rõ trận đuổi người sao? Trần tiền bối, tuy nói người thực lực cao mạnh. Có thể cái này bây giờ cũng không phải là chỉ có một mình ngươi đại thiên vị nhân vật, thường ma lão tổ cũng ở đây. Bá đạo như ngươi vậy, hiểu rõ trận đuổi người, có phải hay không thật là quá đáng. Có người núp ở đám người lớn tiếng nói, giấu đầu lòi đuôi, không dám lộ ra bộ mặt thật, nghi ngờ Trần Phi lời này mục đích. Mà thấy có người ra mặt, còn lại những cái kia cường giả đứng đầu cũng là rối rít lên tiếng, ở trước mắt loại cám dỗ này hạ. Trần Phi hiển nhiên không thể nào đem tất cả mọi người đều rung động. Ngược lại thì thường ma lão tổ lòng bất an sâu hơn, nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Trần Phi quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, không thể trả lời. Vốn là hắn còn muốn tốt bụng làm chuyện tốt hơn, nhưng bây giờ không người lĩnh tình của hắn. Thôi, đã như vậy, vậy còn là chết sớm sớm siêu sinh được. Ngươi! Gặp Trần Phi như vậy coi thường hắn thái độ, thường ma lão tổ không nhịn được nổi giận, căm tức nhìn Trần Phi. Nhưng lúc này, dị biến phát sinh. Vậy bầu trời sóng gợn đột nhiên vặn vẹo, rồi sau đó, lại là có một đạo bóng người từ vậy làm xuất hiện. Tất cả mọi người nhất thời con ngươi co rúm một cái, chết nhìn chằm chằm người kia xuất hiện. Đáng chết, vậy chi tại sao có thể có người? Là ai? T, đó không phải là Vũ Chiến sao? Vũ Chiến? Cái nào Vũ Chiến,
Đợi một chút, ngươi nói là vạn thế điện lôi trận khách, vũ chiến. Nói nhảm, trừ hắn còn có ai? Hắn làm sao biết từ trong đó đi ra? Mọi người hoàn toàn xôi trào, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới thần bí kia sóng gợn làm đi ra bóng người lại là vũ chiến. Nhất tỉnh lưu lượng, chạm. Vũ chiến, võ thành tuổi trẻ nhất đại xếp thứ yêu nghiệt nhân vật, bất quá hôm nay mà nói hẳn là đệ nhất, hắn đến từ vạn thế điện, có cái thước hiệu tên là lôi trận khách. Người này là duy nhất một có thể ở chân nhân cảnh tầng 5 làm bị thương tiểu thiên vị quái vật. Liền ngay cả võ thành một vị khác mọi người đều biết yêu nghiệt, thôi ra ám ma thôi minh, cũng đều không có làm đến như vậy sự việc, nhưng hắn lôi trận khách vũ chiến, nhưng làm được. Có thể hắn hôm nay tại sao phải từ thần bí kia sóng gợn làm đi ra, hắn trước, không phải tiến vào vậy sấm thúy thần hà truyền thừa bí cảnh làm đi sao? Chẳng lẽ nói vậy chi, có thông hướng thần bí này sóng gợn đường tắt? Mà như vậy, thần bí này sóng gợn khi bọn hắn trước một mực dự đoán bảo vật, há chẳng phải là bây giờ đều đã rơi vào hắn vũ chiến. Nghĩ đến đây, một ít người ánh mắt không khỏi máu đỏ, bắt đầu ghen tị. Có người trực tiếp quát lạnh. Vũ chiến, người ở nơi đó mặt đều được cái gì? Toàn giao ra, tha cho người khỏi chết, nếu không. Cái này lên tiếng người chính là vị uy tín lâu năm tiểu thiên vị cường giả, thực lực rất mạnh. Ít nhất đối với Long Nghị bọn họ bực này tuổi trẻ nhất đại mà nói, là cơ hồ không cách nào chân chính tồn tại. Có thể lần này, hắn nói cũng còn chưa nói hết, một tích tắc này, một đạo như quỷ mị bóng người, đột nhiên thuấn gì vậy nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền. Không, phải nói là một móng đánh ra, một quyền kia, tựa như là tinh thần nổ tung, bạo phát ra làm người ta sợ hãi lực lượng đáng sợ. Phịch, một chảo này có lực lượng có thể nói là cực độ đáng sợ. Thường ma lão tổ đều là mặt liền biến sắc, một giây kế tiếp, một quyền này hung hăng đánh vào vậy tiểu thiên vị nhân vật ngực, một tiếng rên, máu tươi bão táp, thân thể của người kia cơ hồ là ở ngay tức thì liền nổ tung mở, hóa là vô số máu thịt. Làm một màn này ước chừng phát sinh, lại sẽ đi qua liền một giây đồng hồ sau đó, trong trời đất này đông đảo cường giả mới đột nhiên tỉnh hồn, sắc mặt biến. Bọn họ ánh mắt chết nhìn chằm chằm vậy như quỷ mị ra người, trên mặt. Là hiện đầy hoang đường cùng với kinh hãi. Bởi vì vậy ra người, lại là vũ chiến. Vũ chiến, ngươi làm gì? Đông đảo cường giả không nhịn được phẫn nộ quát, vũ chiến hành động này, há chẳng phải là muốn đắc tội tất cả mọi người. Không chỉ có như vậy, liền vậy vạn thế điện mọi người cũng có chút sắc mặt đổi được kỳ quái. Bọn họ kỳ quái không phải vũ chiến sẽ giết người, mà là vũ chiến có thể giết được chết đối phương. Còn nữa, vũ chiến không phải trận pháp sư sao, nhưng bây giờ hắn thân xác tại sao phải như vậy lợi hại? Một quyền, liền làm vậy tiểu thiên vị nhân vật chết oan uổng. Nhưng mà, đối mặt với trong trời đất này đông đảo cường giả khí thế phong tỏa, đã tới lời nói nghi ngờ, vũ chiến nhưng chỉ là tuét miệng cười một tiếng, chẳng qua là cái này cười, nhưng lộ vẻ được phá lệ lạnh người, âm u. Vèo, một giây kế tiếp, hắn hơi nghiêng đầu, tay áo bào vung lên. Sau đó liền gặp vậy đầy trời máu thịt trực tiếp là đổ cuốn lại. Vũ chiến há miệng một cái, lại trực tiếp là đem vậy bị trộm cuốn tiểu thiên vị nhân vật máu thịt nuốt. Nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ, tim giật mình, rồi sau đó chợt toàn thân phát rét đứng lên. Cái này vũ chiến điên rồi sao? Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người, giữa trời đất, đều là vào lúc này đổi được yên tĩnh như chết. Vũ chiến, ngươi, vạn thế điện người kinh hãi muốn chết nhìn vũ chiến, ở bọn họ trong mắt, bọn họ biết vũ chiến tuyệt sẽ không làm ra như vậy sự việc, nhưng hôm nay, tại sao? Tại sao vũ chiến lại sẽ ở bọn họ trước mặt nuốt ăn thịt người máu thịt? Nên biết cho dù là bốn phương ma môn vậy chờ từ dự là ma môn thế lực, đều rất thiếu dám ở như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, làm ra như vậy có làm trái người thường sự việc. Bởi vì, đây quả thực là mất trí. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, thường ma lão tổ cũng có chút kinh nghi bất định, nhìn bầu trời cổ quái kia vũ chiến, buột miệng thấp giọng mắng. Ăn người máu thịt, cái này ở hắn xem ra cũng chưa thấy được có cái gì, nhưng là, lúc này vũ chiến trên mình khí thế kia, vô cùng lạnh như băng, vô cùng lạnh lùng, thậm chí liền hắn đều có loại nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Đây mới là hắn cảm giác nhất bất an, nhất tim hồi hộp địa phương. Ha ha. Ha ha ha, mà nhìn vậy đếm không hết cặp mắt ở hắn trước mắt đổi được sợ hãi, né tránh, vũ chiến nhưng là đột ngột nhọn cười gằn.
vậy nguyên bản thô cuồng mặt mũi, lúc này vậy lộ vẻ được có chút âm u, giống như là con bò cạp vậy. Ngươi không phải Vũ Chiến, ngươi kết quả là ai? Rốt cuộc có người không nhìn được giận uống, là vậy Vạn Thế Điện cao. Lúc này Vũ Chiến biểu hiện làm bọn họ vô cùng là xa lạ, cho nên bọn họ khẳng định, đây cũng không phải là Vũ Chiến. Nhưng mà, nghe vậy, Vũ Chiến nhưng mặt lộ nụ cười cổ quái, nói, làm sao, suối trưởng lão, ngươi không nhận biết ta sao? Ngươi, vậy gầm thét người con ngươi co giúp một cái, không dám tin nhìn Vũ Chiến, cái này tại sao? Hắn thật là Vũ Chiến. Chấm hỏi, tất cả mọi người ánh mắt ngưng ngưng, tên này, làm sao sẽ biến thành như vậy? Không thể không nói, ngươi thật đúng là lợi hại. Sống lại làm người bực nào khoáng cổ tuyệt kim, ngươi lại có thể đè qua hắn thần thức, nắm trong tay hắn thân thể, lợi hại, thật lợi hại. Đây là, một đạo thanh âm bội phục truyền tới, làm Vũ Chiến ánh mắt cuối cùng là hơi rụt một cái. Vũ Chiến xoay người lại, ánh mắt hơi híp rơi vào Trần Phi trên mình, quan sát hồi lâu, mới liếm môi một cái, âm lãnh nói, ngươi là ai? Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể biết phá hắn bí mật. Ta là ai? Nha, quên tự giới thiệu mình, ta là Trần Phi, người biết không? Trần Phi cười nhạt nói. Trần Phi, Vũ Chiến lông mày nhướn lên, chợt cười, nói, nguyên lai là ngươi, có thể bằng sức một mình, tiêu diệt Lan gia, ngươi cũng coi là có chút bản lãnh, bất quá cùng ta so với ngươi, ngươi tựa hồ còn chưa đủ à? Vừa nói, Vũ Chiến ánh mắt đổi được nguy hiểm, như bò cạp vậy, rơi vào Trần Phi trên mình, âm u cười nói, ta bây giờ cho ngươi cái sẽ. Hoặc là thần phục với ta, sau này giúp ta làm việc, hoặc là chết. Ngươi hẳn biết ta bây giờ thực lực, có thể rất dễ dàng giết chết ngươi chứ. Phải không, xin lỗi, ta thật giống như cũng không phải là quá tin tưởng. Trần Phi tự tiếu phi tiếu nói. Nhất thời, Vũ Chiến ánh mắt rụt một cái, rồi sau đó, lao một cái nguy hiểm đáng sợ tinh mang liền bạo bắn ra. Xem ra cho các ngươi trấn nhiếp còn chưa đủ à, cũng được, thân thể này mới vừa sống lại. Chính là cần thịt máu vào bổ thời điểm. Vũ Chiến cười mỉa lẩm bẩm nói, làm tất cả mọi người mặt liền biến sắc. Vũ Chiến, coi như là ngươi bây giờ xưa không bằng nay, thực lực chợt tăng, có thể ngươi chẳng lẽ không thấy được. Số người của chúng ta, là ngươi trăm lần trở lên, bằng ngươi, một người cũng muốn đối kháng chúng ta toàn bộ. Tự tìm cái chết sao? Một vị tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật sắc mặt âm trầm chợt quát lên. Vũ Chiến mí mắt vừa kéo. Liếm môi một cái, nguy hiểm cười một tiếng, nói, nếu không chúng ta mỏi mắt mong chờ, xem một chút đi. Đông đảo cường giả đứng đầu ánh mắt trầm xuống, cả người khí thế cuồng trào, chuẩn bị động. Bọn họ nhiều người như vậy, như thế nào sợ cái gì? Huống chi, đừng quên, vậy bốn phương ma môn đại thiên vị nhân vật thường ma lão tổ cũng ở đây. Giết, đây là, hư không run lên, một cái khô héo ma tấn công tới. Thiên địa ngay lập tức biến thành bóng tối, phụt ra phụt vô màu đen tinh mang, quá đáng sợ. Nhìn xa khoảng cách cũng là ngay lập tức gian liền bị vượt qua, rất nhanh. Mọi người ánh mắt ngay tức thì chấn động một cái, bởi vì, cái này ra người chính là vậy bốn phương ma môn đại thiên vị nhân vật thường ma lão tổ. Có thể đối mặt với cái này kinh khủng như vậy tập kích, Vũ Chiến sắc mặt không những không bất kỳ biến hóa, ngược lại, lại giống như là đắc ý vậy vặn vẹo, điên cuồng cười lớn. Giết ta, đáng tiếc à, ta sẽ chờ ngươi tới đây. Một tiếng cười như điên, Vũ Chiến giật giật chỉ, nhất thời, lau một cái tà ác tới cực điểm huyết quang, chớp mắt rồi biến mất, lại là bắn vào thường ma lão tổ thân thể làm. Phịch, ầm 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 ầm, nhất thời, mấy đạo sền sệt xương máu bùng nổ, từ thường ma lão tổ thân thể làm, bốn tia máu quang bạo bể đi ra, làm hắn thân thể nổ tung, máu nhuộm thương khung. Không chỉ có như vậy. Làm vậy sình sệt xương máu hoàn toàn tách thả ra sau đó, tất cả vô cùng dữ tợn màu máu miệng to, răng nanh nhọn, từ máu kia xương mù làm xuất hiện, hạ hai cái, liền đem thường ma lão tổ cho nuốt ăn. Sau đó liền gặp Vũ Chiến lại lần nữa miệng mở lớn, vậy mấy cái nuốt ăn thường ma lão tổ màu máu miệng to hóa là cuồn cuộn nước lũ, bị Vũ Chiến nuốt mất. Ha ha, một cái đại thiên vị người, thật là lớn bổ, đại bổ. Nuốt ăn thường ma lão tổ. Vũ Chiến cả người toát ra chói mắt hồng quang, cười to phách lối đạo. Tất cả mọi người giờ khắc này đều là con ngươi co rúm lại, kinh hãi muốn chết. Thường ma lão tổ, hắn chết. Đây là, Vũ Chiến phách lối,
khinh miệt con ngươi lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mình, giống như là đang quan sát cái gì món ăn ngon vậy, cười lạnh nói, bây giờ gặp được. Ta thực lực, một cái liền có thể để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nếu ngươi không muốn thần phục với ta, cũng được, sẽ để cho ngươi thành là máu ta thực đi. Đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Ha ha, nhưng mà, nghe vậy Trần Phi nhưng không nhịn được cười một tiếng. Nụ cười này có chút châm chọc. Thấy tình cảnh này Vũ Chiến con ngươi hơi rụt một cái, hiện ra nguy hiểm hàn mang, nói, ngươi cười cái gì? Ta đang cười ngươi có phải hay không quá bành trướng? Ngươi xem trên người ta có huyễn ma huyết cây trái cây sao? Trần Phi nhàn nhạt khạc ra một giọng nói, làm Vũ Chiến ánh mắt co rúm một cái. Dừng một chút, Trần Phi lại nói, ngươi chẳng lẽ lấy là ta không biết? Ngươi mới vừa có thể giết hắn, bất quá là bởi vì huyễn ma huyết cây trái cây lực lượng. Ngươi ăn máu cây lá non, khó trách sẽ biến thành như vậy. Đáng tiếc, huyễn ma huyết cây lá non khi có trước hàng loạt mặt trái năng lượng, có thể để cho tâm trí của con người bị lạc, là máu thí sát. Vũ Chiến sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng, một màn kia vặn vẹo là máu dữ tợn vậy còn là xuất hiện ở hắn trên mặt, hơi thở kia, để cho người toàn thân phát rét, làm người ta sợ. Ta muốn giết ngươi. Oanh! Huyết quang tách thả ra. Vũ Chiến hóa là như quỷ mị bóng người, đánh về phía Trần Phi, sát ý vô cùng. Tử tiêu bạch ngục, Trần Phi gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể tử tiêu khí phun trào đi ra, đúng phiến thiên địa đều hóa thành một đáng sợ màu trắng địa ngục, làm màu tím hà thải hết sức đáng sợ, hiện đầy nguy, hướng Vũ Chiến lướt đi. Cái này Vũ Chiến bây giờ cũng chỉ là nắm trong tay ở thiên nguyên chân nhân sống lại thân xác, có thể phát huy ra được thực lực không bằng 11, hắn sợ cái gì? Đối phương căn bản không phải hắn đúng. Cuồn cuộn tím tiêu bạch ngục, lăn lộn bất hủ, loại này đoạn hết sức đáng sợ. Cái gì, Vũ Chiến sắc mặt đổi một cái, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại có như vậy thực lực, bất quá một khắc sau hắn sắc mặt liền âm lạnh xuống, tràn đầy lạnh như băng cười gằn, trưởng lộn một cái, hắn liền xuất hiện một đoàn đỏ được chói mắt ngọn lửa. Lăn lộn bất hủ, cực kỳ đáng sợ. Ngọn lửa kia, thật là khủng khiếp, mọi người sắc mặt cứng ngắc. Bởi vì bọn họ chỉ lần đầu tiên nhìn thấy ngọn lửa kia, là có thể cảm nhận được, ngọn lửa này tuyệt đối là hết sức đáng sợ đồ. Cho người cảm giác quá nguy hiểm. Xì, ngọn lửa kia về phía trước nhào tới, lại đem Trần Phi thi triển ra, tử tiêu bạch ngục, dập tắt. Ha ha, Vũ Chiến sắc mặt nhăn nhó cười gằn, khinh miệt nói, đây chính là ngươi thực lực. Thật là không chịu nổi một kích à. Cái này huyễn ma huyết cây lại sản sinh ra huyễn ma viêm. Người vận khí không tệ, nhưng mà, Trần Phi liếc mắt vậy đỏ được chói mắt ngọn lửa, như vậy nhàn nhạt nói ra một câu nói, làm Vũ Chiến trực tiếp là lại lần nữa ánh mắt cứng ngắc, hết sức xanh mét, âm trầm. Người tự tìm cái chết, mặt đầy vặn vẹo Vũ Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng phách gió lốc lớn ra lộ vẻ ở chung quanh thân thể hắn, vậy huyễn ma viêm dung nhập vào hắn, cường cường hợp nhất. Rồi sau đó lại là tựa như lại một đoàn xoắn ốc ngọn lửa gió lốc lớn hướng Trần Phi vặn cổ đi. Phải đem Trần Phi nuốt mất tại đáng sợ kia gió bão làm. Oanh ầm 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 long. Phịch, phịch, phịch. Cuồn cuộn tử tiêu khí lăn lộn bất hủ, chỉ gặp vậy Trần Phi trên mình, lúc này tất cả đều là hiện đầy từng cái quỷ dị nguyền rủa, xen kẽ toàn thân, chỉ chốc lát sau, hắn thân thể đột nhiên bành trướng trở nên lớn, một cái đỉnh núi vậy bàn tay to lớn bước ngang qua bầu trời. Phịch, ầm một tiếng nổ vang tiếng truyền ra. Ngọn lửa kia gió lốc lớn lại trực tiếp là bị Trần Phi cái này người khổng lồ hình thái xuống một cái tát cho phách diệt. Hư không run lên, kinh khủng chập chờn lăn lộn, gầm thét gào thét. Thấy tình cảnh này Vũ Chiến trong mắt co rúm một cái, thân sắc dữ dằn, lại đang vặn vẹo, cả người hiện đầy sát ý, phịch một tiếng. Lại lần nữa ra, lôi ma trưởng, băng hàn, lạnh người thanh âm từ Vũ Chiến miệng phun ra, một khắc sau, ở trước mặt hắn, một ngôi trận pháp thật to xuất hiện. Ngưng tụ thành một cái đáng sợ trường, vô cùng sấm sét vần quanh, còn tràn đầy huyết quang, đè hướng Trần Phi. Đáng sợ kia hơi thở làm người ta nghẹt thở. Hừ! Giữa trời đất, một đạo nặng nề hừ lạnh một tiếng vang lên, Trần Phi thân thể cao lớn tràn ngập hạo quang, vô cùng chói mắt, quang hoa sáng chói. Một khắc sau, một cái tựa như từ trên trời rơi xuống tới đổ sộ gào thét lâm không, vân không hỗn loạn, cùng lúc đó, một đạo thanh âm lạnh lùng. Cũng là muốn nổi lên. Tử tiêu, thí ma quyền. Một quyền này, quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn một màn này, cả người run rẩy, ngược lại hút khí lạnh, không cách nào kiềm chế.
Cùng lúc đó, vậy lôi ma trưởng cũng đã là đánh tới, cùng chi đụng vào nhau. Oanh, kinh khủng hỗn loạn, hư không run một cái, giữa trời đất nổi lên một hồi đáng sợ gió lốc lớn, biến dạng hết thảy, sơn hô hải khiếu kịch liệt tiếng vang đánh về phía đám người. Làm những người đó ánh mắt trực tiếp là kinh hãi muốn chết đứng lên, có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này đây đối với đụng hai bên đáng sợ. Nhưng là, vậy Tử Tiêu, Thí Ma Quyền, rõ ràng tăng thêm một bậc. Kinh khủng này giao hội ước chừng kéo dài chốc lát thời gian, vậy hiện đầy lôi quang trưởng, trực tiếp là mất đi. Cái này không thể nào. Xì, Vũ Chiến sắc mặt đại biến, thân sắc trắng nhợt, há miệng, một hớp lớn máu đen trực tiếp là không cầm được phun ra ngoài. Nhuộm đỏ hư không? Thấy tình cảnh này mọi người trực tiếp là ngưng ngưng trong mắt, Tĩnh Nhược ve mùa đông đứng lên, không dám lại xem Trần Phi. Cái này quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ. Trước, ma hóa Vũ Chiến không phí nhiều sức liền đem bốn phương ma môn lão tổ thường ma lão tổ giết chết, tất cả mọi người lấy là hắn đã hoàn toàn vô địch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, Trần Phi không nhúc nhích tí nào, nhưng đem vậy ma hóa Vũ Chiến đánh hộc máu. Bực này sức chiến đấu chẳng lẽ không khoa trương, không khủng bố. Ta giết ngươi, mà Vũ Chiến ở trải qua một hồi sau khi ngây ngẩn, lại trực tiếp là điên đứng lên, đem kia huyễn ma viêm một vung, thẳng tắp đập về phía Trần Phi. Cái này huyễn ma viêm chính là huyễn ma huyết cây tinh hoa, nếu không phải hắn nuốt ăn huyễn ma huyết cây lá non, căn bản không khả năng có được. Thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, rồi sau đó lại là một cái đại bút thẳng hướng vậy huyễn ma viêm bắt đi. Để cho rất nhiều người con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến, người này điên rồi. Lại có thể dùng nhục trưởng đi bắt đáng sợ kia ngọn lửa. Không tự lượng sức, tự tìm cái chết. Thấy vậy, Vũ Chiến không nhịn được cười như điên, hét lớn hai tiếng, cái này huyễn ma viêm nhưng mà liền hắn cũng không cách nào khống chế bom, dám như thế đi bắt, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Có thể tiếp theo phát sinh một màn, nhưng trực tiếp là làm hắn sắc mặt đại biến đứng lên, kinh hãi muốn chết. Suy, suy, vậy to lớn trưởng hoành qua bầu trời, từng luồng màu tím hà thải như tiên quang, thỏng xuống, lại đem vậy cáo kỉnh huyễn ma viêm trực tiếp là bắt được. Rồi sau đó ngay tức thì đem bọc ở vô tận mây tím dưới, Trần Phi thân một chiêu, liền đem kéo trở về. Huyễn ma viêm, đây có thể là đồ tốt, đa tạ, ta liền không khách khí thu nhận. Vũ Chiến khí mau hộc máu, Trần Phi cũng lộ ra kích động mỉm cười. Cứ như vậy. Nói không chừng hắn vậy xà tâm địa linh diễm liền lại có thể tiến hóa. To gan, mau đưa huyễn ma viêm trả cho ta. Vũ Chiến hướng Trần Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể lực lượng trực tiếp là điên cuồng. Sát theo, bầu trời một tòa hào hùng sấm trận xuất hiện, giống như là thiên lôi cướp. Ngân xà loạn vũ, rối loạn hư không, ngay lập tức hạ xuống đến Trần Phi đỉnh đầu. Phịch, một tiếng thật mệt mỏi, khủng bố như dao long vậy sấm sét xé ban ngày hắc đêm. Hướng Trần Phi đánh xuống. Hư không đều phải bị lực lượng này cho đè bể. Đáng tiếc, lôi đình này bổ tới Trần Phi vậy thân hình khổng lồ lên, nhưng lại không đáp lời tạo thành bất kỳ tổn thương. Trần Phi thân thể cao lớn tuét miệng cười một tiếng, nói châm chọc, ngươi là ở cho ta củ lét ngứa sao? Cái này không thể nào. Vũ Chiến hai tròng mắt tính được to lớn, không thể nào tin nổi mình cái này đỉnh cao nhất kích lại không thể đối với Trần Phi tạo thành tổn thương chút nào. Cái này nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Xì. Đây là, một đạo ánh sáng lóe lên, khổng lồ kia như núi cao vậy quả đấm lại lần nữa phá không tới. Tử Tiêu, Thí Ma Quyền. Trời đất u ám, giờ khắc này, chỉ có màu tím kia dáng ngũ sắc là vĩnh hằng. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, lực lượng kinh khủng lăn lộn, lực lượng đáng sợ trực tiếp là đem Vũ Chiến đánh hộc máu không dứt, hư không làm lại xuất hiện lại vô tận kiếm lực. Kiếm ý bão táp, khuấy động không gian, hướng ngôn ngữ chèn ép đi. À, Vũ Chiến phát ra gào thảm thanh âm, cảm giác mình sắp chết, không ngừng lui về phía sau, như vậy cảnh tượng, trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ sợ hãi, trong mắt co rúc lại. Đây không khỏi vậy quá mạnh mẽ đi. Cuối cùng, Vũ Chiến bị Trần Phi một cái tát đánh vào liền đất đai. Thật dài nứt ra cốc lan tràn tới mấy chục cây số, mới dần dần dừng lại, chỉ có khói báo động đầy trời. Để cho người kính sợ. Bất quá, lúc này Trần Phi sắc mặt nhưng không tốt lắm xem, mà là rơi vào trầm tư làm, cau mày. Quả nhiên vẫn là không được sao. Cổ thân thể này là năm đó vị kia thiên nguyên tiền bối, hắn nắm trong tay cổ thân thể này, bại thảm đi nữa, vậy vẫn sẽ không chết.
Trần Phi tự lẩm bẩm. Quả nhiên, không ra nửa nén hương thời gian, Vũ Chiến gương mặt vặn vẹo từ vậy phế thích làm bò ra, diêu nhìn bầu trời Trần Phi, hung tợn dữ tợn nói, muốn giết ta. Nằm mơ đi đi, bây giờ ta, nhưng mà không chết tiếng, người không giết chết ta. Phải không, Trần Phi khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười châm chọc, trên cao nhìn xuống nhìn vậy gương mặt vặn vẹo Vũ Chiến, nhàn nhạt nói, muốn không muốn chúng ta thử lại lần nữa. Vũ Chiến con người có giúp một cái, lòng bất an, nhưng rồi sau đó, hắn vẫn là cưỡng ép đem vậy không an cho xua tan. Bá, Vũ Chiến chợt ngẩng đầu, một đạo đáng sợ sắc bén ở hắn vậy giữ tợn ánh mắt làm tách thả ra, nghiêng vặn vẹo hàn mang. Lạnh như băng khạc ra châm chọc thanh âm, người nghe không hiểu sao. Coi như là thử lại ngàn lần vạn lần cũng giống vậy, người không giết chết ta, mà ta, chỉ cần tương lai đem thân thể này lực lượng hoàn toàn nắm trong tay. Đến lúc đó, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Phải không, ý tưởng rất tốt, bất quá đáng tiếc, ngươi chỉ sợ là cùng không đến ngày đó. Trần Phi con ngươi chớp mắt, đầu óc làm, một đoàn vô hình sắc bén lực lượng hung hãn bộc phát ra. Hắn cặp mắt làm, vô hình thần niệm, hóa thành khủng bố lưỡi dao sắc bén, im hơi lặng tiếng, vô ảnh vô tung, nhưng thế như sấm hướng Vũ Chiến chém tới. Cân nhắc quyết định thật nhận, chém. Cái gì, Vũ Chiến con người ngay tức thì rụt một cái, cảm giác được một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng vô hình chém vào hắn đầu óc. Rồi sau đó, hắn thần niệm bị chém bể, linh hồn, hóa là không còn một mống. Sát theo hắn thân thể thẳng rất liền té xuống, một tiếng, nhấc lên một hồi bụi mù. Cân nhắc quyết định thật nhận chủ giết linh hồn, tinh thần. Mà đây Vũ Chiến hôm nay hoàn toàn là linh hồn trạng thái, chẳng qua là vào ở thiên nguyên chân nhân thân thể, cho nên... Hắn ở cân nhắc quyết định thật nhận trước mặt hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy cổ họng cứng ngắc, khô khốc, mắt lộ ra nồng nặc ý sợ hãi. Cả người run rẩy. Vũ Tiền Chiến như vậy khủng bố, liền thường ma lão tổ cũng có thể giết, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, hắn lại chết. Ngay sau đó... Một khắc sau mọi người lại đi hướng bầu trời người khổng lồ kia ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi. Đây mới thật sự là người mạnh, cái thế đồ sộ hung, như vậy người ở bọn họ làm, đơn giản là vô địch. Rồi sau đó, một ít cách được xa hơn một chút người bắt đầu lặng lẽ rút lui. Mà theo bọn họ rời đi, bởi vì sợ hãi mà lựa chọn người rời đi càng ngày càng nhiều, cuối cùng, ở giữa đất trời này cũng chỉ còn lại có Trần Phi một người. Và vậy cái, thi thể. Đây là Trần Phi chậm rãi hướng ngày đó nguyên chân nhân thi thể đi tới. Thất bại sao, nhìn ngày đó nguyên chân nhân thi thể, Trần Phi tự lẩm bẩm. Không nghi ngờ chút nào, thiên nguyên chân nhân chính là vậy ban đầu ý đồ sống lại làm người, hơn nữa nhìn mới vừa rồi trận kia chiến đấu, hẳn là thành công mới đúng, tại sao phải bị Vũ Chiến vậy tầng thứ người khống chế. Ngược lại không phải là hắn xem thường Vũ Chiến cái gì, ngược lại, đối phương có thể đi tới hôm nay bước này. Có như vậy thực lực cùng thành tựu, nói thật, làm nổi yêu nghiệt hai chữ, nhưng tiếc là, đường không đi đúng, kỳ xoa một chiêu, bị vậy huyễn ma huyết cây lá non làm mặt trái tâm trạng ăn mòn, nếu không, người này chỉ sợ sẽ không dễ giết như vậy. Đây là, Trần Phi ngẫu nhiên ánh mắt từ ngày đó nguyên chân nhân, thi thể, lên quét qua, ánh mắt ngưng ngưng, bị sợ hết hồn. Chỉ gặp ngày đó nguyên chân nhân cặp mắt chẳng biết lúc nào cạnh tranh mở ra. Một đôi hoàn toàn khác biệt tại trước Vũ Chiến vậy bạo khấp, vặn vẹo cặp mắt, lúc này ánh mắt kia, trắng hiếu, không hề bận tâm, thâm thúy vô cùng, đang trực câu câu bình thản nhìn chằm chằm Trần Phi. Chỉ gặp ngày đó nguyên thật thân thể người giống như là bị lau vôi như nhau, cơ thể xám trắng, cặp mắt kia cũng có mắt không có con ngươi, giống như ác quỷ bạch hạng mục, hết sức cứng ngắc, cứ như vậy trợn mắt nhìn, làm Trần Phi đều có chút không nhịn được cả người run lên. Sau lưng phát rét. Tiền bối nhưng mà thiên nguyên chân nhân, Trần Phi lấy lại bình tĩnh, nhìn ngày đó nguyên thật thân thể người chậm rãi hỏi. Thiên nguyên chân nhân, giống như là tháo giấy lẫn nhau tiếng ma sát, hết sức sụt xì, khô khốc, vậy tái nhợt cặp mắt sụt một cái, cuối cùng cố định đến Trần Phi trên mình, nhàn nhạt nói. Cảm ơn ngươi cứu ta. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cười nói, thật ra thì coi như không cần ta hỗ trợ, tiền bối ngươi cũng phải không được bao lâu là có thể đoạt lại thân thể chứ. Ta nếu như không đoán sai, trước người đàn ông mặc dù có thể khống chế ngươi, là bởi vì là huyễn ma huyết cây. Còn có tam lôi thúy thần hà.
Ngày đó Nguyên Chân Nhân xa lạ vặn vẹo một cái cổ, phát ra thọt lét tiếng vang, nói ta bây giờ là cương thi thân, vừa vặn vậy tam lôi thúy thần hà là ta hiện dưới loại trạng thái này khắc tinh. Hơn nữa vậy huyễn ma huyết cây lực lượng. Nói đến đây, hắn lắc đầu một cái, tựa hồ có chút không biết làm sao. Tam lôi thúy thần hà, Trần Phi miệng hơi có chút lớn lên, kinh ngạc nói, lại còn có tam lôi thúy thần hà. Vậy cũng là đồ tốt, bất quá cũng không trách được, tam lôi thúy thần hà đích xác là thi thân khắc tinh một trong. Cái này thì khó trách. Ngươi biết thi, ngày đó Nguyên Chân Nhân con ngươi ngưng ngưng, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, quan sát nói. Tiền bối không phải là lấy thi thân thành công sống lại sao? Trong 1%, 0,1% tỷ lệ thành công, nói thật, tiền bối có thể thành công, thật sự là vận khí. Trần Phi cười nói. Đúng vậy, đích xác là vận khí, liền chính ta cũng không nghĩ tới, lại có thể thật thành công. Ngày đó Nguyên Chân Nhân lắc đầu một cái, há miệng, một đoàn tơ lụa hình thái sấm sét dáng ngũ sắc chính là theo miệng của hắn trong bị khạc ra. Vậy sấm sét dáng ngũ sắc vô cùng là kỳ dị, phân biệt có xanh lơ, trắng, tím ba loại màu sắc không cùng hình thái sấm sét, đan vào một chỗ, tràn ngập kinh khủng hơi thở, lấp lánh rực rỡ. Vật này ngươi cầm đi, coi như là quà cảm ơn. Ta bây giờ thân thể này, giữ lại cũng không dùng. Ngày đó Nguyên Chân Nhân nói. Trần Phi ngẩn người, chợt trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nói, vậy liền đa tạ tiền bối. Cái này tam lôi thúy thần hà đích xác là một thứ tốt. Hắn nếu là có thể đạt được, liền có thể dùng để rèn luyện tử tiêu căn nguyên, đến lúc đó, tử tiêu căn nguyên dung nhập vào tam lôi thúy thần hà lực, sấm sét hòa vào nhau, nắm giữ tia chớp, hắn thực lực tất sẽ lại lần nữa tăng trưởng. Đây là, ngày đó Nguyên Chân Nhân chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút người cứng ngắc, nói, bây giờ là Kiềm Nam cổ trải qua nhiều ít năm. Biết Thiên Nguyên Tông ở đâu sao? Vừa nói, hắn không khỏi theo bản năng nhìn một chút chung quanh cái này phế tích, hắn nếu như nhớ không lầm, chôn đất hóa thi trước, chỗ hắn ở là ở hắn sáng lập Thiên Nguyên Tông trụ sở chính, nhưng hôm nay, chỗ này tựa hồ thành phế tích. Bây giờ là Kiềm Nam cổ trải qua 1431 năm. Còn như Thiên Nguyên Tông đã không có ở đây. Trần Phi chậm rãi nói. Cái gì, ngày đó Nguyên Chân Nhân con người co giúp một cái, bên trong thân thể mất khống chế bộc phát ra khí thế đáng sợ, tràn lan mở, làm ngày đó dao động. Hắn xoay người lại tái nhợt con người chăm chú nhìn Trần Phi, gần từng chữ một. Tiền bối ngươi xem cái này đi. Trần Phi đem Dạ Hoa Đan Vương giao cho hắn lệnh bài, đưa cho đối phương. Thiên Nguyên Chân Nhân ngay tức thì ngẩn người, nhìn lệnh bài kia, lẩm bẩm nói, đây không phải là. Nếu như hắn nhớ không lầm, lệnh bài kia tựa hồ là hắn năm đó chuyển xuống, hôm nay mau ngàn năm chết, lại còn ở. Rồi sau đó, Thiên Nguyên Chân Nhân nhận lấy lệnh bài kia, hai tròng mắt hiện lên quang, bắt đầu đọc. Chỉ chốc lát sau, hắn nắm lệnh bài kia hai tay chậm rãi rủ xuống, nhắm mắt lại, rắc rắc. Lệnh bài kia bị hắn trắng bệch bàn tay bóp nghiền, răng, cũng là sát theo hung hăng cắn. Vương Thất, năm thế lực lớn. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, đôi mắt chính giữa, là tràn ngập đáng sợ hàn mang. Thiên Nguyên Tông là hắn chọn đời tâm huyết, cũng là hắn Thiên Nguyên Chân Nhân nguồn gốc, nhưng bây giờ, lại bị người làm hỏng. Hơn nữa còn là nhổ tận gốc, điều này có thể không hận. Thấy tình cảnh này Trần Phi than nhẹ một tiếng, nói tiền bối, thời gian vô tình, nén bi thương. Ngày đó Nguyên Đạo Nhân cả người run lên, chợt từ từ mở mắt ra, nói, vô luận như thế nào, ta Thiên Nguyên thiếu cá nhân ngươi tình. Từ bây giờ về sau, bất kỳ chuyện, chỉ cần ngươi muốn tìm ta hỗ trợ, ta sẽ xuất thủ giúp ngươi một lần. Tiền bối, Trần Phi sửng sốt, không hiểu đối phương ý của lời này. Đây là để cho ngươi giao cho ta lệnh bài người nọ nhờ ta. Thiên Nguyên Đạo Nhân nhàn nhạt nói. Sư phụ, Trần Phi cặp mắt ngay tức thì ngưng ngưng, quả đấm chặt toàn, hồi lâu, lại buông ra, thầm hô, nói tiền bối. Hôm nay vậy Vương Thất còn có năm thế lực lớn ở nơi này Kiềm Nam cổ quốc có thể nói là thâm căn cố đế, ngươi như muốn báo thù, ta đề nghị ngươi yên tĩnh một chút. Hắn lời còn chưa dứt, ngày đó Nguyên Chân Nhân liền lắc đầu một cái, nói trả thù. Ta không muốn báo thù. Nghe vậy, Trần Phi hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn đối phương. Giống như ngươi nói, thời gian vô tình, không người có thể làm được vạn thế thiên thu, cho nên, bọn họ liên thủ diệt ta Thiên Nguyên Tông. Đó là bọn họ bản lãnh, ta không hận bọn họ. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, tái nhợt ánh mắt,
dần dần đổi được như biển sâu vậy thâm thúy, nhàn nhạt nói, bất quá, nếu bọn họ có thể diệt ta Thiên Nguyên Tông, đây cũng là phải làm cho tốt bị những người khác diệt hết chuẩn bị. Thời gian thấm thoát, nên là luân hồi, không phải là nói đạo lý này. Trần Phi trầm mặc xuống, không khuyên nữa nói. Hiển nhiên, hắn nhìn ra Thiên Nguyên chân nhân là tâm ý đã định, cho nên hắn khuyên nữa cũng chỉ là phí công, phỏng đoán không có ý nghĩa gì. Đã như vậy, tiền bối mình suy nghĩ đi. Trần Phi đi theo mở miệng nói. Cái này phiến thi giáp ngươi cầm xong. Ngày đó Nguyên chân nhân từ trên thân thể lấy xuống một khối phốt pho trắng lân thi giáp, lớn chừng bàn tay. Đây là hắn hôm nay trên thân thể mấu chốt vật, cùng hắn bổn mạng tương liền. Tiếp theo ta sẽ đi bên trong vực xem, mới vừa rồi lệnh bài kia chính giữa tâm tư nói cho ta, có lẽ, chúng ta Thiên Nguyên Tông còn có chút hơn bộ. Làm Trần Phi đem vậy thi giáp sau khi thu cất, ngày đó Nguyên chân nhân nói. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt giơ tay lên nói, vô luận như thế nào, tiền bối một đường cẩn thận đi. Ngày đó Nguyên chân nhân thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Chợt xoay người rời đi. Thiên Nguyên Tông hơn bộ sao? Nhìn trời Nguyên chân nhân rời đi hình bóng, Trần Phi tự lẩm bẩm, chợt lắc đầu nói, ta nếu là không cảm giác sai, ngày này Nguyên chân nhân bây giờ chắc có tới thiên vị lực lượng. Như vậy thứ nhất, vậy bên trong vực hẳn lại sẽ nổi lên một ít sóng gió đi. Bất quá cái này lại và ta có quan hệ thế nào đâu? Đi theo Trần Phi nhưng lắc đầu cười một tiếng, muốn vậy bên trong vực thật là một cái đầm nước đọng, cũng chỉ quá không thú vị một ít. Vẫn là khuấy gió khuấy mưa mới có ý tứ. Người mà, cũng không là hướng tới náo nhiệt không, ai đều giống nhau. Nhắc tới ta cũng nên đi vậy bên trong vực nhìn một chút chứ. Sau đó, Trần Phi híp đôi mắt một cái, trong mắt lúc toát ra lau một cái khiếp người tinh mang. Hắn cố gắng, liều mạng lâu như vậy, không phải là cái mục tiêu này sao? Bên trong vực à, Uyển Tình, người vẫn khỏe chứ? Trước đêm cái này tam lôi thúy thần hà luyện hóa. Lại đi ra đem hơn chuyện thanh, liền lập tức lên đường đi bên trong vực. Cái này tam lôi thúy thần hà luyện hóa sau có thể trực tiếp tăng thêm nữa chút thực lực, hơn nữa băng ma hầu yêu cưng chịu xương tuyết ma sói tổn thương, cùng với giúp cửu u cung người nào đó đổi thành là thi sự việc. Này ba chuyện một, hắn chỉ cần lại trở lại minh thần phủ an bài một chút, là được rồi không ràng buộc đi bên trong vực. Rồi sau đó, Trần Phi tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, đem vậy tam lôi thúy thần hà nuốt. Bắt đầu bế quan. Cùng lúc đó, mộ huyệt kia bên ngoài cũng là xuất hiện chút khách không mời mà đến. Xích, xích, xích. Chân trời cuối, truyền tới từng tiếng phá không vang, sau đó, từng đạo cự thú thần gió chạy như bay tới, chừng mấy chục nói. Ầm 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 ầm, bầu trời rung, như có thiên quân vạn mã ở lao nhanh, mà ở đó mấy chục đạo cự thú thần gió phía sau, truyền tới từng cơn man thú tiếng gào thét, yêu khí đầy trời, che khuất bầu trời. Năm đầu cực kỳ kinh khủng to lớn hình con voi sinh vật giá xương mù tới, ở hắn trên lưng tất cả chở một người, ăn mặc đồng dạng là khôi giáp, bất quá vậy khôi giáp màu sắc nhưng là mỗi người không giống nhau. Đỏ, xanh, hoàng, xanh lá, vàng. Vậy hơn 10 đạo cự thú thần gió bản thể bất ngờ là tất cả hoang thú chính giữa dị chủng giao ma ưng. Là trong truyền thuyết có giao long huyết mạch loài, rất đáng sợ, bây giờ lại bị người làm là thú cưỡi. Không chỉ có như vậy. Vậy năm đầu con voi to vậy sinh vật lại là đáng sợ, chính là trong truyền thuyết có chân long huyết mạch ám ma long tượng. Này hoang thú sau khi trưởng thành nói ít là tiểu thiên vị thực lực, mà nhìn vậy năm đầu ám ma long tượng hình thái, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên là trưởng thành. Cái này, tất cả mọi người run lẩy bẩy, môi trắng bệch, khó tin trước mắt một màn này, đem tiểu thiên vị chiến lực hoang thú làm thú cưỡi tới cưỡi. Vậy năm người, lại nên là kinh khủng dường nào tồn tại. Đây là, vậy một cái trong đó đang ngồi một đầu giao ma ưng người trong xuất hiện một cây cờ lớn, sắc mặt lạnh lùng, nghênh gió dương lên, nhất thời, tất cả mọi người đều rõ ràng gặp được. Vậy cờ lớn trên mặt cờ rồng bay phượng múa viết bốn cái ngút trời chữ to Kiêu Long Vương Phủ. Cái gì, lại là Kiêu Long Vương Phủ người? Mộ huyệt bên ngoài, Tề Hư Trùng thấy vậy ở trên cờ lớn chữ, khóe mắt hung hăng co quắp một cái. Ánh mắt kiêng kỵ rơi vào vậy năm ám ma long tượng trên người ngạo mạn bóng người, lẩm bẩm nói, vậy bọn họ thì hẳn là Kiêu Long Vương Phủ tiếng tăm lừng lẫy ngũ sắc linh tướng. Bọn họ không quá dễ ở bên trong vực đợi, tới chúng ta cái này ngoại vực làm gì? Kiêu Long Vương Phủ, bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy vương tộc bảy vương phủ một trong. Một môn đôi tới trời, ngang qua cổ kim, mạnh đáng sợ. Đây là,
ngũ sắc linh tướng chính giữa, người khoác màu đỏ thấm khôi giáp, lửa đem, bên người đi ra một đạo thân ảnh, lại là Đồ Thiên Sơn. Đồ Thiên Sơn quét mắt dưới chân như vực sâu miệng khổng lồ vậy mộ huyệt cửa vào, ánh mắt phức tạp, nói. Chính là cái này. Một cán rìu lớn rơi vào vậy ám ma long tượng sau lưng, tung lên sóng lớn, lửa kia đem ồm ồm lạnh lùng nói, vậy ở nơi này chờ trước. Giang Vạn Lý mới vừa vào chúng ta Kiêu Long Vương Phủ Thành là khách khanh, hơn nữa còn rất được Tiêu Giao Hầu đại nhân coi trọng, hôm nay nhưng chết, nếu như không cái giải thích, ngày khác chúng ta ở Tiêu Giao Hầu trước mặt đại nhân giao phó bất quá. Còn có Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, chặc chặc, không nghĩ tới cái này phá không sót mấy ngoại vực, lại còn có thứ đồ tốt này. Nếu như chúng ta lấy về nộp lên, vương gia nhất định sẽ mặt rồng vui mừng, đến lúc đó, còn sợ không chỗ tốt sao? Ha ha, ha ha ha. Một bên, một cái gầy không sót mấy người mặc màu xanh thẳng khôi giáp, mặt đầy đắc ý âm lạnh lẽo cười to. Hắn là ngũ sắc linh tướng chính giữa, nước đem. Lời vừa nói ra, còn sót lại ba người đồng hồ động tình động, mượn đắc ý cười lạnh. Là Giang Vạn Lý trả thù. Xin nhờ, bọn họ cũng không phải là Lôi Phong. Bọn họ mong muốn, từ đầu đến cuối cũng chỉ là Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa mà thôi. 400 năm trước cổ quốc thứ nhất luyện đan sư, hơn nữa còn là Thiên Nguyên Tông tông chủ, hắn truyền thừa, bực nào mê người. Ai có thể không động tâm? Tam Lôi Thúy Thần Hà, đây là tu chân giới chính giữa nổi danh sấm sét thánh vật, không chỉ có thể giúp người rèn luyện khí lực, làm hắn leo lên, tráng kiện tới khó mà sánh bằng cao độ, thậm chí từ hắn căn nguyên bản thân tới xem, đây cũng là một loại cường đại lôi đình lực nguồn. Cho nên nếu là có thể đem hấp thu, chứa tới tử tiêu căn nguyên chính giữa, như vậy, đây đối với Trần Phi mà nói lại coi như là một tràng cơ duyên không nhỏ. Lôi đình lực, đây chính là tại tu chân giới chính giữa cùng kiếm đạo cùng nổi danh công phạt chi đạo, lực sát thương cực mạnh. Cho nên nếu là có thể chứa, có loại này lực lượng, Trần Phi lá bài tẩy, thực lực, đem lại sẽ leo lên tới trước đó chưa từng có mới cao độ. Đến lúc đó, những thứ khác không dám nói, nhưng nếu là tầm thường đại thiên vị nhân vật, vào lúc đó trước mặt hắn chỉ sợ cũng chỉ là ngươi ngươi. Nghĩ đến đây, Trần Phi luyện hóa cái này Tam Lôi Thúy Thần Hà hành vi chính là lại hơn nữa ra sức, tích cực mấy phần. Chỉ gặp vậy cuồn cuộn ba màu sấm sét sáng mở cuộn sạch, trải tản ra, cuối cùng vây quanh Trần Phi hình thành một loại hà vụ vậy đồ, che đậy hết thảy, sương mù mắt mông lung. Bất quá, vậy bên trong xanh lơ, trắng, tím ba loại màu sắc sấm sét xen lẫn không nghỉ khủng bố cảnh tượng, vậy vẫn là làm ở giữa đất trời này, hư không cũng giống như là hơi làm vặn vẹo một ít. Bắt đầu, Trần Phi lẩm bẩm nói, miệng mở lớn, một hớp liền giống như là cá voi hút nước đem vậy đầy trời sương mù, cùng với dâng trào ba màu lôi quang toàn nuốt vào trong miệng. Nhất thời, hắn cả người run lên, quanh thân theo sát phía sau tràn ra rậm rạp chẳng chịt lôi quang. Đùng đùng. Một khắc sau, vậy lôi quang trực tiếp là mất khống chế, nổ bể ra, đem Trần Phi quần áo trên người cùng với lông tất cả đều một khắc sau ngay tức thì hóa thành hư vô. Rồi sau đó, hắn trần trụi trên thân thể, cơ thể bắt đầu đỏ thẫm, bầm đen, máu thịt đều là mơ hồ có dấu hiệu hòa tan, bị vậy sấm sét xen kẽ. Không cách nào hình dung đau nhức, điên cuồng vọt tới. Kéo kẹt, Trần Phi răng cắn cột chặt, hàm răng cũng sắp cắn nát. Thân thể vậy đang điên cuồng run rẩy, đau nhức vô biên vô tận cuộn sạch, bất quá, hắn nội tâm nhưng là một mảnh yên tĩnh, bởi vì làm cái này cảnh tượng hắn đều đã trải qua quá nhiều. Cũng sớm đã bắt đầu chết lặng. Những năm gần đây, hắn từ trái đất từng bước một giết ra tới, không biết trải qua nhiều ít, lần lượt sống chết giữa quanh quẩn, khó mà hình dung địa ngục ma luyện, lúc này mới làm được hắn có hôm nay thành tựu. Cho nên, cái này bây giờ cũng chính là đau nhức mà thôi, chịu đựng, không liền đi qua sao. Phịch, đung đung, sấm sét gào thét, ngân xà loạn vũ, dần dần, Trần Phi thân thể bị vậy nhức mắt lôi quang hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, mộ huyệt bên ngoài, bầu không khí bắt đầu lộ vẻ được có chút kiềm chế. Vậy gầy không sót mấy, mặt đầy thô bỉ ngũ sắc linh tướng, nước đem, không nhịn được nhìn vậy như vực sâu miệng khổng lồ vậy mộ huyệt cửa vào, chau mày, nói, thằng nhóc kia làm sao còn không đi ra. Chẳng lẽ có người lặng lẽ đi vào cho hắn mật báo, hắn không dám đi ra. Có khả năng này, bên kia... Một cái mái tóc dài như cỏ khô hoàng khôi giáp ông già cau mày nhìn chằm chằm mộ huyệt kia cửa vào, nói, nếu không chúng ta đi vào xem. Còn sót lại ba người đồng hồ động tình động,
nhưng lại không lên tiếng. Đi qua mấy ngày nay quan sát, bọn họ cũng phát hiện cái này mộ huyệt tựa hồ có chút cổ quái, có chút không đúng lắm, cho nên nếu như đường đột xông vào, hoành xanh ba chiết, tựa hồ lại không cần thiết vậy. Ở ngũ sắc linh tướng phía trước, Đồ Thiên Sơn chau mày, hồi tưởng lại trước mộ huyệt chính giữa phát sinh hết thảy, cặp mắt híp một cái, chợt nói, thằng nhóc kia mặc dù vô cùng gan dạ, nhưng vậy còn coi như là một nhân vật. Hắn chưa đến nỗi không dám đi ra. Hơn nữa, cái này mấy ngày chúng ta vậy không phát hiện ai lại vào đi. Phải không, ngũ sắc linh tướng năm người cũng con ngươi ngưng ngưng, Đồ Thiên Sơn người này bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, bắt nạt kẻ yếu. Có thể để cho hắn như thế nói, vậy khẳng định thằng nhóc kia vẫn là có mấy phần bản lãnh ở trên tay. Đã như vậy, một khắc sau, ngũ sắc linh tướng chính giữa, một vị người khoác màu xanh khôi giáp trung niên khôi ngô người cơ trí mở mắt ra, ánh mắt hiện ra nhàn nhạt nghiền ngẫm vẻ, nói, đã như vậy, vậy thì cùng hắn đi ra. Bất luận hắn tránh bao lâu, chúng ta cũng chờ. Vậy còn sót lại bốn vị ngũ sắc linh tướng cũng là lập tức gật đầu một cái này mộ huyệt cổ quái, thần bí, tốt nhất còn chưa muốn hoành xanh ba chiết, chỉ cần chờ ở đây, thằng nhóc kia luôn không khả năng vĩnh sinh trọn đời cũng không ra chứ. Bọn họ, có chính là thời gian. Ha ha, ta đây muốn xem, trước ngươi có thể ở ta Đồ Thiên Sơn trước mặt như vậy bá đạo, mà bây giờ, Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh đích thân tới, ngươi vừa có thể là thái độ gì đâu. Chỉ cần ngươi dám hiện thân, Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, chính là chúng ta Kiêu Long Vương phủ, ha ha, ha ha ha. Nghe vậy, Đồ Thiên Sơn cũng là ở trong lòng chính giữa cười lớn, tràn đầy lạnh như băng ý. Trước, Trần Phi ở trước mặt hắn như vậy bá đạo, làm nhục hắn, có thể nghiêng lại thực lực cường hãn, làm hắn không thể không nín thở rút đi, hôm nay cứu binh dọn tới, hắn làm sao có thể không muốn rửa nhục trước. Cùng lúc đó, ở kinh khủng này Kiêu Long Vương phủ đội ngũ chú đóng hạ, những người khác vậy bắt đầu dần dần rút lui, để tránh gây họa tổn hại sức khỏe, bất quá, theo thời gian rời đổi, phát sinh ở chỗ này chuyện, nhưng cũng ở bằng tốc độ kinh người, truyền khắp ngoại vực. Kiêu Long Vương phủ, bên trong vực vương tộc tiếng tăm lừng lẫy bảy đại vương phủ một trong. Một môn đôi huyền trời, ngang qua cổ kim, mạnh đáng sợ. Mà ngũ sắc linh tướng, chính là Kiêu Long Vương phủ chính giữa thực lực tổng hợp ít nhất xếp hàng vào trước 10 siêu cường đoàn đội tổ hợp. Mỗi một người bọn hắn, cũng là lớn thiên vị cường giả, hợp ở chung với nhau. Sợ rằng liền đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật cũng có thể cùng chi đấu một trận. Cho nên, bực này bối cảnh ngoại hạng, thực lực cường hãn thông thiên nhân vật lớn lựa chọn trú đóng nơi này, cái này tự nhiên đủ để làm được toàn bộ ngoại vực, thậm chí bên trong vực phần nhỏ ánh mắt cũng hướng mục đích này ra chiếu tới. Cái này Kiêu Long Vương phủ, cái này ngũ sắc linh tướng bọn họ. Kết quả là muốn làm gì? Thời gian đang trôi qua, rất nhanh, chính là có 3 tháng thời gian trôi qua. Mà ở nơi này 3 tháng thời gian chính giữa nước, tuy nói nửa bộ phận trước là có rất nhiều người lục tục lựa chọn rời đi, có thể càng về sau, bộ phận sau thời gian, nhưng lại có thật nhiều võ thành khuôn mặt xa lạ tụ đến. Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh tướng ở bên trong vực cũng coi là mấy người vật, danh tiếng không kém, hôm nay chạy tới ngoại vực đùa bỡn uy phong, dĩ nhiên là hấp dẫn tới không ít người sự chú ý, tò mò tới. Mà ở thấy tình cảnh này ngũ sắc linh tướng các người mặc dù tức giận, có thể vậy không thể làm gì. Bộ phận sau thời gian hội tụ người tới chính giữa, số ít mấy cái nhưng mà liền bọn họ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, là bọn họ ở bên trong vực cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, người quen. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mắt thấy những thứ này, người quen, có càng ngày càng nhiều khuynh hướng, vậy gầy không sót mấy nước đem sắc mặt khó xem, hướng vậy cầm một cán cái dìu lớn chết thô cuồng lửa đem đè thấp giọng nói. Bọn họ ngũ sắc linh tướng. Thật ra thì chính là năm bào thai, bất quá trong đó, lửa kia đem bởi vì thực lực cường hãn nhất, thì được công nhận là đại ca. Cùng, lửa kia đem một mặt phiền não mở mắt ra, quét mắt những cái kia quen thuộc ghét khuôn mặt, hừ lạnh một tiếng, nói, những người này thật là âm hồn không tiêu tan. Nhớ, cùng thằng nhóc kia đi ra, lập tức động thủ, đừng để cho hắn có cơ hội nói chuyện. Mọi người lập tức là gật đầu một cái, rõ ràng liền lửa đem lời này dụng ý. Không để cho thằng nhóc kia nói chuyện, vậy dĩ nhiên những người khác vậy thì không bao giờ biết được bọn họ mưu cầu đồ, là cái gì. Đến lúc đó, chỉ cần trước đem thằng nhóc kia bắt đi, Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa còn không phải là bọn họ ngũ sắc linh tướng vật trong túi. Ngoại giới nổi lên như vậy biến hóa lớn, mộ huyệt chính giữa,
Trần Phi lựa chọn chọn bế quan địa điểm, nhưng là sấm sét tràn đầy không, ngân xà loạn vũ, vặn vẹo hư không. Tính một chút thời gian, từ Trần Phi bắt đầu luyện hóa vậy tam lôi thúy thần hà bắt đầu, cho tới bây giờ đã là không sai biệt lắm có hơn 4 đi qua. Cái này hơn 4 tháng thời gian, vậy lôi đình lực vẫn là lăn lộn không ngừng, hỗn loạn lộn, cho tới hôm nay, nó mới dần dần có lắng xuống khuynh hướng. Xì, ầm 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 ầm, nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi đột nhiên há mồm hút một cái, nhất thời như cá voi hút nước rung động cảnh tượng đi ra. Từng luồng cường hãn sấm sét tiến vào hắn thân thể, ở trong cơ thể hắn rộng rãi gân mạch chính giữa lưu động, cường đại tử tiêu khí vậy theo lưu chuyển, làm hắn đầu óc linh hoạt kỳ ảo, cực kỳ thoải mái. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí cũng là vào lúc này điên cuồng hướng Trần Phi bên trong thân thể phun trào đi, dần dần, ở Trần Phi chung quanh thân thể, lại là xuất hiện vô số đạo lớn chừng ngón cái sấm sét, mà vậy sấm sét, lúc này đã là có màu tím. Cuối cùng thành công sao? Cảm nhận được màu tím kia sấm sét xuất hiện, Trần Phi một tiếng khẽ rên, đôi mắt mở ra, lau một cái như lôi điện bá đạo, sắc bén tinh mang, trực tiếp là từ hắn trong mắt nổi lên ra, chợt lóe lên, hết sức đáng sợ. Phịch, lại một khắc sau, Trần Phi đứng dậy, thở một hơi thật dài, nhất thời vậy thiên địa linh khí liền lại là điên cuồng bị hắn miệng nuốt vào trong bụng. Ở trong một cái chớp mắt này, Trần Phi giống như là màu sữa mặt trời, lấp lánh rực rỡ. Đến khi vậy ánh sáng rực rỡ tản đi, Trần Phi trên mặt, là lộ ra hưng phấn mỉm cười. Không hổ là sấm sét thánh vật tam lôi thúy thần hà, đem vật này thành công sáp nhập vào ta tử tiêu căn nguyên sau đó, ta cảm giác thực lực lại hồi sinh gõ tăng lên 30%. Thật là lợi hại à, cảm nhận được thân biến hóa trong cơ thể, Trần Phi hưng phấn tự lẩm bẩm. Có thể đừng xem nhẹ cái này 30% lực lượng, như đổi coi như là thực tế chiến đấu chính giữa. Đây tuyệt đối là rất kinh người, rất kinh khủng tăng phúc. Trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ hay là thật người cảnh tầng 5, có thể hạn mức tối đa lại thay đổi cao hơn, lần nữa đánh vỡ những ràng buộc. Tiếp tục như vậy mà nói, sau này hắn tu vi mỗi đột phá một cảnh giới, cũng so người khác bước lớn hơn. Lực lượng, tự nhiên cũng biết tăng trưởng càng mạnh. Hưng phấn sức lực sau khi đi qua, Trần Phi lúc này mới có cảm giác trong túi đựng đồ truyền tới dị động, mở ra vừa thấy. Lại là vậy tề hư trùng để lại cho hắn đưa tin linh phù có tin tức tiến vào. Trần Phi đem vậy đưa tin linh phù sau khi tiếp thông, một đạo lo lắng thanh âm lập tức là vang lên. Là tề hư trùng. Là ta, tiền bối thế nào sao? Gặp đối phương thà như thế nóng nảy, Trần Phi hơi ngẩn ra, nói. Xảy ra chuyện rồi, ngươi lúc nào đắc tội Kiêu Long Vương phủ người? Tề hư trùng nói. Kiêu Long Vương phủ, Trần Phi một mặt mờ mịt. Nói cái gì Kiêu Long Vương phủ? Ta không biết. Ngươi không biết, vậy tề hư trùng cũng là ngẩn người, nói, vậy thì kỳ quái. Kiêu Long Vương phủ tiếng tăm lừng lẫy ngũ sắc linh tướng bây giờ đang ở bên ngoài canh chừng ngươi, trừ cái này ra, thật giống như có cái ông già áo bảo đen, có chút xa lạ, ta không biết là ai. Ông già áo bảo đen, Trần Phi tâm niệm vừa động, nói tiền bối, vậy ông già áo bảo đen dung mạo ngươi cho ta miêu tả hạ. Khăn cô dâu đội đầu áo bảo đen, so ta lùn nửa cái đầu, đúng rồi, hắn cánh tay trái thật giống như không có. Nghe được cái này Trần Phi con mắt chớp mắt, lạnh lùng nói ta biết là người nào. Hắn dĩ nhiên còn nhớ trước Giang Vạn Lý tìm tới vậy đại thiên vị người, bị hắn nhìn cánh tay trái, vậy đồng dạng là một tiếng khăn cô dâu đội đầu áo bảo đen, cho nên, như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là vậy âm hồn bất tán lão ra. Cổ ngữ không gạt ta. Thật đúng là thả hổ về rừng à. Hắn là cái gì đó Kiêu Long Vương phủ người sao? Trần Phi cặp mắt tràn ngập nhàn nhạt sắc bén, lẩm bẩm nói. Lần này ngươi phải cẩn thận chút ít. Vậy Kiêu Long Vương phủ chính là bên trong vực vương tộc bảy đại vương phủ một trong, quyền thế thông trời, cái này ngũ sắc linh tướng vậy người người cũng là lớn thiên vị nhân vật. Rất lợi hại, vậy tề hư trùng giọng ngưng trọng nhắc nhở. Chính hắn chính là lớn thiên vị cường giả. Dĩ nhiên biết cảnh giới này tầng thứ người lợi hại. Hơn nữa bây giờ ngũ sắc linh tướng vẫn là 5 người. 5 đại thiên vị, áp lực này quá lớn. Loại chuyện này cho dù là đổi thành hắn tới ứng đối, vậy sợ rằng cũng không biết làm thế nào mới phải, chớ đừng nói Trần Phi. Bởi vì hắn biết, Trần Phi bây giờ liền đại thiên vị cũng còn không phải là. 5 đại thiên vị, có thể nghe nói, Trần Phi nhưng theo bản năng sờ cằm một cái. Nghiền ngẫm lẩm bẩm cười nói, liền 5 đại thiên vị cũng muốn tới giết ta.
tên kia không phải là đầu tự trêu chọc đi. Ngươi nói gì sao? Vậy Tề Hư Trùng giống như là không có nghe rõ Trần Phi nói, ngây ngẩn nói. Không việc gì, Trần Phi cười lắc đầu một cái, nói tiền bối, vậy Phượng Thiên Điểu hẳn thức tỉnh chứ? Không sao sao? Ừ, đã không sao. Hơn nữa thần bảo vệ chim cũng đã đột phá đến đại thiên vị yêu vương tầng thứ. Nó luôn muốn nhờ ta nói cho ngươi, nó thiếu ngươi một cái ân huệ. Nói đến đây vậy Tề Hư Trùng cắn răng, nói, nếu không như vậy, chuyện ngươi ta và băng ma hầu tiền bối nói một chút, hắn nguyện ý tới gấp rút tiếp viện. Đến lúc đó ta, thần bảo vệ chim, băng ma hầu tiền bối ba người âm thầm ra tay, muốn kéo ngũ sắc linh tướng hẳn không có vấn đề. Nhân cơ hội này, ngươi thừa dịp loạn nhanh chóng đi. Đây đối với Trần Phi mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt, trọng yếu nhất chính là có người nguyện ý gấp rút tiếp viện, cái này làm hắn rất cảm kích, dẫu sao làm như vậy nhưng là sẽ có đắc tội vậy Kiêu Long Vương phủ nguy hiểm, nhưng Tề Hư Trùng vẫn còn thì nguyện ý làm như vậy. Đây là tình nghĩa, cũng là ân huệ. Làm phiền tiền bối quan tâm, bất quá, chuyện này hay là để cho chính ta để giải quyết đi. Trần Phi tiện tay nói. Chính ngươi để giải quyết, mộ huyệt bên ngoài Tề Hư Trùng. Giọng dương lên, con ngươi dần dần phóng đại, nói, ngươi sẽ không là muốn. Có bằng hữu từ phương xa tới kinh khủng, người ta từ bên trong vực đặc định chạy đến tìm ta, không, nhận nghiêm túc thật, kêu gọi, sao được. Trần Phi nói một tiếng, chợt cười nói, tiền bối ngươi yên tâm, chuyện này tự ta có thể xử lý. Dẫu sao dính dấp đến cái gì đó Kiêu Long Vương phủ, các người có thể không tham dự vào, vẫn tận lực đừng nhúng tay cho thỏa đáng. Vậy ngươi... Tề Hư Trùng bị Trần Phi cái này thiên đại giọng gây kinh hãi, đối phương ước chừng năm đại thiên vị nhân vật, hắn lại còn nói chính hắn có thể giải quyết. Để cho bọn họ ở bên ngoài chờ một chút đi, tiền bối, ta bên này cần thoáng chuẩn bị một chút, trước hết như vậy đi. Dứt lời, Trần Phi bàn tay dùng một chút lực, vậy đưa tin linh phù liền lên tiếng đáp lại mà bể. Đây là một lần duy nhất đồ, cũng chỉ có thể sử dụng lần này. Ngũ sắc linh tướng. Trần Phi híp mắt lẩm bẩm một tiếng, chợt cười lên, nói, vừa vặn hôm nay ta còn không biết ta bây giờ lực lượng chân chính, là tầng thứ gì, như vậy, tới mấy cái thử đao, cũng không tệ. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại lẩm bẩm đứng lên, nói, bất quá ở trước đó, ta còn được trước đem cái này huyễn ma viêm luyện hóa mới được. Có chuẩn bị vô hại. Dứt lời, một đoàn máu đỏ yêu diễm xuất hiện ở trong tay hắn. Chính là vậy hắn từ vũ chiến trong tay cướp đi huyễn ma huyết cây linh hỏa huyễn ma viêm. Này ngọn lửa phẩm chất rất cao, nếu là có thể dùng xà tâm địa linh diễm tương kỳ luyện hóa, đến lúc đó, uy lực coi như là đang tăng lên mấy cái nấc thang vậy không là chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại đang ngồi xếp bằng xuống, há miệng một cái, vậy huyễn ma viêm trực tiếp là bị hắn nuốt vào trong bụng. T. Nhất thời, Trần Phi răng nhẹ. Trong miệng phun ra một cổ tê vang lên thanh âm. Lúc này hắn thân thể giống như là sôi trào như nhau, trở thành vậy xà tâm địa linh diễm, huyễn ma viêm chiến trường. Huyết dịch, chân nguyên, kiếm ý, toàn bộ bị dắt dẫn động, cuồn cuộn cuồn cuộn. Rất đau, lúc này hắn thân thể khắp nơi đều bị nhiệt độ cao cháy rất đau, bất quá, thống khổ này cùng trước kia luyện hóa vậy tam lôi thúy thần hà, so với vẫn là kém quá xa. Cho nên lúc này Trần Phi chỉ cảm thấy tiểu vu kiến đại vu, không có áp lực gì. Rất nhanh, oanh một tiếng vang thật lớn, một cổ kinh khủng huyễn ma viêm đột ngột ở Trần Phi trên mình bốc cháy, bất quá ước chừng chẳng qua là chốc lát thời gian, khác một cổ liên tục không ngừng xả tâm địa linh diễm nhưng theo sát tới, đem vậy cái trước nuốt mất. Như vậy, Trần Phi cả người đều là đắm chìm trong vậy hai người cường hãn ngọn lửa chính giữa. Đây là... Vậy tử tiêu tài quyết chân công vậy vận chuyển, làm Trần Phi chặn lại vậy nhiệt độ cao, không chút tổn hao nào. Mà đang mượn trước cái này cổ tình thế, Trần Phi trực tiếp là bắt đầu điều khiển vậy xà tâm địa linh diễm, chiếm đoạt huyễn ma viêm. Như vậy, thời gian lại nhanh chóng trôi qua. 10 ngày sau, Trần Phi cả người đều trở thành một cái người lửa. Vậy huyễn ma viêm đang làm sao cùng vùng vẫy? 20 ngày sau, vậy huyễn ma viêm chỉ còn lại cỡ quả đấm. Xà tâm địa linh diễm hóa thành một sừng rồng lửa đáp lời triển khai kịch liệt cuối cùng mãnh công. 30 ngày sau, vậy cuối cùng một đoàn lớn chừng ngón cái huyễn ma viêm cuối cùng là hoàn toàn bị xà tâm địa linh diễm nuốt mất, biến mất ở giữa đất trời này. Cùng lúc đó, vậy xà tâm địa linh diễm hóa thành một sừng rồng lửa, uy thế cũng đạt tới chưa bao giờ có mới cao độ. Rất đáng sợ.
lần này tựa hồ được lợi lớn. Như vậy ta cái này xà tâm địa linh diễm lợi hại, hẳn không kém hơn trước ở đó chính giữa ảo trận nhìn thấy tuyết yêu cốt hỏa. Trần Phi trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, đủ để sánh bằng vậy, tuyết yêu cốt hỏa, phẩm chất, ít nhất đủ để chống đỡ hắn tu luyện tới vương giả kính giới. Cái này dĩ nhiên là đủ rồi. Hống. Một khắc sau, Trần Phi giơ tay lên một cái, vậy xà tâm địa linh diễm hóa thành một sừng rồng lửa ngửa đầu phát ra chấn thiên rồng ngâm. Cùng lúc đó, Trần Phi hơi híp cặp mắt, đứng dậy, hướng mộ huyệt kia cửa ra vào phương hướng nhìn lại, khóe miệng nhấc lên lau một cái nhàn nhạt lạnh lùng. Hôm nay vạn sự đã sẵn sàng, cũng nên ra đi xem một chút. Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh tướng sao? Nghe ngược lại không tệ, bất quá hy vọng, đừng để cho ta quá thất vọng là tốt. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phi thân hình phóng lên cao, đạp vậy xà tâm địa linh diễm hóa thành một sừng rồng lửa, phảng phất là quân lâm thiên hạ vậy, hướng mộ huyệt kia cửa ra vào đi. Cùng lúc đó, mộ huyệt bên ngoài. Từ vậy Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh tướng các người canh chừng ở nơi này dậy. Đã là đi qua hơn 4 tháng thời gian. Mà ở nơi này hơn 4 tháng chính giữa, rất nhiều tầm mắt, vô luận là đến từ bên trong vực vẫn là ngoại vực, đều là một cái chớp mắt không chớp mắt bị khu vực này hấp dẫn tới. Bởi vì ai cũng biết bên trong cùng người từ trước đến giờ xem thường ngoại vực cằn cỗi, huống chi cái này còn là bên trong vực vương tộc 7 đại vương phủ một trong, Kiêu Long vương phủ cao thủ ngũ sắc linh tướng. Bọn họ cũng không phải là ngu xuẩn. Sẽ như vậy dương mắt canh giữ ở cái này hơn 4 tháng, người phải nói không quỷ ai tin. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều bên trong vực cao thủ nghe tin tò mò tới. Mà đây mộ huyệt bên ngoài không khí, cũng ở đó chút bên trong vực cao thủ, cường giả lục tục đến sau đó, trở nên có chút làm người ta khó mà hô hấp. Tây Bắc ở trên một ngọn núi, một vị nụ cười như Phật cà sa ông giả yên tĩnh bàn ngồi ở trên một tảng đá lớn tụng kinh niệm Phật. Rất nhiều người thấy hắn đều là làm lộ vẻ xúc động, chu cổ giáo thiên thông Phật Đà. Cái này dã hòa thượng cũng tới. Phía đông một cái u ám cống rãnh chính giữa, một đạo âm ảnh nhàn nhạt đứng, im hơi lặng tiếng, nhưng lại không một người dám khinh thường hắn. Thất sát lầu thứ 7 giết, cái này người điên không tại thiên nguyên bình dã giết người chứng đạo, chạy tới đây làm gì? Ngũ sắc linh tướng chính giữa, người khoác màu xanh thẳm khôi giáp nước đem sờ sờ mặt lên vậy cái cổ xưa vết sẹo. Thâm độc lẩm bẩm nói. Vết sẹo này, chính là vậy, thứ 7 giết, cho hắn làm đi lên. Đến nay đều còn ở thỉnh thoảng mơ hồ làm đau. Ở hắn bên người, ngũ sắc linh tướng đứng đầu lửa đem im lặng không lên tiếng, nhưng hắn tâm tư, nhưng sớm bị cách đó không xa một đạo thân ảnh khác vững vàng hấp dẫn đi. Chỉ gặp được thân ảnh kia bất ngờ là chỉ Ô Nha, cả người vũ mao đen nhánh, tản ra thép dòng vậy đáng sợ sáng bóng, một cái độc chân. Cũng là dữ tợn làm người ta không lạnh mà run, rợn cả tóc gáy. Mà đây chút đều không phải là điểm chính là, lúc này từ quả đen một chân bên trong thân thể mơ hồ gian tản mát ra uy áp, lại là đem tất cả mọi người bọn họ cũng áp chế xuống. Vô luận là ngày đó thông Phật Đà, hoặc giả là vậy thứ 7 giết, thậm chí là ngũ sắc linh tướng 5 người, đều là như vậy. Hồi lâu sau đó, vậy uy áp thật sự là làm ngũ sắc linh tướng các người khó chịu. Lửa kia đem sắc mặt âm trầm xuống, khó khăn xem tự lẩm bẩm, nói, vùng địa cực ma cung cái này đáng chết Ô Nha làm sao tới. Bọn họ gần đây tình cảnh không phải rất không ổn sao. Tuy nói bọn họ năm huynh đệ thêm cùng nhau còn có thể đủ sánh bằng đại thiên vị tầng thứ tột cùng sức chiến đấu, nhưng mà, cái này đáng chết Ô Nha nhưng là đại thiên vị đỉnh cấp yêu vương. Đáng chết, lần này sự việc thật đổi được phiền toái. Phiền não trong lòng dưới. Lửa kia đem lại đưa mắt về phía mộ huyệt cửa vào. Đều đã hơn 4 tháng. Một bên lầm bầm, lửa kia đem cặp mắt chính giữa là dần dần nổi lên một tia, tình hình sắp không thể nắm trong tay, khói mù vẻ. Rồi sau đó, hắn nóng nảy thanh âm chính giữa mang một tia tức giận, nói tên kia kết quả tránh ở bên trong làm cái gì. Thật chẳng lẽ là biết chúng ta thủ ở bên ngoài, không dám ra. Hắn nói cũng còn chưa nói hết, đột nhiên. Hắn vậy đôi phiền não cặp mắt con người trực tiếp là rụt một cái. Sát theo, lau một cái nhàn nhạt tham lam cùng sát ý chính là hiện ra. Chỉ gặp vậy tựa như là vực sâu cự thú miệng mộ huyệt cửa vào chính giữa, một đạo trẻ tuổi bóng người, là ở đó đầy trời ánh mắt phong tỏa hạ, chậm rãi đi ra. Đồ Thiên Sơn, một bên, ngũ sắc linh tướng chính giữa đất đem liếm môi một cái, hỏi. Là hắn, Đồ Thiên Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Vậy thì động thủ,
trước đem người bắt đi nói sau. Theo lửa kia đem quát to một tiếng, trong hư không, trực tiếp là có hủy diệt ngọn lửa năng lượng hóa là thủy triều lên xuống hướng Trần Phi cuộn sạch đi, cực đoan cường hãn mà vừa kinh khủng. Cái này liền trực tiếp ra tay, chẳng lẽ là thù giết sao? Tất cả mọi người có cảm ứng, chợt ngẩng đầu, rồi sau đó chau mày đứng lên. Cái này ngũ sắc linh tướng không nói câu nào liền động thủ, chẳng lẽ là bọn họ suy nghĩ nhiều, bọn họ đến nơi này, chẳng qua là giết người. Hống, đây là, vậy tầm mắt cuối, mộ huyệt lối ra đột nhiên vang lên một tiếng long khiếu. Nhất thời lửa kia đem hủy diệt ngọn lửa năng lượng lại bị một khổng lồ một sừng rồng lửa nuốt. Cái gì, ngũ sắc linh tướng sắc mặt đại biến, con người có giúp một cái. Những người khác thấy một màn này cũng là ngược lại hút khí lạnh liền đứng lên. Bởi vì tựa hồ, ngũ sắc linh sắp giết liền người, thật giống như không phải người yếu à. 1250 nhảy 1254 là liền mạch nha bản gốc bên QBXS99 là như vậy. Tại sao sẽ như vậy? Ta lực lượng, lại có thể không bằng hắn. Lửa kia đem sắc mặt không âm trầm, lẩm bẩm nói. Nói hết rồi thằng nhóc này hết sức khó giải quyết. Bằng chúng ta làm bất kỳ lực một người, chỉ sợ không phải hắn đối thủ. Vẫn là cùng nhau đi, đừng gây thêm rắc rối. Vậy một bên Đồ Thiên Sơn cũng là vọt tới, nạt nhỏ. Dứt lời, hắn ánh mắt âm ngoan kia lại rơi xuống vậy Trần Phi mặt, cười lạnh, nói tiểu súc sinh, ngươi có thể biết tội. Tội gì? Trần Phi hơi híp mắt nhìn Đồ Thiên Sơn, cặp mắt lóe lên nhàn nhạt hàn mang, nói. Hừ, biết còn hỏi. Giang Vạn Lý nhưng mà chúng ta Kiêu Long Vương phủ khách khanh làm một thành viên, mà ngươi ở đó mộ huyệt làm, nhưng lại dám giết hắn, ta Kiêu Long Vương phủ há có thể tha cho ngươi. Tự sát đi, Đồ Thiên Sơn thần sắc sắc bén, chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Ha ha, ha ha ha. Có thể nghe nói, Trần Phi nhưng không nhịn được cười lớn, nói, xin lỗi, ta không nghe lầm chứ. Ngươi nói là ta giết Giang Vạn Lý, chặc chặc. Cái này trên đời như thế nào có người bực này vô sỉ người không mặt mũi. Giang Vạn Lý hắn, không phải là bị người tự tay giết chết sao? Nói bậy nói bạ, Đồ Thiên Sơn vẻ mặt lập tức nổi giận, giống như là nghĩ tới điều gì nhục nhã sự việc, gầm nhẹ một tiếng nói, ta chính mắt nơi gặp ngươi giết Giang Vạn Lý, chẳng lẽ, ngươi bây giờ còn muốn chống chế? Nhưng mà, chứng cứ nắm, ngươi coi như là muốn chống chế, cũng không dùng. Vậy cũng tốt. Trần Phi nghe vậy cười lạnh nhún vai một cái, lại mở ra hai cái tay, nhàn nhạt nói, người là ta giết, vậy thì như thế nào? Người có thể làm ta thế nào? Rào rào, mọi người nghe vậy con ngươi không khỏi co giúp một cái, người này, là có chút cuồng ngông theo bá đạo à? Thật là lớn phách khí. Ngươi, Đồ Thiên Sơn gặp Trần Phi như vậy cuồng vọng tư thái, cũng là lập tức khí được ngực phập phồng, thần sắc xanh mét. Tuy nói hắn rất rõ ràng Giang Vạn Lý kết quả là bị ai giết, nhưng Trần Phi bây giờ loại này hành vi, loại thái độ này, không phải ở khinh miệt, miệt thị hắn Đồ Thiên Sơn, vậy là cái gì? Đây quả thực là coi hắn Đồ Thiên Sơn là vô vật à? Đáng ghét! Có thể thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút đến Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, cùng với lúc này chung quanh nhiều như vậy nhìn chằm chằm người, Đồ Thiên Sơn liền rõ ràng nơi đây không thích hợp ở lâu. Trước hết đem thằng nhóc này đơn độc lấy được những địa phương khác đi nói sau. Chúng ta bây giờ lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Và chúng ta đi, hồi Kiêu Long Vương phủ nhận tội. Đồ Thiên Sơn mặt âm trầm, lạnh như băng nói. Tiếng nói vừa dứt, ngũ sắc linh tướng ánh mắt lạnh như băng cũng là phong tỏa ở Trần Phi thân, khí thế uy hiếp hắn, muốn trước đem Trần Phi lấy, rời đi nơi đây. Im miệng đi, có thể sau đó một khắc, vậy Trần Phi chợt quát một tiếng. Tựa như một tiếng sấm nổ ầm, chấn động được đám người màng nhĩ run rẩy, từng cái trong lòng không khỏi nhảy lên một cái. Ngươi, nhất thời, Đồ Thiên Sơn, ngũ sắc linh tướng đám người sắc mặt đổi được hết sức khó xem, cái này chó má, lại dám dạy bọn họ, muốn bọn họ im miệng. Rất tốt, ta năm huynh đệ đã rất lâu không có thấy giống như ngươi như vậy phách lối người. Bất quá ngươi có biết, phách lối người, vậy đều sẽ chết rất thảm, ngũ sắc linh tướng làm vàng đem. Lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi, lộ ra tí ti dùng mình, trước một bước, lạnh nhạt nói. Ngươi uy hiếp ta, Trần Phi hơi híp cặp mắt, nhàn nhạt nói. Nếu không thì sao, ngươi hoàn toàn có thể như thế cho rằng, ngũ sắc linh tướng làm vàng đem ánh mắt hung ác, lại lần nữa về phía trước, cả người bỗng nhiên cuốn lên một hồi giống như là kim loại vậy vững chắc đạt tới sắc bén gió lốc lớn. Nhất thời,
vậy gió bão ùn ùn kéo đến, cát bay đá chạy, hướng Trần Phi lan tràn đi, hết sức khủng bố. Trần Phi nghe vậy im lặng, chẳng qua là, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, nhưng vào lúc này càng phát ra lộ vẻ được lạnh như băng cùng với sắc bén. Ông đây là, dị biến phát sinh, Trần Phi bên tay trái không tới một mét không gian, một đạo giống như là thủy văn vậy rung động đột nhiên xuất hiện, sát theo, một chuôi tràn ngập khí tức kinh khủng băng cạnh đao bắt đầu từ vậy chi bạo bắn ra. Như chết thần thủ đoạt mệnh liêm đao, hung hăng đánh úp về phía Trần Phi ngực. Thật là ngây thơ đứa con nít nhỏ em bé à? Ngươi, vậy cho là có tư cách ở ta năm huynh đệ trước mặt phách lối sao? Đáng tiếc, ngươi không vậy tư cách à? Nắm trong tay vậy đoạt mệnh băng cạnh đao bàn tay chủ nhân không phải người khác, chính là ngũ sắc linh tướng làm, gầy không sót mấy nước đem. Người này giống như là mai phục ở bóng tối làm rắn độc vậy, ẩn nhẫn không nhúc nhích, nhất kích có thể chết người. Lúc này, hắn thân thể ám sát Trần Phi động tác vậy ước chừng chẳng qua là khoảng cách Trần Phi không tới nửa mét xa. Hắn mắt, cũng là lộ ra châm chọc cười nhạt, giống như là ở xem một cái mới mẻ thi thể như nhau. Mà hết thảy các thứ này, chẳng qua là phát sinh ở ngay lập tức gian, làm người ta con người co rúm lại, khó lòng phòng bị. Oanh, có thể đây là, trước người hắn không gian đột nhiên phát ra một tiếng sấm rền vang, nhất thời, vậy không gian giống như là vặn vẹo vậy, theo sát phía sau nước kia đem chính là có cảm giác không bá đạo sấm sét ầm cắt rời ở hắn thân thể chi, đâm đau hắn người ra thịt. Cái gì, vậy làm sao, nhất thời nước kia đem sắc mặt đại biến đứng lên, con người kịch liệt co rúm lại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, cái này lôi đình lực thật là mạnh. Mà nước vừa có thể dẫn điện, cho nên hắn lực lượng trời xanh đã bị cái này khắc chế. Người vậy lén lén lút lút theo con chuột tự đắc động tính, như thế rõ ràng, thật lấy là ta không biết. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, tiếng rắc rắc vang truyền ra. Phổ biên bá đạo màu tím sấm sét giống như là búa nện vậy hung hăng đánh vào nước kia đem ngực, người sau con người co rúm một cái, cổ họng phun trào, nhất thời búng máu tươi lớn chính là phun ra ngoài, kêu rên lên, ánh mắt cũng sắp tan giả. Cái này ngũ sắc linh tướng làm nước đem, hắn chỗ ỷ lại năng lực chỉ có đánh lén. Cho nên nếu như trừ ra đây không tính là, hắn lực lượng chân chính, thật giống như cũng chỉ có thể tương đương với thông thường nhất vậy một tầng thứ đại thiên vị nhân vật. Mà muốn ước chừng chẳng qua là loại trình độ này mà nói, đối với hôm nay Trần Phi mà nói, ngại quá, vậy thật có chút yếu đi. Hụ hụ hụ, hụ hụ hụ, tất cả, các vị ca ca, cứu ta, vậy gầy không sót mấy nước đem cả người cứng ngắc, con người co rúm lại, cảm nhận được một cổ nồng nặc lực lượng hủy diệt đạt tới sát ý đem hắn vét sạch. Trần Phi muốn giết hắn, hắn không nhịn được một bên phun máu tươi như điên, một bên cầu cứu. Rào rào, tê. Cho đến lúc này, mọi người thấy một màn này mới là không nhịn được con ngươi hơi nheo lại, cả người hàn mao dựng đứng. Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh tướng ở bên trong vực danh tiếng không nhỏ, không người sẽ nói bọn họ là người yếu, nhưng bây giờ, ngũ sắc linh tướng làm nước đem nhưng lại có thể ở Trần Phi trước mặt không chịu được như vậy nhất kích, vậy người này lực lượng, kết quả là thật lợi hại. Nghĩ đến đây, nhất thời ở giữa đất trời này rất nhiều người cũng theo bản năng há to miệng. Liên vậy Chu Cổ Giáo Thiên Thông Phật Đà cùng với Thất Sát Lầu thứ 7 giết đều là cặp mắt hơi híp một chút, lúc này Trần Phi nơi bày ra thực lực, đã lấy được bọn họ liếc mắt. Mà trừ bọn họ ra, sâu nhất có cảm xúc không thể nghi ngờ là vậy Tề gia bảo lão tổ Tề Hư Trùng. Chỉ thấy vậy lúc hắn cả người hoàn toàn là ngơ ngác nhìn bầu trời Trần Phi tấm lưng kia, mắt rung động đạt tới phức tạp, là như thế nào dùng ngôn ngữ để diễn tả đều là sợ rằng có chút khó mà hình dung. Khó trách hắn nói muốn mình ra tới xử lý chuyện này. Hắn lực lượng này tốc độ tiến triển, không khỏi cũng chết ở quá kinh khủng đi. Dừng tay, ở mọi người lâm vào rung động này lúc ấy, ngũ sắc linh tướng còn sót lại 4 người nhưng là luống cuống, hướng Trần Phi giận dữ hét. Có thể đáp lại bọn họ, nhưng là Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh lùng quét qua, lại để cho bọn họ cũng đồng loạt cảm nhận được một tia phát ra từ sâu trong đáy lòng lạnh lẽo. Bây giờ nói trợ thủ chưa thấy được đã có chút không còn kịp rồi sao? Trần Phi cười lạnh cười, tử lôi khiếu động, biến dạng thiên địa, trực tiếp là đem vậy con ngươi sợ hãi nước đem lướt đi. Những người này, nên toàn làm thì tính, đầu xuôi đuôi lọt. Ta để cho ngươi dừng tay ngươi nghe không gặp, ngũ sắc linh tướng làm lão đại lửa đem nổi giận, tay cầm rìu lớn như lôi điện nhanh chóng trước, tới ra tay. Tay hắn,
vậy rìu lớn tràn ra như trời cương vậy mạnh mẽ chập chờn, cùng nhau lay động, ngọn lửa ngút trời, hết sức đáng sợ, lập bổ xuống. Làm tầng mây kia làm đều là nổi lên kẽ hở. Nhất thời, Trần Phi cặp mắt khẽ híp mị, lẩm bẩm nói, 22 tầng cấm chế không rãnh hoàn mỹ pháp bảo. Ban đầu vậy trận kinh không cách thật lò cũng chỉ là có 21 tầng cấm chế, mà bây giờ đây đối với mét khối tay dìu lớn, nhưng mạnh hơn, đạt tới 22 nặng hoàn mỹ không tì vết trình độ. Cái này ngược lại là cố gắng. Sau một giây đồng hồ, hắc quang kia quá đao xuất hiện ở tay hắn, nhất thời vậy nhận đỉnh là bị một tầng sáng chói màu tím dáng ngũ sắc bao phủ. Tiếp theo Trần Phi làm ra động tác là một cái, đó chính là kiếm chém. Keng, đinh tai nhức óc vang vang tiếng. Hắc quang quá đao trực tiếp là đem lửa kia đưa tay khủng bố dìu lớn cho phách bay ra ngoài. Sau màu tím kia dáng ngũ sắc nếu như khói mất, hóa thành một phiến ánh sáng lóa mắt, chìm ngập hướng lửa kia đem, làm hắn sắc mặt biến. Thằng nhóc này không khỏi vậy quá mạnh mẽ, ngũ sắc linh tướng làm lão đại kia cũng không phải là người yếu. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, lòng rung động, đã là có chút khó mà hình dung. Ngoại vực lại trở thành hạng nhân vật này. Không khỏi thật không tưởng tượng nổi. Đồ Thiên Sơn cùng với còn sót lại ngũ sắc linh tướng làm ba người cũng là thần sắc đại biến. Chớ do dự, cùng nhau. Oanh! Theo ngũ sắc linh tướng làm một người quát chói tai tiếng vang lên, kinh người hơn vây công đại chiến mở ra. Lần này trực tiếp là có 5 người toàn bộ động thủ, trừ vậy phế một cái tay Đồ Thiên Sơn, ngũ sắc linh tướng tất cả nhân viên điều động, đánh giết về phía trước, muốn cho Trần Phi chết. Phịch, đáng sợ chấn động. Kim mộc thủy hỏa thổ, vàng xanh lá xanh đỏ vàng, ngũ hành lực, 5 loại màu sắc chói mắt sáng mờ, vào giờ khắc này trực tiếp là làm bạn chung một chỗ, hóa thành từng đạo kinh khủng thủ đoạn gắng sức chém xuống, sát ý bàng bạc, đem Trần Phi vây ở vậy chi. Núc ra luyện ngục vậy cảnh tượng, là quyết tâm muốn giết người. Mà đây, cũng là mới bên trong vực Kiêu Long Vương phủ tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng, ngũ sắc linh tướng bọn họ chân chính thủ đoạn. Ngũ hành lực xung hợp, đủ để cùng nhật nguyệt tranh huy. Ngũ hành quang, ngũ hành ám, ngũ hành thiên địa, cho ta chết, ngũ sắc linh tướng 5 người tề hát, vang khắp thiên địa hạ, ầm ầm nổ ầm, nhất thời Trần Phi cảm giác kinh khủng lực lượng hướng hắn tới gần. Cổ ngữ có nói, ngũ hành chính là thế giới chi căn bản, đại biểu mới bắt đầu cùng hủy diệt. Mà bây giờ, ngũ sắc linh tướng thủ đoạn, rất hiển nhiên đã là đâm đụng phải cái này khái niệm ra lông. Trần Phi trước mặt không gian ở một chút xíu tan vỡ, mà vậy ngũ hành lực ẩn hiện, miễn cưỡng tạo ra được một loại tương tự với lĩnh vực lực lượng, rất đáng sợ. Mà vậy những người khác ở thấy một màn này sau cũng là nhanh chóng sắc mặt biến lùi lại đứng lên. Lựa chọn cách xa chiến trường, bởi vì ngũ sắc linh tướng một chiêu này đòn sát thủ, ngũ hành thiên địa chấn giết, ở bên trong vực nhưng mà rất có hung danh. Hết sức cường hãn. Gặp tình cảnh, Trần Phi cặp mắt lạnh nhạt híp một cái. Ngũ hành thiên địa chấn giết, là thuộc về lĩnh vực lực lượng, cho nên may là hôm nay Trần Phi đơn độc đối mặt vậy cảm giác áp lực to lớn. Rồi sau đó gặp vậy Trần Phi đôi tròng mắt kia hơi híp nhanh tránh, lẩm bẩm nói. Xem ra không thể lại nương tay. Nhẹ nhàng líu díu tiếng, Trần Phi hai tay hoa động, giống như là núi lửa phun ra giống vậy sương mù thải trực tiếp là tràn đầy giật liền mở. Hắn thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, chỉ chốc lát sau. Trần Phi cả người trở thành một tôn trăm trượng người khổng lồ. Tử Tiêu Tài quyết chân công sách lấy thân xác mạnh mẽ gặp dài, có thể nói là chân quân cảnh trở xuống trận chiến đầu tiên đấu lực, hôm nay như vậy toát ra, nhất định là lớn hơn thả quang thải. Tử Tiêu, thí ma quyền. Một tiếng điếc tai nhức óc được người khổng lồ gầm thét, giữa trời đất, tầm mắt mọi người bên trong đều là chỉ còn lại có một quyền kia. Thật lớn thần thánh oai, Tử Tiêu vóc người ùn ùn kéo đến. Không khủng bố, tràn ngập khí tức cổ xưa. T, đây mới là thằng nhóc kia lực lượng chân chính. Đáng sợ như vậy thân xác, không khỏi vậy cường hãn đi. Trách không được hắn dám một mình và vậy Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh tướng đúng. Người này thực lực, sợ rằng đã không kém tại phổ thông đại thiên vị đỉnh phong. Cảm nhận được vậy Trần Phi lúc này người khổng lồ dưới trạng thái cường hãn, tất cả mọi người đều sợ hãi đứng lên, lông tóc dựng đứng. Thật sâu dâng lên có một loại cảm giác vô lực. Đại thiên vị đỉnh cấp cùng lớn thiên vị cảnh giới, nghe mặc dù tốt giống như chẳng qua là nửa bước kém, nhưng mà, vậy chi khác xa nhưng là chỉ có thể dùng nước biển tới đấu lượng. Đại thiên vị nhân vật, ở bên trong vực chỉ có thể coi như là cao thủ bình thường.
Mà vậy đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật nhưng là không giống nhau, vương giả huyền thiên vị dưới mạnh nhất, như vậy tầng thứ địa vị cùng cường hãn xa không phải đại thiên vị nhân vật có thể so với. Không, là, tại sao sẽ như vậy? Ngũ sắc linh tướng 5 người đồng loạt biến sắc, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Bọn họ 5 người mặc dù được gọi là 5 huynh đệ có thể địch đại thiên vị đỉnh cấp, có thể tình huống chân thật nhưng xa không phải như vậy. Nếu thật có một cái đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật cùng bọn họ đúng, vậy bọn họ thất bại không thể nghi ngờ, sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Oanh, hư không toát ra đáng sợ thần thái, vậy ngũ hành lãnh vực lực lượng trực tiếp là bị bá đạo này quả đấm cho oanh phá. Giữa trời đất một tiếng chiến vang, ngũ sắc linh tướng 5 người toàn miệng đều phun máu tươi. Toàn bộ bị thương, không một ngoại lệ. Như các người chỉ là như vậy thực lực, muốn giết ta, sợ rằng ý nghĩ quá hảo huyền. Trần Phi lúc này biểu tình kia lạnh lùng đến làm người ta phát thấm, rồi sau đó kinh khủng quả đấm lần nữa điên cuồng loạn vũ, giữa trời đất nhất thời một phiến rối loạn, chỉ gặp được vậy trăm trượng người khổng lồ ở đó nổi điên. Hủy diệt hết thảy. Oanh, oanh, oanh. Ngũ sắc linh tướng 5 người đều bị Trần Phi cái này trạng thái tột cùng xuống lực lượng oanh bay, không có người có thể tránh thoát Trần Phi lực lượng phong tỏa, lại không người có thể chống cự vậy bá đạo thí ma quyền quyền lực. Hôm nay Trần Phi, tại ngày đó Nguyên Tông phế tích làm thu được thiên đại thu hoạch sau đó, lực lượng thật đổi được quá mạnh mẽ. Hoàn mỹ không tì vết tử tiêu tài quyết chân công sách, đủ để sánh bằng tuyết yêu cốt hỏa xà tâm địa linh diễm, lại thêm vậy mạnh đáng sợ thân xác, cùng với tam lôi thúy thần hà, tiên môn thánh pháp tọa vong kinh. Đây hết thảy, căn bản không phải tầm thường đại thiên vị nhân vật có thể kháng cự. Nếu không phải ngũ sắc linh tướng trời xanh năm bào thai, đồng tâm đồng lực, hôm nay Trần Phi sợ rằng một quyền có thể đem bọn họ oanh chết một người. Tầm thường đại thiên vị người, đối mặt hôm nay Trần Phi cái này trạng thái tột cùng xuống lực lượng, là tuyệt không thể nào có phản kháng đường sống. Những cái kia đến từ bát phương các nơi vây xem trận chiến này mọi người vậy đều ngẩn ra. Trần Phi hôm nay triển hiện ra lực lượng, làm bọn họ sợ hãi, làm bọn họ sợ. Mà ngũ sắc linh tướng mặt chính là vô tận làm nhục, vô tận tức giận. Bọn họ chừng 5 người, mà đối phương bọn họ vậy cảm giác được tuyệt không phải là lớn thiên vị đỉnh cấp tầng kia lần lấy nhân vật, mà bây giờ lại bị áp chế được như vậy chi thảm, mất hết mặt mũi. Ta thừa nhận trước chúng ta đúng là xem thường ngươi, ngươi là một nhân vật, nhưng là, coi như là như vậy, hôm nay, ngươi vẫn là phải chết. Ngũ sắc linh tướng làm lão đại đôi mắt ửng đỏ, cả người dần dần nổi lên một tia huyết quang, khí thế đáng sợ. Giá thế này đơn giản là phải liều mạng. Ông, ngũ hành lực hằng trời, đè vậy lãnh vực bên trong không gian đều tốt muốn hủy diệt đứng lên, Trần Phi cặp mắt híp lại, nổ bắn ra ra đáng sợ thần thái. Bởi vì lúc này hắn lại có thể cảm nhận được hắn thân thể bắt đầu gặp đòn nghiêm trọng, máu nhuộm cầu vòng, máu thịt mơ hồ. Hôm nay cái này ngũ sắc linh tướng đã là đang cùng hắn liều mạng, như vậy, đổ cũng đích xác là có tư cách làm bị thương hắn, bất quá, Trần Phi vậy đôi khổng lồ ánh mắt hiện ra lạnh lẻo hào quang. Lòng tự lẩm bẩm, chỉ là như vậy sợ rằng còn kém quá xa chứ. Phịch, hư không run lên, chợt tất cả mọi người cả người đều bắt đầu run rẩy, một cổ đáng sợ hơi thở ùn ùn kéo đến vét sạch hết thảy, ở vậy khí tức đáng sợ làm, một cái to lớn bàn tay tấn công tới. Che khuất bầu trời, đem ngũ sắc linh tướng làm nước đem che phủ. Phịch, máu tươi cuồng tung, thân xác nổ tung. Vậy uy chấn bên trong vực Kiêu Long Vương phủ tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng ngũ sắc linh tướng một trong nước đem, bị Trần Phi một tát này sống sờ sờ đập chết. Tê, nhất thời, tất cả mọi người trong mắt hung hăng rụt một cái, ngược lại hút khí lạnh. Không, ngũ sắc linh tướng còn sót lại 4 người cũng là hai mắt đỏ như máu đứng lên, hào hùng sát ý hướng Trần Phi tấn công tới. Phịch một tiếng vang thật lớn, dung chuyển thiên địa, vậy, ngũ hành thiên địa chấn giết, thủ đoạn lại lần nữa xuất hiện, đem Trần Phi như con sông vậy khổng lồ tay khổng lồ trực tiếp là hủy diệt. Mọi người ánh mắt lại là co giúp một cái. Lưỡng bại câu thương sao? Mọi người rung động nhìn trước mắt cái này kinh thế đánh một trận, Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh tướng một trong nước sắp chết, mà vậy Trần Phi vậy tổn thất một cánh tay, nhắc tới, lưỡng bại câu thương xác thực là không tệ. Có thể sát theo. Giữa trời đất lại độ hiện ra nồng nặc ngược lại hút khí lạnh tiếng. Tất cả mọi người con người cũng cứng lại. Chỉ gặp người khổng lồ kia hình thái xuống Trần Phi cánh tay gãy lìa chỗ một hồi sáng lạng màu tím hà thải điên cuồng phun trào, rất nhanh, một cái mới tinh to lớn cánh tay lại là một lần nữa sống lại đi ra. Cái này, không thể nào.
Điều này sao có thể? Ngũ sắc linh tướng các người hoàn toàn giết, con người cứng còng. Máu thịt sống lại bực này truyền năng lực không hề nói truyền thuyết, phàm là thân xác không địch người, đều có cái này hạng bản lãnh, nhưng vì cái gì Trần Phi hắn lại có thể cũng biết. Kết quả này là tại sao à? Phịch, một lần nữa đinh tai nhức óc rên hỗn loạn thiên địa, một tiếng lạnh lùng gầm nhẹ. Tử tiêu, thí ma quyền. Vô địch một quyền, cuồng liệt quyền lực, nhất thời, giữa trời đất trực tiếp là một phiến cát bay đá chạy, quỷ phủ thần công cái. Ngũ sắc linh tướng làm lửa đúng là bị chìm ngập đến hắn, sát theo, một tiếng rên, máu nhuộm thương khung. Ngũ sắc linh tướng làm lão đại, lửa đem, chết. Nhất thời, tất cả mọi người đều nán lại, đầu óc một phiến hỗn loạn, hôm nay, ngũ sắc linh tướng nước sắp chết, lửa đem cũng chết. Vậy vậy còn sót lại ba người kia còn khả năng có cái gì lật bàn chỗ trống. Bên trong vực Kiêu Long Vương phủ tiếng tăm lừng lẫy ngũ sắc linh tướng, hôm nay, như vậy bên ngoài vực bị người cho bưng. Thật đúng là bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ à, không nghĩ tới cái này ngoại vực có thể cũng như này kiệt xuất người, vậy vị thí chủ, rất lợi hại à. Xa xa vách núi, vậy Chu Cổ Giáo Thiên Thông Phật Đà hơi híp cặp mắt nhìn vậy trăm trượng người khổng lồ. Tràn đầy Phật quang kim đồng làm, là có vẻ kiêng kỵ lẩn quẩn. Hắn rất rõ ràng, ngũ sắc linh tướng đơn độc một cái, hai cái, hắn đều có thể cũng không sợ, nhưng nếu là vậy năm người vừa động thủ một cái, vậy cho dù là hắn vận dụng đè đáy dương đòn sát thủ, vậy nhất định là hơn phân nửa đúng không qua. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi không chỉ có lấy một địch năm, thậm chí còn giết ngũ sắc linh tướng làm hai cái, thực lực bực này, không nghi ngờ chút nào. Nhất định là hắn cái này giã hòa thượng lợi hại. Xem ra sau này phải cẩn thận chút tên này mới được. Như vậy điên cuồng cùng với rất cay chiến đấu phương pháp, sợ là không phải dễ trêu à. Mà vậy bên trong vực đệ nhất sát thủ thần triều thất sát lầu thứ bảy giết, ở thấy một màn này trực tiếp là mặt không cảm giác xoay người đi. Không người biết hắn trong lòng nghĩ cái gì, bất quá, sợ rằng hắn cũng là đối với Trần Phi nổi lên chút lòng kiêng kỵ đi. Chỉ có vậy tới từ vùng địa cực ma cung quả đen một chân sắc mặt từ đầu tới đuôi đều không đổi qua. Có lẽ, lấy hắn thực lực, Trần Phi hôm nay sức chiến đấu cũng không tính là cái gì đi. Bất quá, hắn lúc này hai tròng mắt lấp lánh tâm trạng lại hết sức cổ quái, rơi vào Trần Phi vậy trăm trượng người khổng lồ thân thể, giống như là ở như có điều suy nghĩ cái gì. Mà ngũ sắc linh tướng còn sót lại ba người, cùng với Đồ Thiên Sơn, chính là đàng hoàng sợ hãi đứng lên. Bọn họ năm huynh đệ năm người toàn ở Trần Phi cũng có thể giết, lúc này chỉ còn lại bọn họ ba cái, cộng thêm một người tàn phế tay, thiếu một cánh tay Đồ Thiên Sơn, như thế nào đánh? Như thế nào thắng? Đi, ngũ sắc linh tướng còn sót lại ba người con ngươi bên trong tràn đầy sợ hãi, cuối cùng là rõ ràng Trần Phi người này thật lợi hại, xoay người chạy trốn, không muốn làm tiếp chống cự vô vị cùng vùng vẫy. Thấy tình cảnh này Đồ Thiên Sơn vậy muốn cùng chạy, nhưng mà... Một cái che trời tay khổng lồ nhưng đem hắn ngăn lại, đáng sợ hơi thở, hoàn toàn đem hắn phong tỏa. Nhất thời Đồ Thiên Sơn thần sắc hoàn toàn là luống cuống. Không, không muốn, hắn run sợ trong lòng, run rẩy nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả hổ về rừng lần thứ hai, ta có ngu xuẩn như vậy sao? Người khổng lồ thanh âm ở hắn màng nhĩ bên vang lên, tràn đầy rùng mình. Hắn nếu như tâm tình tốt, thả người một lần vậy không có gì lớn không được. Có thể hai lần. Xin lỗi, hắn không có ngu như vậy. Không, không, Đồ Thiên Sơn thần sắc trực tiếp là tái nhợt, tràn đầy sợ hãi, một khắc sau, hắn đột nhiên hận hận cắn răng, nói cũng đừng quên ta biết được ngươi bí mật. Ngươi dám giết ta, đừng trách ta đem bí mật này truyền giao không. Bí mật gì? Trần Phi cười lên, chợt ở Đồ Thiên Sơn có giúp lại con ngươi làm, trực tiếp là cười nói, không phải Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa. Ngươi lấy là ta không dám nói. Ngươi điên rồi sao? Đồ Thiên Sơn trực tiếp là điên rồi, mặt đầy hoang đường, không hiểu Trần Phi tại sao dám đem nguy hiểm như vậy sự việc nói ra. Dạ Hoa Đan Vương chi truyền thừa, đã từng cái này kiềm nam cổ quốc thứ nhất luyện đan sư, nếu như truyền đi, hắn phiền toái đem vô cùng vô tận. Hắn nói gì? Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, đó không phải là... Dạ Hoa Đan Vương... 400 năm trước cổ quốc thứ nhất luyện đan sư. Hơn nữa ta nếu là nhớ không lầm, hắn thật giống như vẫn là Thiên Nguyên Tông tông chủ. Thằng nhóc này lấy được rồi Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa. Mọi người nhất thời biến sắc, kinh nghi nhìn Trần Phi. Đúng như Đồ Thiên Sơn dự đoán, Dạ Hoa Đan Vương chi truyền thừa,
đã từng kiềm nam cổ quốc thứ nhất luyện đan sư, bực này bảo tàng, làm sao có thể làm người ta không động tâm. Giữa trời đất hoàn toàn yên tĩnh, từng là kiềm nam cổ quốc thứ nhất luyện đan sư, tiêu diệt chi thiên nguyên tông cuối cùng nhất đại tông chủ người truyền thừa, biết bao quý giá. Sợ rằng người ở tại tràng không một người có thể làm được không động tâm, bất quá, Trần Phi vậy bá đạo uy vũ thực lực cường hãn, vậy vẫn là làm bọn họ có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ.